Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1801, không dính chiêu này. Diệp Tổng, mọi người đều biết, cô là người của Diệp gia, cha và anh trai của cô đang bị truy tố, tội danh là sát hại cha của Diệp Y Y. Bây giờ, cũng coi như là có chứng cứ xác thật. Mà hiện nay, Diệp Tổng cô lại dùng loại thủ đoạn giống như là trả thù này để đoạn tuyệt sự hợp tác và đầu tư của Tinh Thần Giải Trí đối với Hoàng Thiên Giải Trí. Dù gì thì Hoàng Thiên Giải Trí cũng là tâm huyết của Diệp gia. Hơn nữa, năm đó cha của cô là tổng giám đốc của Hoàng Thiên Giải Trí, sau đó bởi vì tham ô công quỹ để trả nợ và dính líu tới xã hội đen mà bị đuổi ra khỏi Diệp gia. Mà bây giờ hết thảy Diệp Tổng cô đang làm, là vì trả thù sao? Nhưng nếu như cô đúng là vì trả thù, tôi cảm thấy Diệp gia cũng không hề làm gì sai, bên sai ngược lại là cô và cha mẹ của cô, cùng với huynh trưởng Diệp Mộ Phàm. Sau khi gã phóng viên này đặt câu hỏi, ánh mắt của toàn trường lại lần nữa rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Trong mắt Diệp Y Y lóe lên ý cười lạnh như băng, lúc này thở dài một tiếng, em gái, chỉ biết em hận một nhà chúng ta. Nhưng mà, em dùng thủ đoạn như vậy, không chỉ riêng chúng ta, mà toàn bộ Diệp gia đều sẽ suy bại. Diệp Oản Oản, dù sao chị của em vẫn luôn dùng mọi cách chiếu cố cho em. Tất cả các sai lầm của em, đều được cô ấy rộng lượng tha thứ. Mặc dù bây giờ em là đại lão bản của Tinh Thần, nhưng làm sao em lại có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy chứ? Diệp gia cũng không làm gì sai cả. Cố Việt Trạch nhìn về phía Diệp Oản Oản, lên tiếng phụ họa. Cái đồ súc sinh này. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy đỏ mặt lên, siết chặt quải trượng trong tay, trợn mắt chừng Diệp Oản Oản. Cha và anh trai ngươi, ta hết sức thất vọng đối với bọn chúng. Uổng công ta từng cân nhắc định cho các ngươi một cơ hội. Bọn chúng không học vấn không nghề nghiệp, làm bại hoại công ty không nói, thậm chí chúng còn dám giết người. Mà ngươi, không biết suy nghĩ, không biết hối cải, ngược lại còn dùng loại thủ đoạn này để hại Diệp gia. Ngươi còn là con người sao? Ha ha, Diệp Tổng, ngài không cảm thấy làm như vậy, thật sự không quá thích hợp sao? Gã phóng viên trước đó đặt câu hỏi tiếp tục chất vấn. Mà sau khi loạt câu hỏi này được đặt ra, trên các diễn đàn lớn của Hoa Quốc, đám anh hùng bàn phím, lại một lần nữa thừa dịp này bùng cháy. Lúc này, trên khán đài, Lý Tổng trợn mắt lườm gã phóng viên nọ, cậu là phóng viên nhà nào? An ninh, đuổi ra ngoài cho tôi. Không đợi Lý Tổng kịp có động tác gì, Diệp Oản Oản lại phất phất tay, nhìn về phía gã phóng viên vừa đặt câu hỏi, cười nói câu hỏi của cậu rất hay. Đầu tiên, tôi và Diệp gia không có bất cứ quan hệ nào, chuyện mà các người cho là đương nhiên, vẻn vẹn chẳng qua là quy chụp mà thôi. Chỉ tiếc, tôi đây chưa bao giờ dính chiêu này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Oản Oản đảo mắt một vòng, nhìn gã phóng viên và đám người Diệp Y Y, Diệp Hồng Duy, tiếp tục mở miệng nói, đầu tiên, tôi là lão bản của Tinh Thần, tôi phải có trách nhiệm đối với công ty của mình. Tôi cho là... Hoàng Thiên Giải Trí không có thực lực cũng như tư cách lấy được sự đầu tư và hợp tác của Tinh Thần chúng tôi. Đoạn thời gian trước, Tinh Thần chúng tôi ném vào đó mấy vị nghệ sĩ quốc tế, nhưng Hoàng Thiên cũng không hề thúc đẩy giúp gia tăng độ hot của mấy vị nghệ sĩ này tại Hoa Quốc, càng không giúp Tinh Thần đạt được thu hoạch như dự kiến. Đã như vậy, Tinh Thần lựa chọn rút vốn, hơn nữa cắt đứt hiệp ước, có vấn đề gì không? Nghe tiếng, phóng viên khẽ nhíu mày. Diệp Oản Oản nhìn gã ta. Khẽ mỉm cười, lại nói, cậu cho là, một công ty mang tính chất quốc tế như Tinh Thần, chỉ dựa vào quan hệ tình cảm riêng tư là có thể phát triển lớn được đến mức này, mà không cần phải đi xem xét đại cục hay được mất. Những gì tôi nói đều là đạo lý rất dễ hiểu, cậu có biết tại sao tôi lại nói dễ hiểu như thế không? Diệp Tổng muốn nói cái gì? Phóng viên hỏi. Bởi vì tôi sợ rằng nói hơi hơi thâm ảo một chút, với trình độ của cậu không nhất định có thể nghe hiểu được. Diệp Oản Oản trả lời. Chương 1802, chân tướng rõ ràng. Diệp Oản Oản dứt tiếng, toàn trường cười vang một trận. Đây quả thật là đang sỉ nhục một cách trần trụi. Gã phóng viên nọ nói vòng vo, hỏi rất nhiều câu hỏi, cũng không rung động và có sức đả kích bằng vài ba câu nói của Diệp Oản Oản. Chỉ vẻn vẹn vài câu nói, Diệp Oản Oản đã nói cho mọi người biết, vị phóng viên này rốt cục ngây ngô đến mức nào. Còn nữa, Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Hồng Duy, lời Diệp lão ngài vừa nói, năm đó Diệp Thiệu Đình bởi vì tham ô công quỹ, tạo thành ảnh hưởng xấu đối với công ty, nên mới bị đuổi ra khỏi Diệp gia. Đã như vậy, hẳn ý tưởng của Diệp lão gia tử là, nếu đã là người vô dụng thì nên bị vứt bỏ, bao gồm cả con trai của mình. Mà hôm nay, tôi cho là,
Hoàng Thiên Giải Trí của Diệp gia đối với công ty tinh thần chúng tôi không có chút giá trị sử dụng nào, thậm chí còn là một gánh nặng. Tôi đây coi như là lão bản của công ty tinh thần, theo lý cũng nên vứt bỏ Hoàng Thiên Giải Trí. Nhưng mà Diệp lão gia tử ngài, tại sao lại phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn tiến hành công kích cá nhân đối với tôi? Chẳng lẽ nói, Diệp lão gia tử năm đó chỉ dựa vào công kích cá nhân người khác mà làm cho Hoàng Thiên Giải Trí trở lên lớn mạnh hay sao? Hay, nói rất hay, lúc này, Cung Húc đứng dậy, hướng về Diệp Oản Oản, lớn tiếng vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay của Cung Húc vang lên, không ít các nghệ sĩ ở đây cũng đứng dậy vỗ tay vang dội. Ngươi, ngươi, Diệp Hồng Duy hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tức đến run rẩy cả người. Còn nữa, mới vừa rồi anh bạn phóng viên kia nói, cha và anh trai của tôi dính líu tới việc mưu sát Diệp Thiệu An của Diệp gia. Đã như vậy, vậy thì nhân cơ hội này, cho mọi người xem một vài thứ. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Xem một vài thứ. Xem cái gì cơ? Mọi người nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc hiếu kỳ. Hôm nay là thời gian mở phiên tòa của cha và anh trai tôi, nhưng cũng đúng dịp, phiên thẩm vấn này được phát sóng trực tiếp. Vậy thì xin mời mọi người chúng ta ở đây cùng nhìn một chút, xem rốt cuộc là như thế nào. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Bắc Đẩu và Thất Tinh tiến lên, phối hợp với một số nhân viên của tinh thần, mở màn hình máy chiếu lớn của hội trường lên. Trên màn hình, chính là hình ảnh của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai người. Diệp Oản Oản đã dùng số tiền lớn, mời luật sư nổi danh nhất Hoa Quốc Trương Hạ giúp Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình bào chữa, chứng minh bọn họ vô tội. Bây giờ quá trình thẩm tra xử lý của tòa án càng ngày càng công khai. Mà vụ kiện của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình lần này bởi vì có sức ảnh hưởng quá lớn, nên tòa án đã quyết định phát sóng trực tiếp phiên thẩm vấn này. Chỉ thấy, trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, người đàn ông trung niên Trương Hạ tiến lên, nộp chứng cứ biện hộ vô tội lên cho tòa án, là một cuộn băng ghi âm. Băng ghi âm mở ra, âm thanh của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn theo đó vang lên. Chấm. Hoàng Minh Khôn, anh nói xem, thời điểm ban đầu, chuyện chúng ta mời người giết chết Diệp Thiệu An, hơn nữa còn giá họa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, sẽ không bị bại lộ chứ? Lương Mỹ Huyên cố hết sức nén cơn buồn ngủ, nói với Hoàng quản gia. Hoàng Minh Khôn, yên tâm đi. Sẽ không, chuyện này kín như áo trời, ai cũng không có khả năng phát giác ra. Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai thằng ngu kia, đáng đời bọn chúng. Cả nhà bọn chúng, tất cả đều là một lũ ngu xuẩn. Một nhà này, nghĩ cũng thật là mắc cười. Năm đó chính Diệp Thiệu An thiếu nợ một khoản tiền cách xù, tham ô công quỹ của công ty, cũng lừa gạt lão già Diệp Hồng Duy kia và tất cả mọi người, sau đó lại còn giá họa cho Diệp Thiệu Đình. Diệp Thiệu An liên thủ với Diệp Y Y, Cố Việt Trạch, nội ứng ngoại hợp, bắt cóc Diệp Oản Oản. Hơn nữa còn tiêm ma túy cho Diệp Oản Oản, quay được video. Kết quả, Diệp Thiệu Đình bởi vì người con gái đó của hắn, lại còn thật sự cam tâm tình nguyện bị giá họa. Em nói thứ người như vậy, có phải là ngu xuẩn hay không? Tại Chu Niên Khánh Điển, sau khi mọi người nghe xong đoạn băng này xong, thần sắc đầy kinh ngạc. Nhất là Diệp Y Y, thần sắc nhất thời đại biến, mặt đầy vẻ khó tin. Ban đầu, sau khi Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn về nhà, đem chuyện bọn họ bị uy hiếp, hơn nữa còn bị cưỡng bách thu lại đoạn ghi âm này, nói ra. Ngay hôm đó, Diệp Y Y liền tìm được người của Hồng Hưng Hội, cũng dùng một số tiền lớn, để cho Hồng Hưng Hội giải quyết chuyện này. Chương 1803, thu hoạch ngoài dự kiến. Trước đó vài ngày, từ tin tức của Hồng Hưng Hội bên kia truyền đến, người uy hiếp Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đã bị xử lý xong, bao gồm cả đoạn ghi âm này cũng đã bị tiêu hủy. Chẳng lẽ nói, Hồng Hưng Hội đã lừa mình? Thấy thần sắc Diệp Y Y như vậy, khuôn mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ lãnh đạm. Con ả Diệp Y Y này khẳng định không ngờ tới, là chính mình bảo Hồng Hưng Hội thả cho bọn chúng tin tức giả. Có Liêu Gia Kỳ ở trong tay, Hồng Hưng Hội căn bản là nghe theo nàng răm rắp. Diệp Hồng Duy đầy vẻ khó tin mà nhìn hình ảnh trên máy chiếu, nghe kỹ đoạn ghi âm này. Diệp Thiệu An, không phải là do Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm sát hại. Con trai thứ hai của hắn, lại chết ở trong tay của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Quản Gia. Thậm chí, chúng còn đem tội danh giết người giá họa cho Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Diệp lão gia tử, Diệp Y Y mà ông thương yêu, cũng không phải là cháu gái của ông. Cô ta là con gái riêng của quản gia Diệp gia Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên vụng trộm sinh ra. Diệp lão gia tử thật đúng là lòng dạ rộng lượng, đem tâm huyết cả đời của chính mình giao cho người ngoài.
Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Hồng Duy, cười nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Hồng Duy mặt đầy vẻ chấn động, khó tin nhìn Diệp Y Y ở bên cạnh. Diệp Oản Oản, ngươi đừng có mà tung tin vịt phỉ báng ở chỗ này. Diệp Y Y lớn tiếng chửi mắng. Tung tin vịt phỉ báng. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, chuyện mẹ của cô và Hoàng quản gia vụng trộm, sợ rằng không phải là giả đâu. Tôi có mời qua thám tử Tư, trong tay có tất cả chứng cứ của mẹ cô và Hoàng Minh Khôn. Nghe tiếng, Diệp Y Y nhíu chặt chân mày. Cô thật đúng là đã xem thường nữ nhân này rồi. Bên trên màn hình lớn, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên vốn đang ngồi dự thính với tư cách người nhà của người bị hại. Nhưng sau khi đoạn ghi âm được thông qua, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên thần sắc đại biến. Không phải bên Hồng Hưng Hội nói là đã xử lý xong người bắt cóc bọn họ, hơn nữa còn tiêu hủy băng ghi âm hay sao? Không, không phải như vậy, là có người bắt cóc chúng tôi, buộc chúng tôi nói ra những lời vừa rồi đấy. Lúc này, Lương Mỹ Huyên đứng dậy, lớn tiếng quát lên. Ồ, bà nói là các người bị người khác bắt cóc, ép buộc nói ra đoạn đối thoại này sao? Quá buồn cười, những lời như vậy, đại biểu cho cái gì, các người không biết sao? Luật sư đỉnh cấp Hoa Quốc Trương Hạ cười lạnh. Tôi biết, nhưng nếu như không phối hợp với bọn họ, chúng tôi sẽ bị giết chết. Lương Mỹ Huyên lập tức giải thích. Mắc cười, luật sư Trương Hạ nói, nếu quả thật là đúng như bà nói. Tại sao không có biên bản giấy tờ ghi nhận việc báo cảnh sát của các người? Bị người ta bắt cóc, ép nói ra những lời như vậy, mà các người cũng không đi báo cảnh sát. Hơn nữa, trước khi phiên tòa mở ra, mãi cho tới hiện tại, các người cũng chưa bao giờ lộ ra có bất kỳ cái gì không đúng. Chẳng lẽ các người đều đã quên mất việc mình bị bắt cóc, ép buộc nói ra những lời này? Tôi, từ trên trán Lương Mỹ Huyên thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Ban đầu, khi bọn họ về nhà tìm tới Diệp Y Y, đã từng có dự định báo cảnh sát. Nhưng mà Hồng Hưng Hội bên kia lại cũng đã lên tiếng bảo đảm băng ghi âm đã bị tiêu hủy. Nếu như lại đi báo cảnh sát, sợ rằng sẽ phát sinh nhiều rắc rối, lộ ra quan hệ giữa bà ta và Hoàng Minh Khôn không nói, thậm chí còn có thể sẽ tra ra được chuyện giữa bọn họ và Hồng Hưng Hội. Đoạn ghi âm này, là do ai cung cấp? Ở trên ghế thẩm phán, quan tòa hỏi. Là tôi. Một người đàn ông trung niên, từ chỗ ghế dự khán đứng dậy, mở miệng nói. Ông nói bậy, Lương Mỹ Huyên tức giận hét lớn. Người đàn ông trung niên cười lạnh, chợt nhìn về phía quan tòa, tôi là thám tử Tư, kinh doanh hợp pháp, được huấn luyện chuyên nghiệp, làm thuê cho Diệp Oản Oản tiểu thư. Trải qua quá trình bền bỉ truy xét, tôi rốt cuộc đã phát hiện, Hoàng Minh Khôn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi do đánh bạc. Thật ra thì cái Hoàng Minh Khôn gọi là bắt cóc, là mấy ngày trước bị bọn cho vay nặng lãi tìm tới, bức bách hắn ta trả nợ mà thôi. Trừ chuyện đó ra, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên có quan hệ nam nữ không bình thường. Tôi tra được bọn họ thường xuyên vào thuê một phòng khách sạn cố định, nên trước đó có đặt máy nghe lén sẵn. Vốn chẳng qua chỉ định thử vận khí một chút, không nghĩ tới, thật sự có thu hoạch ngoài dự kiến. Chương 1804, chuyện có ý tứ. Vào giờ phút này, tại hội trường của tinh thần Chu Niên Khánh Điển, mọi người thần sắc kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, vụ án chấn động một thời. Lại có tình tiết đảo ngược lớn như vậy. Lão nhị Diệp gia Diệp Thiệu An, không phải là chết ở trong tay Diệp Thiệu Đình và con trai Diệp Mộ Phàm, mà là bị quản gia Diệp gia Hoàng Minh Khôn, còn có Lương Mỹ Huyên thuê người sát hại. Không chỉ như thế, hai người này thậm chí còn giá họa cho hai cha con Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Chuyện này không khỏi cũng có chút quá kinh khủng, đương thời chủ mẫu của Diệp gia, lại có thể sẽ có quan hệ nam nữ không đứng đắn cùng với quản gia. Quan tòa đại nhân, chỗ này tôi còn có một số video và ảnh chụp, có thể cung cấp để làm một bộ phận của chứng cứ. Lúc này, luật sư Trương Hà tiến lên, đem ảnh chụp và video mà trước đó đám người Tam trưởng lão và bắt đầu quay và lưu lại, nộp lên cho thẩm phán. Nội dung của chứng cứ, có quay lại không chỉ một lần, ấy, giữa Lương Mỹ Huyên và quản gia Hoàng Minh Khôn. Bên cạnh video, còn có cả ảnh chụp nữa. Những thứ này đều không thể coi như chứng cứ trực tiếp. Hồi lâu sau, quan tòa mở miệng nói. Nghe kết luận này, luật sư Trương Hạ khẽ mỉm cười, chuyện này dĩ nhiên là chúng tôi cũng biết, nhưng chúng tôi có nhiều chứng cứ khác có thể trực tiếp cho thấy, Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai người, cũng không phải là hung thủ sát hại Diệp Thiệu An. Lúc này, Trương Hạ đưa ra rất nhiều chứng cứ vô tội, bao gồm việc hai người Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình không có động cơ giết người, cũng như không có chứng cứ trực tiếp chứng minh bọn họ giết người. Rất nhanh,
Trương Hạ mở đoạn video ghi lại cảnh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình đến Diệp gia vào lúc khuya. Đoạn video này, đến từ camera theo dõi của Diệp gia. Mọi người đều biết, ban đầu chúng ta có thể kết luận Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trực tiếp giết người, chứng cứ chính là đoạn video này. Nhưng mà, trong đó có một số chỗ vô cùng không hợp lý. Ánh mắt Trương Hạ đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng nói, thứ nhất, ở bên trong đoạn video này, Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm hai người, quả thực là đã xuất hiện ở Diệp gia, hơn nữa còn tiến vào căn phòng của Diệp Thiệu Đình. Ước chừng chốc lát thời gian sau, ở trong đoạn video này, Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa tay còn cầm hung khí giết người. Nhìn như quả đúng là có chuyện như vậy, nhưng, các vị, xin hãy chú ý, Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, tay cầm hung khí, lại đưa lưng về phía camera theo dõi. Trừ cách ăn mặc, cũng không có chứng cứ trực tiếp có thể cho thấy, kẻ cầm hung khí chính là hai người bọn họ. Hừ, quả thực là mắc cười, quần áo đều giống nhau như đúc, không lộ mặt ra thì đã sao? Lương Mỹ Huyên sau khi biết được âm thanh không cách nào làm chứng cứ, lập tức tỉnh táo tinh thần, hướng về luật sư cười lạnh. Nghe tiếng, Trương Hạ nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, ngay cả giọng nói của hai người cũng không thể làm chứng cứ, chẳng lẽ, dựa vào hai bộ quần áo giống nhau, liền có thể làm chứng cứ rồi hả? Lương nữ sĩ, logic của bà, làm cho người ta thật bội phục đó nha. Ông, Lương Mỹ Huyên nhìn chằm chằm Trương Hạ, có chút cứng họng, trên hung khí kia, quả thực có vân tay của hai người bọn họ. Vân tay, Trương Hạ cười nhạt, loại vật như vân tay này, muốn có được, quả thực quá đơn giản. Bất quá, nói đến vân tay, có một ít chuyện càng có ý tứ hơn. Người bình thường có khả năng không hiểu rõ, nên tôi xin đặc biệt nhấn mạnh, hung khí ném vào trong hồ nước Diệp gia, ước chừng ngâm hơn 10 giờ trở lên. Cho dù có thể tìm ra được vân tay của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, cũng nhất định là sẽ không trọn vẹn. Nhưng số vân tay mà bên pháp y giám định được, lại vô cùng hoàn chỉnh. Chuyện này hợp lý sao? Trương Hạ dứt lời, toàn bộ mọi người ở tòa án trố mắt nhìn nhau, yên tĩnh dị thường. Còn có một việc, tôi cảm thấy càng thêm buồn cười. Chương 1805, thật là một vở kịch nóng hổi. Trương Hạ nhìn về phía Diệp Thiệu Đình, tiếp tục mở miệng nói, theo tôi được biết, tất cả camera theo dõi của Diệp gia, toàn bộ đều là do Diệp Thiệu Đình phụ trách lắp đặt. Mỗi một vị trí có lắp theo dõi, Diệp Thiệu Đình đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như Diệp Thiệu Đình muốn giết người, hơn nữa còn có mưu đồ cùng con trai của mình Diệp Mộ Phàm hành hung từ rất lâu, làm sao có thể sẽ ngu đến mức để mình bại lộ mấy lần trước camera theo dõi? Đây là một chuyện không hề hợp lý hay có chút logic nào. Giờ phút này, vị trí nguyên cáo, Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn Trương Hạ. Con mẹ nó, vị này không hổ là luật sư nổi danh nhất Hoa Quốc mà oản oản dùng số tiền lớn mời tới. Quả thật là tuyệt vời. Cho nên, kết hợp với việc giấu vân tay hoàn chỉnh. Rất hiển nhiên, chuyện này là một âm mưu lên kế hoạch giết người rồi giá họa. Lời của tôi nói xong rồi. Trương Hạ cười nói. Chân mày Hoàng Minh Khôn nhăn lại, nhìn luật sư bên phía bọn hắn há hốc mồm, nghẹn họng, gấp đến dậm chân. Này, nói cái gì đi chứ? Luật sư bên nguyên cáo mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn còn có thể nói gì nữa chứ? Loại vật như vân tay này, ngâm dưới nước 10 giờ, không thể nào còn hoàn chỉnh. Nhưng, vân tay trên thanh hung khí kia lại vô cùng hoàn chỉnh, đã đủ để chứng minh là vừa được ngụy tạo sau này. Chỉ vẻn vẹn một điểm này là đã đủ rồi. Hơn nữa, tất cả lập luận của Trương Hạ, căn bản là không có chút sơ hở nào để tấn công, căn bản không tìm được bất kỳ điểm phản bác nào. Huống chi bọn họ còn có video và ghi âm làm bằng chứng. Ước chừng sau nửa giờ, thanh âm kết luận hai người Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình là vô tội vang lên. Trên sân khấu của Tinh Thần Khánh Điển, Diệp Oản Oản lúc này mới lộ ra một nụ cười đầy châm biếm. Tuy nói, ghi âm không cách nào có thể coi như là chứng cứ trực tiếp, nhưng lại có thể coi là tài liệu tham khảo. Nếu Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình đã được kết luận là vô tội, như thế, vụ án này sẽ còn tiếp tục được điều tra. Hiển nhiên nghi phạm chính sẽ là Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên. Để xem bọn chúng rốt cục có thể chống đỡ được bao lâu. Không lâu sau, Diệp Oản Oản để cho người đóng màn hình máy chiếu lại, kết thúc buổi phát sóng trực tiếp của vụ án. Cho nên, còn cần nói gì nữa sao? Diệp Lão Gia Tử, còn có Diệp Y Y, Diệp Tổng. Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy người, khóe miệng treo lên một nụ cười khó hiểu. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy mặt đầy vẻ kinh ngạc, khóe miệng hơi co giật, một câu cũng đều không nói được. Diệp Y Y vặn ngón tay,
mặt đã hoàn toàn không còn chút máu. Cố Việt Trạch thì lại nhăn mặt nhăn mày, Diệp Y Y lại là một đứa con hoang, là con gái riêng của một gã quản gia. Theo kết quả tòa án tuyên bố, hội trường của phòng yến hội tinh thần Chu Niên Khánh xôn xao hẳn lên. Ai cũng không ngờ tới, thì ra chân tướng của câu chuyện lại là như vậy. Thật đúng là một vở kịch nóng hổi mới ra lò nha. Đại tiểu thư Diệp Y Y của Hoàng Thiên Giải Trí lại là một đứa con hoang, đương thời chủ mẫu của tập đoàn Diệp Thị lại vụng trộm cùng với quản gia, cấu kết cùng nhau hãm hại gia chủ và thiếu gia. Thậm chí hai người rất có khả năng chính là hung thủ sát hại Diệp Thiệu An. Chân tướng này, quả thật là làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Trong phút chốc, xung quanh Diệp Y Y tách rời ra một khoảng trống, tất cả mọi người đều theo bản năng mà cách xa cô ta ra một chút. Nhìn biểu cảm của Diệp Y Y liền biết, cô ta nhất định là đã sớm biết được thân thế của mình. Nữ nhân này độc ác đến mức nào, mới có thể yên tâm thoải mái chiếm đoạt vị trí Diệp gia đại tiểu thư này lâu như vậy. Hai mẹ con này, là lũ lòng dạ rắn rết sao? Cùng lúc đó, mọi người tự nhiên lại nghĩ tới ban đầu Cố Việt Trạch giải trừ hôn ước với Diệp Oản Oản, quả thật là không khác nào ném đi trái dưa hấu Diệp Oản Oản này, lại nhặt lên một đống cứt chó. Cố Việt Trạch đương nhiên cũng phát giác ra ánh mắt khác thường và lời xì xào bàn tán xung quanh, sắc mặt trong nháy mắt đen sạm lại. Vị hôn thê của Cố Việt Trạch hắn, lại là một đứa con hoang của quản gia. Đời này, hắn còn chưa từng phải chịu loại khuất nhục như vậy. Chương 1806, lịch sử đen tối. Việt Trạch, anh nghe em giải thích. Diệp Y Y không kịp đi quản ánh mắt của những người khác, cố gắng ôm lấy một chiếc bắp đùi cuối cùng Cố Việt Trạch này. Cố Việt Trạch giống như đang nhìn một bãi phân, hất tay Diệp Y Y ra, tỏ vẻ thất vọng đến cực hạn, lạnh giọng lên tiếng, lúc xưa, tôi cho rằng cô là một cô gái đơn thuần hiền lành. Vì cô, tôi không tiếc mang tiếng xấu giải trừ hôn ước với Oản Oản. Không ngờ tới, cô lại có thể ác độc đến như vậy. Diệp Y Y nhìn theo bóng lưng bực tức rời đi của Cố Việt Trạch, mặt đầy tuyệt vọng đứng lặng tại chỗ, trong nháy mắt bị một đám phóng viên chen chúc vây lấy. Trận náo nhiệt có thể nói là lớn nhất của giới giải trí năm nay, rốt cuộc cũng hạ màn. Tinh thần Chu Niên Khánh kết thúc, Diệp Oản Oản cũng không ở lâu, lần lượt chào từ biệt các vị khách mời. Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng vệ sinh, mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đang đứng trực sẵn ở bên ngoài hành lang, trước cửa nhà vệ sinh nữ. Cố Việt Trạch. Rõ ràng hắn ta đang chờ nàng. Nhìn thấy Cố Việt Trạch đã lâu không gặp, Diệp Oản Oản theo bản năng nhíu mày một cái. Gã đàn ông này có thể coi như là người mà nàng ghét nhất trên đời, không ai sánh bằng rồi. Không chỉ là bởi vì sự cặn bã của hắn, mà còn bởi vì, gã ta chính là, đoạn lịch sử đen tối lúc nàng bị mất trí nhớ. Vừa nghĩ tới kẻ cầm đầu tạo thành hết thảy mọi thứ, Diệp Oản Oản lại không nhịn được, bắt đầu nghiến răng. Oản Oản, Cố Việt Trạch dùng ánh mắt đầy háo sắc mà nhìn chằm chằm cô gái như đã lột xác trước mặt mình. Mở miệng nói, mặc dù không biết là em làm như thế nào, bất quá, anh thật bất ngờ, không nghĩ tới em sẽ vì anh mà làm đến bước này. Đòn phản kích tuyệt vời này của Diệp Oản Oản, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn bật thốt lên khen hay. Từ trước tới nay, mặc dù tướng mạo của Diệp Oản Oản càng ngày càng đẹp đẽ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận về quyết định của mình. Đối với người như bọn họ mà nói, nếu muốn lên giường với gái đẹp, là chuyện quá dễ dàng. Nhưng còn bây giờ, rốt cục lần đầu tiên, hắn cũng đã đặt cô gái này vào trong mắt của mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt hơi có chút cạn lời, nhìn gã ta một cái. Cái gì mà vì hắn mà làm tới bước này? Tên ngu xuẩn này, đang làm nhảm cái gì vậy? Một chữ nàng đều nghe không hiểu. Cố Việt Trạch tiếp tục mở miệng nói, Oản Oản, thật ra thì lời năm đó em nói, anh vẫn còn nhớ. Ồ, tôi ngược lại đã quên mất rồi, tôi nói cái gì? Diệp Oản Oản dù ngán ngẩm nhưng vẫn ung dung hỏi. Cố Việt Trạch cười một tiếng, phảng phất như đã xem thấu được nàng đang giả vờ bình tĩnh, mở miệng nói cứ như thể hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Oản Oản, năm đó em nói với anh, em sẽ cố gắng trở thành một người xứng với anh. Khi đó anh cho là em chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới em sẽ thật sự vì anh mà. Cố gắng đến như vậy. Diệp Oản Oản. Khoảng thời gian sau khi giải trừ hôn ước với hắn đã đủ lâu để nàng tung bay nhảy múa ra đến vũ trụ ngân hà rồi, có được không? Hắn vẫn còn đang sống ở thế kỷ trước hay sao? Diệp Oản Oản quả thật là không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là ai cho hắn tự tin và một bộ mặt dày như vậy? À, Cố tiên sinh,
ngài thật đúng là đáng yêu. Diệp Oản Oản quăng lại một câu như vậy, lười tiếp tục lãng phí thời gian quý giá của mình với con heo ngu xuẩn này. Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản rời đi, ngược lại cũng không tức giận, Dục Cầm Cố Túng, sao cũng là một loại gợi cảm. Sao Dục Cầm Cố Túng, kế thứ 16 trong 36 kế của nhà binh, muốn bắt thì phải thả, ý nói muốn đạt được thành quả phải biết kiên trì răng mồi. Một cô gái, coi như là lợi hại hơn nữa, chỉ cần có tình cảm ràng buộc, sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Diệp Oản Oản vốn là muốn tìm Tạ Chiết Chi để thám thính một chút tin tức liên quan tới Tư Dạ Hàn, nhưng mà lúc đi ra ngoài Tạ Chiết Chi đã đi rồi, vì vậy chỉ có thể chờ đợi một dịp khác. Vì vậy, nàng nói một tiếng với đám người Hàn Thiên Vũ, rồi chạy thẳng tới tòa án để đón Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình về nhà. Một nhà bốn người rốt cuộc đoàn tụ, vô cùng kích động mà ôm nhau thật chặt. Chương 1807, em gái tôi trả tiền. Oản Oản, khổ cực cho con rồi. Hốc mắt Diệp Thiệu Đình tràn đầy lệ nóng. Cha, đều là người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Diệp Oản Oản ôm cha mình một cái. Cho dù không phải là cha mẹ ruột, Diệp Thiệu Đình lại cho nàng sự sủng ái chân quý nhất của một người cha. Diệp Mộ Phàm phấn khởi không thôi, vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Oản Oản nhảy nhót tưng bừng. Oản Oản, em quá trâu con miệng nó bỏ rồi. Cùng một cha mẹ sinh ra, mà thế này cũng quá mức không công bằng rồi đi. Oản Oản, em có phải là bị đột biến gen rồi hay không vậy hả? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, đừng đắc ý nữa, nhanh đi về tắm rửa đi. Lương Uyển Quân gật đầu liên tục, đúng, tắm một cái xả xui. Sau khi tinh thần Chu Niên Khánh kết thúc, điện thoại của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị gọi đến cháy máy, vô số lời mời ùn ùn kéo tới. Bất quá, Diệp Oản Oản đều từ chối toàn bộ, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở nhà phụng bồi cha mẹ. Sau đó, nàng cùng với Diệp Mộ Phàm hẹn với Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên, Phí Dương mấy người bọn họ, cộng thêm Bắc Đầu, Thất Tinh, cùng với Phó Minh Hy, mọi người cùng nhau tụ lại ăn một bữa cơm. Phí Dương đã đặt trước phòng ăn kiểu hoa có tính riêng tư rất tốt, tất cả mọi người đều thả lỏng tinh thần mà ngồi xuống cùng nhau. Diệp Oản Oản kéo lấy Giang Yên Nhiên ngồi ở bên phải của mình, vị trí bên trái còn lại, Cung Húc nhào thật nhanh qua mà cướp được. Phó Minh Hy bởi vì bị Bắc Đầu ngáng chân, cuối cùng chỉ có thể ngồi vào một vị trí xó xỉnh, có chút xa cách. Sau khi an vị, Diệp Oản Oản giới thiệu Phó Minh Hy, Bắc Đầu và Thất Tinh cho mọi người cùng làm quen, bầu không khí đầy vui tươi hòa nhã trong tiếng nhạc dịu nhẹ êm đềm. Hàn Thiên Vũ, chúc mừng Diệp Tổng, rốt cuộc cũng rửa sạch oan khuất. Lạc Thần, chúc mừng Diệp Tổng. Những người khác cũng đầy vui mừng, cùng nhau chúc mừng. Diệp Mộ Phàm thở dài. Khoảng thời gian này thật sự là khổ cực cho mọi người. Hôm nay mọi người cứ ăn no nê thỏa thích một bữa. Em gái tôi trả tiền. Diệp Mộ Phàm thản nhiên nói ra năm chữ, em gái tôi trả tiền, như đúng rồi. Biểu cảm của Diệp Oản Oản có chút cạn lời, khóe miệng co rúm lại. Lúc ở Độc Lập Châu, nàng trải qua muôn vàn chông gai. Bây giờ trở lại Hoa Quốc, cùng đám bằng hữu này ở chung một chỗ, đã thật lâu rồi nàng mới có thể buông lỏng đến như vậy. Trên bàn cơm, điện thoại di động của Cung Húc đang, đinh đinh đinh, vang lên, tựa hồ là tin tức gì đó hắn đang theo dõi mới được cập nhật. Tiện tay mở ra nhìn một cái, một lát sau, Cung Húc trực tiếp vỗ bàn kinh hô thành tiếng, tôi nhổ vào. Cái tên Cố Việt Trạch này đang giở trò quỷ gì? Viết thông cáo cũng quá không biết xấu hổ, lại còn nói Diệp ca vẫn luôn đối với hắn thâm tình sâu như biển, yêu đến chết đi sống lại, cầu mà không được. Nói cô sau khi bị hắn giải trừ hôn ước vẫn nhớ mãi không quên. Nôn, bịa chuyện cũng làm ơn bịa cho ra hình ra dáng một chút không được sao. Phí Dương bắt đầu từ lúc nãy đã nhận được tin nhắn của các bạn bè trong giới gửi tới, hỏi thăm hắn về quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Cố Việt Trạch. Chẳng qua là hắn không muốn ảnh hưởng tới bầu không khí vui vẻ của mọi người nên không nói. Lúc này thấy Cung Húc bô lô ba la nói ra trước, vì vậy cũng góp lời, phiên thẩm vấn của tòa án vừa kết thúc không được mấy ngày. Thông cáo cũng đã viết xong và phát ra ngoài. Tốc độ ngoại giao của tập đoàn Cố thị quả là rất nhanh. Từ sớm trước đó, Giang Yên Nhiên còn có chút lo lắng cho Diệp Oản Oản khi nhắc tới Cố Việt Trạch sẽ khổ sở, giờ phút này nàng đã hoàn toàn không còn loại lo lắng này, nghe vậy thần sắc đầy khinh thường xì một tiếng, năm đó lúc Diệp Thúc Thúc gặp rủi ro, Cố Việt Trạch ngay lập tức gấp không kịp đợi, vội vàng giải trừ hôn ước với Oản Oản, phủi sạch quan hệ. Hiện tại mới vừa biết được thân phận của Oản Oản, lại có thể lập tức không biết xấu hổ bấu víu quan hệ. Tính toán cũng thật hay nhỉ.
Diệp Mộ Phàm, tôi còn tưởng rằng tôi đã quá cặn bã rồi chứ. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Chương 1808, cậu cũng từng bị đánh. Hàn Thiên Vũ nhấp một miếng nước chanh, mở miệng nói, Cố Việt Trạch sợ là quả thật cho rằng nội tâm Diệp Oản Oản vẫn luôn coi hắn như ánh trăng sáng, dư tình chưa dứt. Cho rằng chỉ cần mình ném ra cành ô liu, Diệp Bạch liền nhất định sẽ tiếp nhận. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ cười một tiếng, rất thấu triệt. Cố Việt Trạch sợ thật đúng là đã cho rằng như vậy, bởi vì, Diệp Oản Oản, lúc trước đối với hắn thật sự là quá si tình rồi, thậm chí còn làm vô số chuyện não tàn. Đối với Cố Việt Trạch mà nói, Diệp Oản Oản yêu hắn đến chết đi sống lại, đã là tư tưởng ăn sâu bén rễ. Cho dù sau đó biết nàng và Tư Dạ Hàn lăn lộn với nhau, cũng cho rằng nàng là vì muốn trả thù hắn, nhưng nội tâm vẫn yêu hắn sâu đậm. Bắt đầu ngồi ở bên cạnh Cung Húc, tiến tới trước điện thoại di động của hắn liếc mắt nhìn. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp Cố Việt Trạch và đám tin tức bát quái nọ, mở miệng nói, ta phi. Không phải đâu, Diệp ca là đã ăn quá nhiều thịt cá rồi hay sao? Loại hàng này mà cũng đưa được vào miệng. Diệp Oản Oản, xin chú ý chọn lời. Cái gì gọi là ăn quá nhiều thịt cá, nàng đã ăn thịt cá gì rồi hả? Phó Minh Hy vẫn luôn lăn lộn trong giới giải trí Hoa Quốc, tự nhiên biết Cố Việt Trạch. Nghe thấy Minh Chủ lại có thể từng có hôn ước với gã ta, nhất thời kích động không thôi, Phong. Diệp ca, cô lại có thể có hôn ước cùng với Cố Việt Trạch. Vậy còn tôi thì sao? Cô rõ ràng đã có hôn. Ước với tôi trước đó rồi. Nhưng Phó Minh Hy còn chưa kịp nói xong câu đó, Diệp Oản Oản quả thật là suýt chút nữa đã bay lên bàn dùng tay che miệng của hắn. Cũng còn may, Thất Tinh ngồi cách hắn ta gần nhất, đã thay nàng hoàn thành một động tác này. Ô ô ô, Phó Minh Hy đã bịt miệng. Lúc này, nhân viên phục vụ đem rượu lên. Vì phòng ngừa hai tên gieo họa bắt đầu và Phó Minh Hy này lại ăn nói linh tinh, Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt lườm hai người một cái. Ngay sau đó thuận tay bưng ly rượu trên bàn lên, đứng dậy cười nói, khục, tốt rồi, hôm nay mọi người hiếm thấy có dịp cao hứng cùng nhau quây quần cùng một chỗ, đừng để những chuyện vớ vẩn đó phá hư bầu không khí này. Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy nhu hòa nhìn các bè bạn đang tụ chung một bàn này, thật sự rất vui vì có thể được quen biết mọi người, rất may mắn có thể có được những người bạn như vậy. Tới nào, tôi mời mọi người một ly, tối nay chúng ta không say không về. Diệp Oản Oản nói xong. Liền đầy sảng khoái mà bưng ly rượu trong tay lên, định ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, trong nháy mắt ngay khi Diệp Oản Oản chuẩn bị uống ly rượu này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhảy cỡn lên. Cung Húc, Diệp ca ca, không được. Lạc Thần, Diệp ca, không được. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, chờ một chút. Giang Yên Nhiên, Oản Oản. Phí Dương, Diệp Lão ca, tỉnh táo. Diệp Mộ Phàm, Oản Oản, buông xuống. Thất Tinh, Phong Tỷ. Bắt đầu, lão đại. Đừng, xin hãy buông thứ đồ trong tay ngài xuống dùm đi. Trên cả cái bàn lớn, trừ người ngoài cuộc, Phó Minh Hy, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng lên kinh hô thành tiếng, tám đôi tay đồng loạt chặn ly rượu của Diệp Oản Oản lại. Tình cảnh, tương đối hoành tráng. Sau khi thấy tất cả mọi người đều làm ra động tác và phản ứng giống nhau, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Giang Yên Nhiên, Phí Dương, Diệp Mộ Phàm sáu người theo bản năng cùng với hai người bạn mới Thất Tinh bắt đầu trao đổi ánh mắt một cái. Bắt đầu tiến tới trước mặt Cung Húc, thấp giọng hỏi, tiểu lão đệ, tôi hỏi này. Các cậu chẳng lẽ cũng từng gặp bộ dáng Diệp ca sau khi uống rượu say? Cung Húc tỏ vẻ như gặp được người tri kỷ của mình, mạnh mẽ gật đầu một cái. Bắt đầu, các cậu cũng từng bị đánh. Cung Húc, xe tôi mới mua đều bị đập thủng một lỗ. Bắt đầu. Cung Húc. Hai người trao đổi xong, hai người tay nắm tay thật chặt, như hai anh em ruột lưu lạc nơi chân trời, rốt cuộc cũng tìm lại được nhau. Về phần cái vị đứng ở giữa mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặt đầy bất đắc dĩ nhìn một đám người chưa tỉnh hồn này, các người tại sao lại làm như vậy? Tôi sau khi uống rượu xong không phải chỉ là hơi hoạt bát một chút. Tất cả mọi người cơ hồ đều đen sạm mặt nhìn nhau. Như vậy mà chỉ gọi là hơi hoạt bát một chút. Người ngoài cuộc, Phó Minh Hy bị ngó lơ nãy giờ, cau mày mở miệng nói, đúng vậy. Không phải chỉ là uống chút rượu, các người làm sao lại kinh hãi đến. Phó Minh Hy còn chưa dứt lời, đã lần nữa bị Thất Tinh mặt không đổi sắc bụng miệng, ô ô ô. Chương 1809, sớm có bạn trai. Ở trong việc để cho Diệp Oản Oản uống rượu này,
mọi người có thể nói là thể hiện ra một khát khao muốn sống mãnh liệt. Diệp ca ca, mau, buông xuống đi. Thứ này quá nguy hiểm. Cung Húc nhanh tay lẹ mắt, đem ly rượu trong tay Diệp Oản Oản đoạt lấy. Lạc Thần cùng lúc đó cũng đem chai rượu bên cạnh Diệp Oản Oản để ra xa một chút. Hàn Thiên Vũ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn nước ô mai, Giang Yên Nhiên vội vàng đứng dậy rót cho Diệp Oản Oản một ly. Oản Oản, cậu uống nước ô mai này đi. Nước mới pha, uống rất ngon. Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, không sai, không sai. Em gái à, một cô gái như em, uống rượu làm gì, ca ca không cho phép. Em và Yên Nhiên cùng uống nước trái cây là được rồi, ngoan nào, ngoan nào. Bắt đầu, đúng đúng đúng, bọn họ nói không sai. Diệp Oản Oản nhìn chân chân ly nước ô mai màu hồng nhạt trong tay, tâm tình nhất thời một lời khó nói hết. Cuối cùng, ở dưới sự theo dõi của cả bàn, Diệp Oản Oản chỉ có thể dùng nước ô mai thay rượu, nâng cốc chúc mừng mọi người. Lúc này, bắt đầu mới rốt cục yên tâm, vui sướng kéo mọi người đứng lên, tới tôi, mọi người cạn ly. Không say không về. Diệp Oản Oản, say cái rắm. Một bữa cơm tối, Diệp Oản Oản bị buộc uống đầy một bụng đủ loại nước trái cây. Nàng cũng không phải là người nghiện rượu. Bất quá, trong loại trường hợp này, không uống chút rượu, thật sự là quá vô vị đi mà. Đang chán muốn chết mà chống lấy đầu, uống ly nước ép hỗn hợp đủ loại không biết là gì mà Giang Yên Nhiên trộn tới trộn lui đưa sang, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên âm báo có tin nhắn mới. Diệp Oản Oản cũng chẳng thèm liếc nhìn, ngay lập tức mở điện thoại di động ra. Thứ được gửi tới là một tin nhắn thoại, Diệp Oản Oản vừa mới mở ra, trong điện thoại di động đã truyền đến một giọng đàn ông, Oản Oản, tối mai có rảnh không? Đàn ông. Giọng của đàn ông. Trong phút chốc, bàn cơm vốn náo náo nhiệt nhiệt nhất thời yên lặng, cơ hồ tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, nhìn như vẫn đang uống rượu dùng bữa, nhưng thật ra thì toàn bộ sự chú ý đều đã tập trung vào trên điện thoại di động của Diệp Oản Oản. Cùng nhau ăn cơm. Lỗ tai và cả tóc gáy của Phó Minh Hy đều đã muốn dựng lên, mặt đầy vẻ cảnh giác. Nếu không phải là có thất tinh canh chừng, có lẽ hắn đã không nhịn được vỗ bàn đứng lên. Cung Húc thì ỷ vào việc mình là người ngồi gần Diệp Oản Oản nhất, trực tiếp liếc trộm, Diệp ca, ai vậy, ai vậy? Con mẹ nó, là, Cố Việt Trạch, cái tên cặn bã nam này lại còn dám trêu ghẹo cô. Phó Minh Hy lập tức mở miệng nói, cặn bã nam này làm sao lại bám dai như đỉa vậy? Diệp ca, tôi nói với cô này, loại cặn bã nam mất trinh, không thuần khiết này nên bị ngâm vào lồng heo, lăn trên bàn đinh. Trực tiếp cho vào danh sách đen đi, còn giữ lại thứ người như vậy để làm cái gì? Đối với chuyện Diệp Oản Oản lại có thể từng có hôn ước với Cố Việt Trạch, Phó Minh Hy có phần khá ai oán. Trước đó Diệp Oản Oản cũng không đưa vào danh sách đen, là vì căn bản đã quên bén đi sự tồn tại của Cố Việt Trạch mất rồi. Còn hiện tại không cho vào danh sách đen là vì sao ư? Là vì, a, à, cho vào danh sách đen để làm gì chứ? Lúc buồn chán có thể lấy ra coi khỉ diễn hài, không phải thú vị sao? Diệp Oản Oản cười một tiếng, mở miệng nói. Quả nhiên, Diệp Oản Oản mới vừa nói như vậy, trên điện thoại lại vang lên một âm báo, có tin nhắn khác lại đến. Cố Việt Trạch lại gửi qua một đoạn tin nhắn thoại, Oản Oản, em là một người thông minh, phải biết, chiêu, dục cầm cố túng, nếu dùng nhiều, cũng không có ý nghĩa nữa. Anh không phải là người có thừa thời gian để chơi đùa với em như vậy đâu. Xí, loại lập luận này, quả nhiên là không hề để cho nàng thất vọng à nha. Một bên, Cung Húc quả thực là không nhịn được, cầm điện thoại di động của Diệp Oản Oản lên, liền nhấn nút, thu âm, tin nhắn thoại, hét lên, con mẹ mày, Cố Việt Trạch, mày bị ngu à, Diệp ca đã sớm có bạn trai. Chương 1810, đẹp trai rách bầu trời. Cung Húc hừ một tiếng. Tiếp tục hướng về phía điện thoại di động, mở miệng nói, hai người bọn họ ân ái cực kỳ, hơn nữa trọng điểm là, bạn trai của Diệp ca đẹp trai rách bầu trời, một sợi tóc đều có thể đem loại cặn bã như mày nghiền thành cặn bã. Ai lại thèm cùng mày đòi sống đòi chết, ai lại có thâm tình sâu đậm, ai chơi trò dục cầm cố túng với mày khi nào? Mày là vua hề chuyển thế à? Toàn tự biên tự diễn, ngay cả loại ma lem như mày mà cũng muốn tiếp cận Diệp ca ca. Trên bàn cơm. Những người khác đều từng thấy vị bạn trai, đẹp trai rách bầu trời, của Diệp Oản Oản trong miệng Cung Húc. Trừ Bắc Đầu, Thất Tinh và Phó Minh Hy. Thất Tinh nghe vậy, chân mày không dễ phát hiện mà cau lại, theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái. Bắc Đầu kinh ngạc bật thốt lên, thấp giọng lẩm bẩm, Phong tỷ có bạn trai tại Hoa Quốc. Phó Minh Hy, bạn trai,
Bạn trai gì cơ? Sau khi Cung Húc chửi xong một hơi, đầu kia điện thoại di động, Cố Việt Trạch nghe giọng Cung Húc trong điện thoại, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn từng phái người âm thầm đi nghe ngóng, cũng không hề tra ra được khoảng thời gian này Diệp Oản Oản từng lui tới cùng với bất luận kẻ nào. Hắn thấy, đây bất quá là Diệp Oản Oản đang cố ý làm bộ làm tịch mà thôi. Về phần những nghệ sĩ bên người nàng như Cung Húc, Lạc Thần, hoặc cho dù là Phó Minh Hy, hắn cũng chưa bao giờ coi bọn họ là đối thủ của mình. Rất nhanh, giọng nói của Cố Việt Trạch lại hồi phục lại. À, Oản Oản, anh cho rằng em là một cô gái thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Xem ra, là anh đánh giá quá cao em rồi. Anh nghĩ rằng em hẳn biết rất rõ, đế đô này, còn không có ai đáng để em cự tuyệt anh. Lập luận kỳ lạ của Cố Việt Trạch lại một lần nữa vang lên, bất quá sự chú ý của Bắc Đẩu, Thất Tinh và Phó Minh Hy đã không còn ở trên người hắn nữa rồi. Lợi hại, Diệp ca vậy mà cũng có bạn trai tại Hoa Quốc sao? Bắc Đẩu hỏi mà không thèm suy nghĩ. Diệp Oản Oản. Cái gã Bắc Đẩu này, hắn rốt cuộc là làm cách nào vậy hả? Mỗi lần nói chuyện, đều sẽ dễ dàng khiến cho người ta hiểu theo nghĩa khác. Cái gì gọi là cung cô bạn trai tại Hoa Quốc? Chẳng lẽ nàng có rất nhiều bạn trai sao? Thật bất đắc dĩ, Thất Tinh đang phòng vệ Phó Minh Hy, nhưng lại không phòng được Bắc Đẩu. Diệp Oản Oản, xin loại trừ mấy chữ, cũng, và tại Hoa Quốc, này, cảm ơn. Này, bạn trai tại Hoa Quốc của Diệp ca là ai vậy? Thật sự đẹp trai như vậy sao? Bắc Đẩu đã giống như ngựa hoang mất cương, hưng phấn kéo Cung Húc lại, hỏi tới. Cung Húc gật đầu một cái, mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá, thật sự rất đẹp trai. Phó Minh Hy, Cung Húc, cậu có phần quá khoa trương. Chấm chấm chấm. Một bữa cơm, cuối cùng ở trong tin bát quái, Diệp Oản Oản có bạn trai, và tiếng phỉ nhổ đối với gã, cặn bã nam Cố Việt Trạch mà kết thúc. Sau khi kết thúc bữa cơm tối, mấy người đi ra khỏi khách sạn, từng người về nhà. Nhưng vừa mới chuẩn bị lên xe, không ngờ đâu lại bị một đám phóng viên lù lù xuất hiện trong bóng đêm vây lấy. Phí Dương nhất thời biến sắc, có chuyện gì xảy ra? Lịch trình bị lộ ra ngoài rồi sao? Đi nhanh lên. Những người như bọn họ, tùy tiện một người đều sẽ đem lại những tin tức bom tấn, huống chi lại còn là nhiều người như vậy ở chung một chỗ. Bất đắc dĩ, số lượng phóng viên quá đông đảo, đã chặn kín lối ra vào của nhà hàng mất rồi. Đám người Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không có cách nào rời đi. Cũng còn may là thân thủ hai người Bắc Đẩu, Thất Tinh không tệ, không để cho đám người chen lấn tiếp cận quá gần. Diệp Oản Oản tiểu thư, gần đây trên mạng có đồn đãi về xì căng đan giữa cô và Cố Thiếu. Xin hỏi, cô có lời gì muốn nói không? Năm đó cô đồng ý từ hôn trong rưng rưng nước mắt, có phải là xem đó như là tiếc nuối lớn nhất đời này của mình? Cô ở ngày trước mặt mọi người đưa thân thế của Diệp Y Y ra ánh sáng, có phải là vì muốn khiến cho Cố Thiếu quay đầu hay không? Có phải là muốn nối lại tình xưa với Cố Thiếu? Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác liên tục bắn tới như súng liên thanh, khiến cho Diệp Oản Oản nghe mà ong ong hết cả đầu, có cảm giác như lỗ tai đều đã sắp điếc đến nơi. Chương 1811, ánh mắt không có kém như vậy. Diệp Oản Oản đang được hai hộ vệ che chắn khỏi đám phóng viên, đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía một gã phóng viên trong đám. Nhất thời, tất cả mọi người đều khựng lại một giây đồng hồ. Ngay sau đó, người phóng viên kia thấy Diệp Oản Oản đang nhìn mình, lập tức kích động mà hỏi, "Diệp tổng, nghe nói chuyện tốt giữa cô và Cố Thiếu sắp thành thật sao? Tập đoàn Tinh Thần có phải sẽ vì có tầng quan hệ này mà hợp tác với Cố thị hay không?" Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, đảo mắt nhìn đám phóng viên ở đây một vòng, "Tôi và Cố Việt Trạch. Xin lỗi, dường như các người có hiểu lầm gì đó." Các phóng viên trố mắt nhìn nhau, "Hiểu lầm?" Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói, "Ánh mắt của tôi còn không có kém như vậy." Trong nháy mắt khi nàng dứt tiếng, cả đám phóng viên nhất thời sững sờ. Mẹ nó, cái cô nàng Diệp Oản Oản này, khẩu khí thật là lớn. Với thế lực của Cố gia tại đế đô, cùng với nhân phẩm và tướng mạo của Cố Việt Trạch, là ứng cử viên cho vị trí phu quân của cả ngàn vị thiên kim tiểu thư, cầu còn không được. Nếu không, Diệp Y Y cũng sẽ không phí hết tâm tư, cướp đi hắn ta từ trong tay Diệp Oản Oản. Năm đó, Diệp Oản Oản vì theo đuổi Cố Việt Trạch mà quấy rối, gây nên những trò hề gì, rất nhiều người trong giới cũng đều rất rõ ràng. Khục, Diệp tiểu thư, lời này của cô, phóng viên đột nhiên có chút không biết nên nói gì. Năm đó ánh mắt của tôi, có khả năng đúng là có chút kỳ lạ. Bất quá,
Hiện tại tôi đã có bạn trai. Xin các bằng hữu giới truyền thông chớ tin vào những tin đồn nhảm. Diệp Oản Oản trực tiếp cắt đứt lời của người phóng viên kia, một lần nữa quăng một quả bom nặng ký. Cái gì? Diệp Oản Oản đã có bạn trai. Cánh phóng viên bọn họ đào bới lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ đào được tin bát quái nào tương tự như vậy đâu. Chẳng lẽ là người ở trong giới? Diệp Oản Oản tiểu thư, cô đã có bạn trai. Không biết đối phương là ai, là người của giới giải trí sao? Chẳng lẽ là người của chư thần thời đại, thậm chí có người còn đưa ra suy đoán. Các phóng viên nhất thời đầy hưng phấn mà truy hỏi. Bên cạnh Diệp Oản Oản, trừ Hàn Thiên Vũ, đám người Cung Húc nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì Diệp Oản Oản đều vẫn luôn rất khiêm tốn, không nghĩ tới lần này nàng lại sẽ trực tiếp công khai tình yêu. Bất quá, cách làm của Cố Việt Trạch ác tâm như vậy, chuyện nàng công khai, ngược lại cũng không mấy kỳ quái. Diệp Mộ Phàm cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thật ra thì hắn vẫn cho là em gái mình đã chia tay cùng với gã tiểu bạch kiểm nọ. Dù sao, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, mà sau khi em gái về nước lại cũng không hề đề cập tới người nam nhân kia. Hắn sợ em gái thương tâm, đều không dám nhắc tới. Không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên chủ động nói ra. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng nói, không phải là người của giới giải trí, là người làm ăn, hẳn là các người cũng nhận biết. Người làm ăn, hơn nữa bọn họ còn nhận biết. Rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là vị tổng giám đốc của YL đó? Trước đó dường như từng công khai bày tỏ là fan của Diệp Bạch, có thời gian từng tạo nên một scandal nho nhỏ. Tổng giám đốc của YL đều đã hơn 50 tuổi rồi đấy, đã vậy còn từng kết hôn 2 lần. Sẽ không phải là nghệ sĩ dưới cờ của cô ấy đấy chứ? Ở trong tiếng bàn tán và truy hỏi xôn xao, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng, anh ấy họ Tư, là Tư Dạ Hàn. Tất cả phóng viên ở đây. Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần. Phó Minh Hy, trừ Bắc Đẩu và Thất Tinh đối với cái tên, Tư Dạ Hàn, này không có một chút khái niệm gì, tất cả phóng viên ở đây, bao gồm cả đám người Diệp Mộ Phàm, Hàn Thiên Vũ đều đã sợ ngây người. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm em gái nhà mình, thấp giọng nói, sặc. Oản Oản, em nói ai, tối nay rõ ràng là em không hề uống rượu cơ mà. Chương 1812, không có khả năng cho danh phận. Các phóng viên sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, liền vang lên một trận xôn xao. Vạn vạn không ngờ tới, Diệp Oản Oản lại có thể sẽ nói ra một cái tên như vậy. Cái tên này, bọn họ nào chỉ là biết thôi. Quả thật là như sấm đánh bên tai. Cung Húc ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn cho là mình nghe lầm Tư. Tư Dạ Hàn, không phải là Tư Cửu sao? Phí Dương, ông trời của tôi ơi! Vạn vạn không ngờ tới, tin bát quái lớn nhất của năm không phải xuất hiện ở trên người bất kỳ một nghệ sĩ nào, mà lại là một câu nói của Diệp Bạch. Lạc Thần cũng đồng dạng là một vẻ mặt đầy kinh ngạc. Coi như là những người không quan tâm tới các tin tức bát quái, cũng tuyệt đối sẽ biết đến tên của Tư Dạ Hàn. Mặc dù anh ta chưa từng xuất hiện tại bất kỳ phương tiện truyền thông cũng như trước mặt công chúng bao giờ. Hàn Thiên Vũ thoạt tiên là khiếp sợ. Ngay sau đó trong mắt có chút suy tư, tựa hồ là rốt cuộc đã suy nghĩ minh bạch được chuyện gì. Khó trách, luôn cảm thấy với khí thế của người đàn ông kia, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đại khái là do sự kinh ngạc Diệp Bạch đem lại cho hắn thật sự là nhiều lắm rồi, vì vậy mặc dù chuyện này đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ, nhưng sau khi suy tư, hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Huống chi, Diệp Bạch lúc này không còn giống ngày xưa. Cô ấy còn có thân phận là lão bản của tập đoàn Tinh Thần, một thân phận có địa vị không thua gì Tư gia tại Hoa Quốc. Ngược lại thì, Cố Việt Trạch mới là kẻ đã quá mức tự đề cao mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, khiến mình tự trở thành một thằng hề mà cũng không hề hay biết. Trên mặt của Phó Minh Hy, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nguy cơ. Hắn biết ngay mà. Người đàn ông mà Minh Chủ coi trọng, làm sao có thể đơn giản như vậy? Cho tới bây giờ đều chỉ làm chuyện có tính khiêu chiến, đây mới là bản tính của Minh Chủ nhà bọn họ. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, tỉnh táo, Tư Dạ Hàn là người Hoa Quốc đấy. Người của Độc Lập Châu tuyệt đối cấm lấy người bên ngoài. Cho nên, Minh Chủ tại Hoa Quốc cũng chỉ có thể vui đùa cùng hắn một chút mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cho hắn danh phận đâu. Không sai. Bắt đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách sau khi Phong tỷ về nước vẫn luôn để cho chúng ta âm thầm đi hỏi thăm tung tích của Tư gia gia chủ. Không nghĩ tới,
lại là có một chân. Thất Tình khẽ nhíu mày, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Có một câu thành ngữ, gọi là cường long bất áp địa đầu xà, sao? Tư gia có thế lực cực lớn tại Hoa Quốc, là gia chủ Tư gia, Tư gia Hàn tuyệt đối không phải là hạng người dễ trêu chọc. Sao tương tự thành ngữ của Việt Nam, phép vua thua lệ làng? Hắn thật sự sợ Minh chủ quậy một hồi lại gây ra chuyện gì, ví dụ như lừa gạt. Hoặc cưỡng bách người ta làm bạn trai mình, hay gì gì đó. Nếu như là Diệp Oản Oản biết được ý tưởng lúc này của Thất Tinh, tuyệt đối sẽ phỉ nhổ hắn một trận. Nàng là mới người bị cưỡng bách đó, có được không? Đương nhiên, loại lịch sử đen tối này, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cùng lúc đó, bên trong một trang viên tĩnh lặng nào đó của đế đô, Lâm Khuyết sốt cuộc khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình, đang ôm lấy laptop, đầy vui vẻ lướt lướt, hóng tin tức bát quái. Ở trên chiếc ghế salon sát tường, bên cạnh lò sưởi, một người đàn ông đang nghiêng đầu nâng trán, trong tay cầm một quyển sách. Bất quá sự chú ý của anh ta, rõ ràng cũng không đặt ở trên quyển sách kia. Lâm Khuyết còn đang ở một bên, vừa lướt web vừa phát biểu cảm tưởng, chậc chậc chậc, Cửu ca, anh nhìn một chút nữ nhân của mình đi. Vừa về tới Hoa Quốc, liền không có lấy một ngày ngừng nghỉ, suốt ngày gây chuyện. Chậc chậc chậc. Cái gã Phó Minh Hy này không phải là cháu đích tôn của nhị trưởng lão không sợ Minh hay sao? Nhìn bộ dáng kia, đừng có mà đi có ý đồ đối với Ma Lem à nha. Cửu ca, anh cũng được đấy chứ, đến vậy rồi mà còn có thể nhẫn. Chậc chậc chậc, cái gã Cố Việt Trạch này ra mặt thật là dày. Ma Lem đều đã công bố thân phận của mình rồi, người ta hiện tại chính là đại lão bản của tập đoàn tinh thần, còn thèm để ý đến một cái Cố gia nho nhỏ của hắn. Hắn cho rằng Ma Lem vẫn còn là thiếu nữ não tàn năm đó cơ đấy. Trí thông minh này, quả thật là quá cùi bắp rồi. Cửu ca, anh vậy mà vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Chậc chậc chậc, Lâm Khuyết đang tiếp tục chậc chậc chậc, lại đột nhiên trợn to hai mắt, cũng không biết là thấy được cái gì, miệng nó. Cửu ca, anh mau mau xem cái này. Chương 1813, hắn là người hiểu rõ nhất. Cửu ca, mau nhìn cái video này. Ma Lem, cô ấy lại có thể. Tư Dạ Hàn không hề nhìn chiếc laptop Lâm Khuyết ôm tới, mà lại nhìn về phía Lâm Khuyết. Sống lưng Lâm Khuyết nhất thời run lên, nuốt nước miếng nói, tôi sai rồi, sai rồi. Lỡ lời, là Cửu Tẩu, Cửu Tẩu. Không trách hắn được, vô luận Diệp Oản Oản hiện tại biến thành hình dáng gì, bộ dáng cay ánh mắt năm đó của nàng, đều đã ăn sâu vào trong linh hồn hắn. Sau khi Lâm Khuyết đổi lại ngôn từ, lúc này Tư Dạ Hàn mới dùng một ánh mắt như bố thí mà nhìn vào màn hình laptop. Lâm Khuyết lập tức đem video, tua tới đoạn sau, một lần nữa phát lại. Chỉ thấy trong video chính là một đoạn clip phỏng vấn, Tư Dạ Hàn liếc mắt liền nhận ra người thiếu nữ được một đám người vây chung quanh. Phóng viên vẫn đang luôn hỏi thăm quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Cố Việt Trạch, hoặc là các loại vấn đề như có muốn hợp tác cùng với hắn ta hay không, vân vân. Ánh mắt của tôi còn không có kém như vậy. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Sau đó các phóng viên tiếp đưa ra những nghi vấn, cô gái tiếp tục nói, năm đó ánh mắt của tôi. Ừ, có khả năng đúng là có chút kỳ lạ. Bất quá, hiện tại tôi đã có bạn trai. Xin các vị bằng hữu giới truyền thông chớ tin vào những tin đồn nhảm. Lâm Khuyết mới vừa rồi đã xem xong đoạn video này, hưng phấn không thôi mà dòm Cửu ca nhà mình. Lúc này biểu cảm của Tư Dạ Hàn nhìn qua tựa hồ có chút khó coi. Nên Lâm Khuyết mới cố ý nói vòng vo, hô hô, Cửu ca, anh đoán xem người bạn trai mà Cửu Tẩu nói là ai. Tư Dạ Hàn không để thèm ý đến hắn. Không phải là người của giới giải trí, là người làm ăn, các người hẳn là cũng nhận biết. Trong video, cô gái tiếp tục nói. Người làm ăn, phóng viên cũng nhận biết. Diệp Oản Oản, anh ấy họ Tư, là Tư Dạ Hàn. Trong nháy mắt khi nghe được tên mình, ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn bỗng thoáng co rút nhanh. Lâm Khuyết giống như đã đoán được từ trước, nhìn lấy biểu cảm hơi kinh ngạc của Tư Dạ Hàn, nhất thời hài lòng, kích động mở miệng nói, hiện đã truyền khắp ở trên mạng rồi, Cửu Tẩu đây là đang công khai cho toàn bộ thiên hạ biết đây mà. Từ trước đến giờ, thái độ của Diệp Oản Oản vẫn luôn hết sức phủi sạch mọi quan hệ với Tư Dạ Hàn, rất sợ người khác biết được quan hệ của mình và Tư Dạ Hàn. Không nghĩ tới lần này lại có thể lại ở ngay trước mặt nhiều truyền thông như vậy, nói ra việc Tư Dạ Hàn là bạn trai nàng. Ngón tay thon dài của anh nhấn nhẹ trên màn hình cảm ứng của chiếc laptop thế hệ mới, video hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại, phát ra câu nói kia của Diệp Oản Oản, tôi đã có bạn trai, anh ấy họ Tư,
là Tư Dạ Hàn. Chấm chấm chấm. Đoạn phỏng vấn Diệp Oản Oản tiếp nhận, trong thoáng chốc cơ hồ là vừa tuyên bố cũng đã truyền khắp toàn bộ Internet, nhanh chóng leo lên tiêu đề của các trang web lớn. Hai người trong cuộc xì căng đan này, một người là lão bản sau màn vừa lộ diện của tập đoàn tinh thần, một người là gia chủ thần bí chưa bao giờ lộ mặt của Tư gia. Độ hot của tin tức này, so với những tin lá cải, do Cố Việt Trạch bỏ ra số tiền lớn đồn thổi lên, có sức bùng nổ hơn gấp trăm lần. Cố Việt Trạch đương nhiên ngay lập tức xem được đoạn video phỏng vấn này. Trước đây không lâu, hắn mới gửi tin nhắn cho Diệp Oản Oản hẹn nàng ăn cơm, kết quả bị cự tuyệt. Không nghĩ tới vừa cách có mấy tiếng, nàng liền xuất hiện ở trong video phỏng vấn của phóng viên, lại còn phát ngôn như vậy trước mặt mọi người. Tư Dạ Hàn, là bạn trai của nàng. Nếu là lúc trước Diệp Oản Oản ở ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này, sợ là sẽ phải bị cười đến rụng răng. Bây giờ với thân phận lão bản sau màn của tập đoàn tinh thần của nàng, độ tin cậy của tuyên bố này đã tăng lên một cách rõ rệt. Nhưng mà, hắn lại là người hiểu rõ nhất, giữa nàng và Tư Dạ Hàn, nhiều nhất chẳng qua chỉ là quan hệ vui chơi qua đường. Nếu như là quan hệ tình cảm đàng hoàng, Tư Dạ Hàn làm sao có thể coi nàng như là nô lệ, nhốt tại cẩm viên. Nàng còn nhờ cậy Trầm Mộng Kỳ đưa tin cho hắn, cầu hắn cứu mình đi ra ngoài. Chẳng qua, hắn ta chỉ coi nàng là đồ chơi mà thôi. Chương 1814, lừa gạt tiền, lừa gạt tình. Sau đó, hắn nghe Trầm Mộng Kỳ nói, lần đó là bởi vì nàng nửa đường bị Tư Dạ Hàn phát hiện ra, cho nên mới không có đi cùng hắn. Trầm Mộng Kỳ nói Diệp Oản Oản còn nhờ hắn đi cứu nàng một lần nữa. Chẳng qua là lúc đó hắn đã đính hôn cùng Diệp Y Y, mà Diệp Oản Oản cũng đã không còn giá trị lợi dụng. Hắn làm sao có thể mạo hiểm thêm một lần, vì nàng mà đi đắc tội với Tư Dạ Hàn. Hắn biết rõ đoạn lịch sử đen tối này của Diệp Oản Oản, vậy mà còn, rộng lượng, không hề nhắc lại chuyện cũ. Nàng cũng nên biết thân biết phận. Bất quá, Diệp Oản Oản bây giờ, quả thật so với Diệp Oản Oản năm đó, thông minh hơn nhiều. Nếu như là nàng cố ý dùng chiêu này để kích thích hắn, như thế, nàng đã thành công rồi đấy. Cũng quả thật đã đem lại cho hắn chút hứng thú đi chinh phục rồi. Vô luận là người đàn ông nào, cũng không có khả năng chịu được nữ nhân của mình lại đi tuyên bố với bên ngoài, rằng một người đàn ông khác là bạn trai của mình. Hắn biết rõ, Diệp Oản Oản làm như vậy là vì muốn cái gì. Nguyên bản, hắn cũng không tính tiêu tốn quá nhiều tâm tư ở trên người Diệp Oản Oản. Bởi vì nữ nhân này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là loại, con hàng, dễ như trở bàn tay. Bây giờ nhìn lại, vẫn là phải có chút hành động thật rồi. Tập đoàn tinh thần sau lưng nàng, quả thật cũng đáng giá để hắn hao tốn chút tâm tư. Bởi vì Diệp Oản Oản đột nhiên công bố tin tức có tính chất bùng nổ này, cả bọn chung quy không thể ai về nhà nấy, mà lại cùng nhau đi theo Diệp Oản Oản về Hồng Hoa Tiểu Lâu. Mục đích, dĩ nhiên là, hóng bát quái. Oản Oản, bạn trai em thật sự là Tư Dạ Hàn sao? Diệp Mộ Phàm xoa xoa tay, vội vã cuống cuồng hỏi. Diệp Oản Oản, đúng vậy, làm sao? Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt đầy nghiêm túc nói, này, Oản Oản, anh cảm thấy người ứng cử viên cho vị trí em rể này. Cũng không tệ lắm, em phải cố gắng nắm thật chặt không được buông ra. Tính tình của em hiện tại càng ngày càng nôn nóng, đối với anh trai thì không sao, nhưng đối với bạn trai cũng không thể như vậy, sẽ đem người ta hù chạy. Em nhất định phải đối xử với bạn trai ôn nhu một chút. Nếu như em không biết, anh có thể dạy cho em. Diệp Oản Oản, đủ rồi đấy. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ cạn lời, trước đó không phải là anh nói, anh ấy là tiểu bạch kiểm chuyên lừa gạt tiền, lừa gạt tình sao? Diệp Mộ Phàm, nói bậy, coi như là lừa gạt tiền, lừa gạt tình, vậy hẳn cũng là em lừa cậu ta mới đúng. Diệp Oản Oản, nàng đã không còn muốn nói gì thêm. Những lời này, ban đầu rõ ràng là nàng nói với Diệp Mộ Phàm, bây giờ lại bị Diệp Mộ Phàm đem ra để chặn họng nàng. Diệp ca, cô cũng quá trâu bò rồi đi. Âm thầm, vậy mà lại có thể thu tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị vào trong tay đấy. Cung Húc mặt đầy sùng bái, ở bên cạnh nàng nhảy nhót tưng bừng. Diệp Oản Oản nghe hắn léo nhéo mà nhức hết cả óc, cái gì mà âm thầm. Không phải là đã sớm giới thiệu cho các người biết rồi hả? Nhưng mà khi đó cô đâu có nói anh ấy là Tư Dạ Hàn đâu. Cung Húc vừa nhớ lại lúc ban đầu mình suýt chút nữa đã khiêu khích hắn ta, quả thật là mồ hôi lạnh cũng đều đã sắp thấm ra rồi đây này. Cái tên Tư Dạ Hàn kia rốt cuộc là cái dạng dài ngắn gì? Đẹp trai đến cỡ nào, có ảnh chụp để xem một chút được hay không?
Bắt đầu đã hào hứng, hóng hớt đến cực điểm. Thứ này thật sự không có, tóm lại là rất tuấn tú, là loại đẹp trai đến mức có thể đem cậu bẻ cho cong luôn. Cung Húc mở miệng nói. Bắt đầu nhíu mày, có thể đẹp trai đến mức khiến tôi cong luôn. Loại này, trên cõi đời này, thật đúng là không có mấy người. Loại đàn ông có thể đẹp trai đến trình độ đó, thật giống như cũng chỉ có Tu La Chủ và Kỷ Hoàng mà thôi. Thật ra thì, cậu tạp chủng cũng rất đẹp trai. Một loại đẹp trai đầy diêm dúa lòe loẹt. Có điều cái vị gọi là cậu tạp chủng này, không phải là đẹp trai đến mức có thể bẻ cong hắn, mà là loại có thể đánh cho hắn cong luôn. Bắt đầu đối với lời Cung Húc nói rất là xem thường, tôi thấy các người thực sự là quá thiếu va chạm xã hội rồi. Lần tới, tôi sẽ dẫn cậu đi xem một chút cho biết, cái gì mới là thực sự đẹp trai. Minh chủ, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Phó Minh Hy rốt cuộc không nhịn được, đập bàn trà một cái, đứng bật dậy. Chương 1815, bị Minh chủ, làm thịt. Minh chủ gì cơ, Cung Húc đầy hiếu kỳ, lon ton hóng hớt nhìn về phía Phó Minh Hy. Không có gì, cậu ta uống nhiều rồi. Bắt đầu, Thất Tinh, đưa Phó Tiên Sinh trở về. Diệp Oản Oản ra lệnh cho Thất Tinh và bắt đầu. Nếu để cho đám người Cung Húc bọn họ biết được nàng là tướng cướp, vậy thì hình tượng nhân vật bấy lâu nay của nàng sẽ bị đánh vỡ rồi. Sự ai oán của Phó Minh Hy còn chưa kịp bùng nổ, đã bị Bắc Đầu và Thất Tinh hai người cưỡng chế dẫn đi. Buông tay, buông tôi ra, tôi muốn gặp Minh Chủ. Tôi và Minh Chủ chính là có hôn ước, cưới hỏi đàng hoàng. Phó Minh Hy vừa giãy giụa vừa gào lên. Bắc Đầu lườm Phó Minh Hy một cái, nhà ngươi thôi ngay đi. Phó Minh Hy cả giận nói, cái gì mà thôi đi, đây là chính miệng Minh Chủ nói. Cô ấy xem hình của tôi, khen tôi đẹp mắt, còn từng đáp ứng với ông nội, đính hôn cùng với tôi. Bắt đầu càng thêm hết ý kiến, được rồi, người đều đã nói 800 lần rồi. Nhờ cậy, người có phải là chưa từng thấy bộ dáng lúc uống say của Minh Chủ hay không? Lời nói lúc tỷ ấy uống say mà người cũng có thể tin. Tỷ ấy uống say, chỉ cần là người có chút dễ nhìn một tí đều sẽ bị trêu ghẹo. Nếu như người đều phải phụ trách, hẳn là tỷ ấy đã phải kết hôn với cả 700-800 người rồi. Thất Tinh hơi nhíu mày, nhìn về phía Bắc Đầu, cho là Bắc Đầu không nên bôi đen hình tượng của Minh Chủ như vậy. Mặc dù, chuyện này hình như là sự thật. Phó Minh Hy hất tay Bắc Đầu ra, nơi đáy mắt xẹt qua một vệt âm vụ, tôi không tin. Tôi không tin, cái tên Tư Dạ Hàn này, bất quá chỉ là một thứ hàng giỏm có chút thế lực tại Hoa Quốc mà thôi, lại dám cướp Minh Chủ của tôi. Tôi sẽ, làm thịt, Tư Gia. Xem hắn làm sao còn dám cướp cùng với tôi. Bắt đầu gật đầu một cái, ta đồng ý, đi thôi. Nếu như ngươi làm như vậy, quay về thế nào cũng sẽ bị Minh Chủ làm thịt. Phó Minh Hy nhạt nhòa lệ rơi. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đoạn phỏng vấn kia của Diệp Oản Oản cũng đã nhanh chóng được lan rộng, trở thành đề tài tán gẫu lúc trà dư tửu hậu của tất cả mọi người. Mọi người ngoài việc bát quái chuyện giữa Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, thì chuyện họ chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là phản ứng của Cố Việt Trạch bên kia. Cố Việt Trạch trước đó truyền đi tin vịt, nói Diệp Oản Oản si luyến mình. Bây giờ người ta lại đáp trả bằng cách nói là đã có bạn trai, đối phương lại còn là Tư Dạ Hàn. Như thế, phát ngôn trước đây của Cố Việt Trạch, há chẳng phải là có chút tự mình đa tình. Nhưng mà, mấy ngày sau, một dòng trạng thái Weibo do Cố Việt Trạch đăng, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Đã từng là anh không hiểu, không quý trọng, khiến em tức giận. Là anh tự làm tự chịu. Lần này, đến lượt anh sủng em A còng Diệp Bạch. Weibo này của Cố Việt Trạch hiển nhiên là đang ám chỉ, Diệp Oản Oản là giận hắn, nên mới cố ý nói chính mình đã có bạn trai. Còn đối với việc này, Cố Việt Trạch đang bày tỏ sự hào phóng, bao dung, và thấu hiểu. Sau khi nhìn thấy dòng Weibo này, mọi người bỗng nhiên nhất thời tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, dù sao nghe cộng đồng mạng đồn. Năm đó từ sự tích đầy, trói lọi, của Diệp Oản Oản theo đuổi Cố Việt Trạch mà nói, nàng đúng là yêu Cố Việt Trạch đến chết đi sống lại. Bao gồm chuyện sau đó Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đính hôn, Diệp Oản Oản lại càng lụy tình, bất chấp mà quấn chặt lấy không buông. Nàng vì Cố Việt Trạch mà làm đủ trò, đối nghịch khắp nơi với Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp Y Y. Câu chuyện đến lúc này đã thông suốt rồi. Diệp Oản Oản là vì cố ý chọc tức Cố Việt Trạch, nên mới nói như vậy ở trước mặt cánh truyền thông đấy. Huống chi, nghe mọi người đều đồn rằng, Tư Dạ Hàn không gần nữ sắc, đang yên đang lành làm sao sẽ đột nhiên có một người bạn gái. Chuyện đã lan truyền nhiều ngày như vậy rồi,
chỉ có mỗi lời Diệp Oản Oản nói, mà Tư gia bên kia lại hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ai biết được lời nàng nói là thật hay giả. Cố Việt Trạch chỉ đăng một cái Weibo như vậy, trong nháy mắt đã thay đổi chiều gió của dư luận. Việc Diệp Oản Oản ngay trước mặt mọi người công khai tình yêu, biến thành đang nổi giận, liếc mắt đưa tình cùng Cố Việt Trạch. Về phần Tư Dạ Hàn, loại nhân vật chỉ sống ở trong truyền thuyết này, căn bản là không đưa ra cảm tưởng. Chương 1816, lão bản chưa lên tiếng. Mấy ngày sau, chứng cứ Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên giết người bị tìm ra. Có chứng cứ xác thật, hai người bị buộc phải thừa nhận tội lỗi của mình. Ở dưới áp lực dư luận to lớn, Diệp Hồng Duy và hội đồng quản trị phải lập tức giải trừ chức vị của Diệp Y Y, Hoàng Thiên Giải Trí chính thức giao lại cho Diệp Mộ Phàm tiếp quản. Diệp Hồng Duy sau khi biết được chân tướng liền bệnh nặng một trận, Đàm Nghệ Lan vẫn luôn ở lại bệnh viện chăm sóc ông ta. Vừa nghĩ tới con trai nhỏ bị chết trong tay người con dâu mà mình yêu thương nhất và gã quản gia mà mình tín nhiệm nhất, lại thêm cháu gái được sủng gái nhất cũng không phải là cốt nhục của Diệp gia, hai người hối hận không thôi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Giờ phút này, bọn họ có nhận ra sự tốt đẹp của dòng chính, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì hành vi trong quá khứ, bọn họ đã sớm có sự ngăn cách với gia đình con trai lớn, cũng không thể vãn hồi trở về lại như lúc trước. Vô luận Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan đối đãi với mình trong quá khứ như thế nào, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng không thể bỏ qua không để ý. Diệp Oản Oản sau khi bàn bạc cùng với cha và anh trai, vẫn quyết định sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho hai người. Chẳng qua là không cho phép bọn họ tiếp tục nhúng tay vào việc của công ty, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Về phần Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn bên kia, đã vận dụng khắp mọi quan hệ để giảm nhẹ tội. Chỉ tiếc hai người bọn chúng đã thất thế, người ta muốn tránh còn không kịp cơ mà. Bao gồm một nhà Lương gia hào trước đó vẫn coi Lương Mỹ Huyên như em gái ruột mà nịnh bợ. Vào lúc này, bọn họ quả thật là lảng xa giống như đang tránh một lũ ruồi bọ, ôn dịch đầy bẩn thỉu. Bọn họ làm sao có thể ngờ tới, vị thiên kim đại tiểu thư mà bọn họ vẫn quẫy đuôi lấy lòng, lại có thể sẽ là một đứa con hoang. Ngược lại, cái con nhà đầu quê mùa, không học vấn, không nghề nghiệp Diệp Oản Oản đó. Bây giờ đã là lão bản của tập đoàn tinh thần cao cao tại thượng. Là người mà bọn họ không thể với tới. Lão tổng của tập đoàn tinh thần chính là cháu ngoại ruột của hắn đấy. Nếu như ban đầu hắn không nghe theo lời vợ, có thái độ kém như vậy đối với chị ruột Lương Uyển Quân, hiện tại dựa vào tầng quan hệ này, gia đình của hắn đã có thể cả đời vô ưu vô lo. Chẳng qua, hiện tại có hối hận đến phát điên cũng vô ích. Bên trong phòng tiếp khách của tinh thần giải trí, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố Thị, Khâu Lê Khoan, cười ha hả ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói, Chu Tổng, xem xong chưa? Chu Thao nhìn tài liệu Khâu Lê Khoan đưa tới, cân nhắc chọn lời một chút rồi mới trả lời, nếu như tôi nhớ không lầm, tháng trước quý công ty cũng đã đưa ra hạng mục thiết kế. Nhưng thật đáng tiếc, quý công ty cũng không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Khâu Lê Khoan cười một tiếng, vẻ mặt đầy mập mờ mở miệng nói, tháng trước không phù hợp với yêu cầu. Không có nghĩa là tháng này cũng không phù hợp yêu cầu mà. Tháng này, xì căng đan giữa Cố Việt Trạch và Diệp Oản Oản đã bay đầy trời rồi. Có một mối liên hệ như vậy, yêu cầu yêu kẹo gì gì, cũng không còn quan trọng nữa. Chu Thao đương nhiên nghe hiểu ẩn ý mà Khâu Lê Khoan đang ám chỉ, trầm ngâm đáp, chuyện này. Lão bản vẫn chưa lên tiếng, tôi cũng không dám tự tiện chủ trương. Khâu Lê Khoan khẽ xì một tiếng, ha ha, Chu Tổng. Ngài cũng quá không hiểu được thời thế biến hóa rồi. Mâu thuẫn nhốn nháo của vợ chồng son mà thôi. Ngài hiện tại kiểm tra quá kỹ hạng mục này, đợi tới lúc hai người bọn họ làm hòa lại, ngài bị kẹp ở giữa, há không phải khó xử sao? Ánh mắt Chu Thao khẽ biến, thực ra lời gã họ Khâu này nói cũng có đạo lý. Nhưng bây giờ vấn đề khó giải quyết là, chuyện của đại lão bản, không phải là thứ mà loại nhân vật cấp dưới như bọn họ có thể hỏi tới, huống chi đây lại còn là chuyện đời tư nữa. Nhưng mà, không mò ra được ý tứ của đại lão bản, hắn cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định gì cả. Chu Thao suy nghĩ một chút, quyết định không chấp nhận, cũng không cự tuyệt. Trước tiên trì hoãn, chờ xem diễn biến câu chuyện. Vì vậy, ông ta mở miệng cười nói, hích, tôi bất quá chỉ là một người làm công, cũng phải dựa theo quy định mà làm việc thôi. Như vậy đi, Phó Tổng Giám Đốc Khâu, anh để tài liệu lại, tôi sẽ giúp anh hỏi thăm một chút. Khâu Lê Khoan tỏ vẻ hoàn toàn chắc ăn, lộ ra mấy phần đắc ý, vậy thì làm phiền rồi. Nói xong, liền đầy vênh váo đắc ý, thẳng bước rời đi.
Chương 1817, công khai cầu hôn. Nhìn theo bóng lưng Khâu Lê Khoan rời đi, trên mặt của Chu Thao lóe lên một vẻ khinh bỉ đầy lạnh lùng. Ra vẻ gì chứ, một phó tổng giám đốc của một công ty đều, nho nhỏ, cũng dám ở chỗ này giễu võ dương oai uy hiếp ông ta. Nếu như không phải nhìn vào mặt mũi của đại lão bản, cái loại không hẹn trước đã chạy tới này, ngay cả một chút thể diện ông cũng không thèm cho đâu. Hiện tại đại lão bản cũng còn chưa thừa nhận quan hệ với Cố Việt Trạch đâu, vậy mà đã dám lấy danh nghĩa cô ra, mà làm việc rồi. Hy vọng đại lão bản cũng không nên đúng như lời đồn đại bên ngoài, lại đi vừa ý loại người như Cố Việt Trạch này. Ngay hôm đó, trụ sở chính của tập đoàn Tinh Thần, Diệp Oản Oản đang mở một cuộc họp cấp cao. Tinh Thần bên này là sản nghiệp dưới cờ của nhị trưởng lão, Diệp Oản Oản vốn không muốn quản nhiều. Nhưng mà nhị trưởng lão một ngày gọi hết mấy cuộc điện thoại, nhất định phải để cho nàng đi đến trụ sở chính, dù cho cái gì cũng không làm, chỉ lộ mặt thôi cũng được. Cứ như thể chuyện nàng đi tới Tinh Thần một chuyến, sẽ khiến ông ta có thể nở mày nở mặt vậy. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể đến trụ sở chính dự họp. Trong cuộc họp, hết thảy đều bình thường, nhưng vẻ mặt các lão tổng của những chi nhánh đều có chút kỳ quái, nhìn lấy nàng, bộ dáng như muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, Diệp Oản Oản lên tiếng. Khục, cuối cùng, là vị Chu tổng trước kia phụ trách tiếp đãi Diệp Oản Oản, sau khi cân nhắc chọn lời một chút, mới mở miệng nói, lão bản, gần đây tập đoàn Cố Thị bên kia liên tục xúc tiến liên lạc cùng với chúng ta, dường như có ý muốn hợp tác. Không biết ý của lão bản ngài là, thực sự là tin tức bát quái gần đây truyền đi tam sao thất bản, bọn họ đều đã không biết nên tin người nào. Diệp Oản Oản, mấy ngày trước không phải là tôi đã từng công khai rồi hay sao, còn cần tôi thanh minh lại thêm một lần nữa. Các vị lão tổng trố mắt nhìn nhau, bạn trai của lão bản, thật sự chính là vị kia của Tư gia. Dù cho Diệp Oản Oản đã nói rồi, bọn họ vẫn còn có chút không dám xác nhận. Dù sao chuyện tình cảm cũng khó nói rõ ràng, lão bản mặc dù là lão bản của bọn họ, nhưng cũng là một người phụ nữ. Ai biết được có phải là nàng đang giống như Cố Việt Trạch nói tới. Là đang giận lẩy đây. Cho nên nói, bọn họ vẫn là nên yên lặng quan sát trước đi. Đợi trước tiên Cố gia bên kia ổn định đã rồi lại nói. Nếu không lỡ như đắc tội với người ta rồi, lỡ như quay tới quay lui một hồi, người ta thực sự thành Cố gia của bọn họ, chẳng phải là sẽ hỏng bét. Diệp Oản Oản cũng không tiếp tục đi quản suy nghĩ trong lòng của những người đó, mà lại không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc chờ đến khi hội nghị kết thúc. Diệp Oản Oản đi đến Chư Thần Thời Đại một chuyến. Vừa tới công ty, Cung Húc liền vội vã lao về phía nàng, nói cho nàng nghe tin tức mới nhất liên quan tới Cố Việt Trạch mà hắn nghe ngóng được. Diệp Oản Oản, tin tức gì? Cung Húc dùng một tốc độ thật nhanh mà nói, Diệp ca, tôi hỏi thăm được, mấy ngày nay Cố Việt Trạch vẫn luôn đầy ám muội tiếp xúc với một số công ty tổ chức hôn lễ. Tôi còn hỏi thăm được, hắn ta hẹn gặp ông chủ của khách sạn Candy. Còn nữa, tôi hỏi dò được. Hắn đặt tại CL làm riêng một chiếc nhẫn kim cương rất đắt tiền. Diệp Oản Oản vỗ bả vai của Cung Húc một cái, đầy chân thành mở miệng khuyên, Húc bảo bảo, cậu có thể đổi nghề đi làm, cậu tử, sao được rồi đấy. Thật sự, cậu làm nghệ sĩ, có chút lãng phí nhân tài. Sao ví với chó, chuyên đi đánh hơi tin tức bát quái. Cung Húc nghe vậy, ngờ đâu mặt lại đầy vui vẻ, đó là đương nhiên, tôi chính là một nhân tài toàn diện đó nha. Diệp ca ca. Cô ký được hợp đồng với tôi là kiếm lợi lớn rồi. À không đúng, Diệp ca, cô đừng ngắt lời, chờ lát nữa hãy khen tôi thêm. Tôi nói cho cô nghe chuyện chính sự đây. Tôi nói cho cô biết, không chỉ như thế, cái con hàng Cố Việt Trạch kia còn âm thầm hẹn tất cả các phóng viên nổi danh trong nghề, mời bọn họ tối mai lúc 8 giờ, đi đến khách sạn Candy. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, cho nên, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Cung Húc kích động nói, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao Diệp ca ca của tôi ơi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cố Việt Trạch là đã có âm mưu từ lâu, muốn tối mai lúc 8 giờ, công khai cầu hôn cô đấy. Chương 1818, thật không có ý nghĩa. Ngay trong lúc Cung Húc đang miệng lưỡi lưu loát mà nói với Diệp Oản Oản ra những thứ suy luận này, bên trong một trang viên nào đó của đế đô, Lâm Khuyết cơ hồ cũng đang nói những lời giống nhau như đúc. Lâm Khuyết, cửu ca. Nói tóm lại, cái tên Cố Việt Trạch này sợ là đang chuẩn bị cầu hôn cùng cửu tẩu đấy. Vậy mà anh cũng có thể nhịn. Nếu chuyện này mà còn có thể nhịn mà nói, vậy thì có chút không khoa học rồi đi. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày.
Cầu hôn, cái quỷ gì? Trong nháy mắt ngay khi Cung Húc dứt tiếng, điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên. Thật là vừa khéo, chính là Cố Việt Trạch gọi tới. Diệp ca, nhanh nghe đi. Cung Húc đầy bát quái mà thúc giục, mặt đều đã nhanh dính vào trên điện thoại di động của Diệp Oản Oản rồi. Diệp Oản Oản nhấn nút nghe máy, tiện tay nhận điện thoại, alo. Cố Việt Trạch thấy Diệp Oản Oản nghe điện thoại, dường như tâm tình rất tốt, dùng một giọng đầy ôn nhu mà lại đắc ý vô cùng, mở miệng nói, Oản Oản, tối mai 8 giờ, gặp tại khách sạn Candy, anh có chuyện quan trọng muốn tìm em. Cung Húc lập tức dùng khẩu hình miệng để nói với Diệp Oản Oản, thấy chưa, tôi nói không sai chứ. Không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, Cố Việt Trạch đã cắt đứt nàng, tiếp tục nói, đừng cự tuyệt. Oản Oản, tin tưởng anh biết em muốn cái gì, mà anh cũng trả giá nổi. Sau khi nói xong, Cố Việt Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, một bộ dáng chắc chắn phải lành thế. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về cuộc gọi vừa bị ngắt nhìn một cái, a, biết tôi muốn cái gì. Cố Việt Trạch đại khái là đang cho rằng, nàng muốn hắn ta cầu hôn nàng, cưới hỏi đàng hoàng. Nếu như là Diệp Oản Oản lúc trước mà nói, ngược lại đúng là không sai. Nếu như là Cố Việt Trạch chịu cho nàng một sự cầu hôn long trọng như thế, nàng phỏng chừng biết được sẽ xúc động đến bất tỉnh. Cho nên, Cố Việt Trạch đương nhiên cho rằng, chính mình đã nắm được tâm tư của Diệp Oản Oản, mới sử dụng chiêu bài này mà đối phó với nàng. Diệp ca ca, cô muốn đi sao? Cung Húc nháy mắt hỏi. Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn hắn, cậu cảm thấy tôi rất rảnh rỗi sao? Tự biên tự diễn thì coi như xong đi, nàng cũng không có thời gian để cùng tiếp tục chơi đùa cùng hắn. Đừng mà Diệp ca ca, cô không rảnh rỗi nhưng tôi rảnh, đi chơi một chút đi mà. Tại chỗ cự tuyệt, vả thẳng vào mặt cái gã cặn bã nam đó, không phải sảng khoái hơn sao? Cung Húc hưng phấn đề nghị. Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn cậu ta, đánh loại người như vậy, rất thoải mái. Nàng đối với loại chuyện không có tính khiêu chiến này, không có hứng thú gì. Được rồi, thật không có ý nghĩa. Cung Húc thất vọng bĩu môi một cái. Diệp Oản Oản, đừng cả ngày nghĩ đến chuyện chơi bời nữa, đi làm chuyện chính đi. Lần trở về Hoa Quốc này, nàng còn có một nhiệm vụ trọng yếu khác trong người, không có nhiều thời gian để phung phí ở trên loại chuyện buồn chán này. Không lâu sau, nàng còn phải trở lại Độc Lập Châu, cần phải tranh thủ thời gian xử lý xong toàn bộ chuyện bên này. Diệp Oản Oản không để ý đến Cung Húc nữa, đi thẳng tới phòng làm việc của Phí Dương, đẩy cửa vào trong, thuận miệng dặn dò, Dương ca, buổi họp báo với phóng viên đã chuẩn bị xong chưa? Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cao tầng nhiệm kỳ mới của Hoàng Thiên, và cả chư thần thời đại lần nữa hợp lại, tiến hành một loạt hợp tác chiến lược với tinh thần giải trí. Chuyện này đều cần tổ chức một buổi họp báo chính thức với phóng viên để công bố một chút. Phí Dương từ giữa màn hình máy tính ngẩng đầu lên nói, ổn rồi, địa điểm đã xác định ở đại sảnh Hoàng Kim của hội trường Vân Phàm, đang sắp xếp danh sách khách mời. Diệp Oản Oản, được rồi, cực khổ cho anh rồi. Phí Dương sau khi lên danh sách xong, lập tức mời các tạp chí lớn và phóng viên tổ chức buổi họp báo. Diệp Oản Oản thì lại đi tìm Diệp Mộ Phàm, bàn bạc về quy trình cụ thể của sự kiện này. Chương 1819, bất quá muốn một danh phận. Tập đoàn Cố Thị. Phó Tổng Giám đốc Khâu Lê Khoan mở miệng cười nói, Cố Tổng quả nhiên là cao chiêu. Đến lúc đó là một, phi vụ cầu hôn, thật lớn, thật long trọng tưng bừng khắp thành phố, e rằng không có nữ nhân nào có thể chống cự được rồi. Cố Việt Trạch ngất nga ngất ngưỡng dựa vào trên ghế salon, nhếch miệng nhấp một ly rượu chát, tôi hiểu rất rõ Diệp Oản Oản đấy, chung quy bất quá chỉ là một con đàn bà mà thôi. Sở dĩ cô ta sử dụng thủ đoạn, dục cầm cố túng kia, sở dĩ phải khiến cho tôi bực mình. Bất quá chỉ là vì muốn có một danh phận cùng với tôi. Cố Tổng anh minh, tiểu nha đầu kia làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cố Tổng ngài. Khâu Lê Khoan quẫy đuôi nịnh nọt, ngay sau đó mở miệng nói, đúng rồi, Cố Tổng, tôi đã đi đến tinh thần giải trí bên kia gặp Chu Tổng. Cái tên Chu Thao mắt cao hơn đầu, nhưng lần này nhìn thấy tôi, vẫn phải khách khí như thường. Cố Việt Trạch cười nói, chờ tôi cưới Diệp Oản Oản, đừng nói là tinh thần giải trí. Cho dù là tập đoàn tinh thần cũng thuộc về Cố Thị. Hắn ta dám không khách khí với ông sao? Khâu Lê Khoan lập tức cười to nói, Cố Tổng ngài nói đúng. Lúc này, ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa vang lên, có một vị tiểu trợ lý đi vào. Cố Tổng, tiểu trợ lý muốn nói lại thôi. Cố Việt Trạch, có chuyện gì? Là Diệp tiểu thư, muốn gặp ngài,
Tiểu trợ lý mở miệng thông báo. Ánh mắt Cố Việt Trạch sáng lên, nhưng lại ngay lập tức âm trầm xuống. Diệp tiểu thư. Là Diệp Y Y. Vâng, cô ấy đã chờ ở bên ngoài rất lâu rồi, tôi nói thế nào cũng không chịu đi. Tiểu trợ lý nói đầy khó xử. Vậy hãy để cho cô ta chờ đi. Cố Việt Trạch mở miệng đầy vô tình, nói xong liền tiếp tục nói chuyện với Khâu Lê Khoan. Tiểu trợ lý thấy vậy, chỉ có thể lui ra ngoài. Trước cửa tập đoàn Cố Thị, tiểu trợ lý rất nhanh đã quay trở về rồi, mặt lạnh lùng nói với Diệp Y Y, Diệp tiểu thư, xin cô hãy trở về đi thôi, Cố Tổng thật sự không rảnh. Diệp Y Y giơ tay lên liền quạt thẳng một cái tát vào mặt tiểu trợ lý, tiện nhân, một con tiểu trợ lý, cũng dám nói với tôi như vậy. Ban đầu vẫn là tôi sắp xếp cho cô đến Cố Thị đấy. Cô lại dám cản tôi. Mặt của tiểu trợ lý nhất thời sưng đỏ lên, mặt đầy ủy khuất, ngay sau đó tức giận không thôi mà đốt chát lại. Diệp Y Y, cô cho rằng cô là ai chứ? Cô cho rằng cô vẫn còn là thiếu phu nhân tương lai của Cố Thị sao? Cô chỉ là một con hàng nát mà Cố Tổng vứt đi thôi, đừng có ở trước mặt tôi mà tỏ vẻ uy phong gì nữa. Cô nói cái gì? Cô lại dám? Diệp Y Y vừa nói, vừa lại giơ tay lên muốn đánh thêm một cái bạt tai. Tiểu trợ lý kia cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp xoay lại đánh nhau cùng với cô ta, thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Vốn chính là như vậy. Ngày mai Cố Tổng sẽ cầu hôn cùng Diệp Oản Oản tiểu thư, lão bản tập đoàn tinh thần, cô là cái thá gì? Tiện nhân, nói bậy nói bạ, Diệp Y Y sững sờ, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng. Tôi nói bậy nói bạ, chính cô đi xem tin tức đi. Chuyện này toàn bộ đế đô đều biết cả. Mãi đến khi bảo vệ tới can hai người ra, sau đó ném Diệp Y Y ra ngoài, trận cãi vã rốt cục mới dừng lại. Ngoài cửa chính tập đoàn Cố Thị, Diệp Y Y đầu tóc rối bời, quần áo bị xé rách teng beng trong trận đánh lộn lúc nãy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cố Việt Trạch muốn cùng con tiểu tiện nhân Diệp Oản Oản đó cầu hôn. Không có khả năng, chuyện này, làm sao có thể? Tin tức này đã đánh tan hoàn toàn một chút tâm lý may mắn sau cùng của cô ta, Cố Việt Trạch. Diệp Oản Oản, các người muốn đá văng tôi ra, ở chung một chỗ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người ở chung với nhau. Sáng ngày hôm sau, Diệp Oản Oản tại Kim Sắc Đại Sảnh của Hội trường Vân Phàm, chính thức bắt đầu tổ chức buổi họp báo với các phóng viên. Hoàng Thiên Giải Trí, Chư Thần Thời Đại, Tập đoàn Tinh Thần, toàn bộ các cao tầng đều tham dự. Chương 1820, thực ra đúng là không có kiến thức. Bởi vì sáng sớm đều đã sắp xếp xong xuôi, lại còn có nhị trưởng lão ân cần không ai sánh nổi, phái người chuẩn bị ổn thỏa khắp mọi mặt, trên căn bản Diệp Oản Oản chỉ cần ngồi ở đó trấn chùa, là được rồi. Buổi họp báo với các phóng viên kết thúc một cách thuận lợi và đầy viên mãn. Diệp Oản Oản xoa xoa cái cổ vì ngồi quá lâu có chút đau nhức. Thấy công ty bên này đều đã sắp xếp không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trực tiếp, bán cái, cho Diệp Mộ Phàm. Sau đó dành thời gian đi làm nhiệm vụ học viện của nàng, sớm ngày góp đủ điểm vinh dự. Diệp ca, cô mỏi vai sao? Để tôi bóp vai giúp cô nhé. Kỹ thuật của tôi rất tốt đó nha. Phó Minh Hy mấy ngày nay vẫn là tác phong, một tấc cũng không rời. Không cần. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Diệp Oản Oản đi tuốt ở đằng trước. Phía sau là các vị cao tầng của ba công ty, cùng với đám phóng viên muốn đu theo phỏng vấn mấy câu. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về phía cửa phòng khách đi ra ngoài. Két, một tiếng, nhân viên tạp vụ mở cửa chính của hội trường ra. Diệp Oản Oản đang vừa cúi thấp đầu nói chuyện với Phó Minh Hy, vừa đi về phía trước. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt khi hai cánh cửa được đẩy ra, đột nhiên, kẹt, một tiếng vang thật lớn, từ trên đỉnh đầu lại bay xuống những cánh hoa bay đầy trời, ngay sau đó vô số bong bóng bay màu sắc rực rỡ lập tức bay lên cao. Diệp Oản Oản cau mày. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy hội trường Vân Phàm vốn nghiêm trang long trọng, giờ phút này đã biến thành một biển hoa. Hoa hồng đỏ nhập khẩu đắt giá xếp thành một thảm hoa từ cửa của đại sảnh, kéo dài đến chính giữa hội trường. Mà con hàng Cố Việt Trạch mặc một thân Âu phục đắt tiền màu đỏ nhạt được chế tác riêng, trong tay đang cầm một bó hoa, đứng ngay ở chính giữa sân khấu. Hắn bịa ra một vẻ chân tình sâu sắc, đang đứng đó, đưa mắt chó lên nhìn nàng. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Oản Oản. Tất cả các phóng viên tới tham dự buổi họp báo, và tất cả các cao tầng của ba công ty ở nơi này, sau khi bất ngờ không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy một màn này, quả thật là đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Rất nhanh mọi người liền phản ứng lại. Mẹ nó,
Cố Thiếu đây là đang chuẩn bị cầu hôn. Bùng nổ, quá bùng nổ rồi đi. Ồ, sao lại chơi sốc vậy, thật là đau tim mà. Tại hội trường, sau một tràng thốt lên kinh ngạc là tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người chỉ thấy ở chính giữa là một chiếc bục thủy tinh hình trái tim, ở bên dưới tất cả đều là tiền giấy mệnh giá cao nhất của chính phủ xếp chồng lại mà tạo thành. Chỉ riêng cái bục này, chỉ sợ là đã tiêu tốn hơn 10 triệu đấy. Gã cố tổng kia đạp lên cái bục, hẳn là phải rất cẩn thận, rất sợ đạp hỏng tiền mất. Khỏi cần nhắc tới đủ loại trang trí lãng mạn khắp hội trường, chỉ riêng một cái này thôi là cũng đã thấy hao phí nhiều tiền đến mức nào rồi. Tất cả các phóng viên vốn ban đầu chỉ tới dự một buổi họp báo thương nghiệp, đều đã phấn khởi hẳn lên. Vạn vạn không ngờ tới, chỉ dự một buổi họp báo thôi, mà lại moi ra được một tin tức động trời đến vậy. Cố Việt Trạch ngay trước mặt mọi người, cầu hôn cùng Diệp Oản Oản. Wow, quá lãng mạn rồi đi. Có thể không lãng mạn sao, đều là dùng tiền để đập thẳng vào mặt người ta đó. Người nữ nhân nào có thể cự tuyệt được loại cầu hôn này? Quá tiện nghi cho Diệp Oản Oản rồi. Nhìn dáng dấp Diệp Oản Oản lần này là được như ý nguyện rồi. Ở trong tiếng suýt xoa, kinh ngạc xen lẫn hâm mộ của mọi người, giờ chỉ còn chờ quyết định của nữ nhân vật chính nữa mà thôi. Phó Minh Hy nhìn chăm chú một màn trước mắt này, giận đến gần chết, lúc này ở bên tai Diệp Oản Oản ói hỏng bét, cái này là cái quỷ gì, ép hôn rẻ tiền à? Cường hào nhà giàu mới nổi hay sao? Minh chủ, nếu cô ưa thích sự kinh hỉ, thích được cầu hôn lãng mạn, tôi có thể làm long trọng gấp trăm lần. Ngàn vạn lần xin đừng để bị loại thủ đoạn thấp hèn bất nhập lưu này lừa gạt. Bắt đầu khoát tay hất văng cậu ta ra, đi sang một bên. Minh chủ chúng ta là người không có kiến thức như vậy sao? Diệp Oản Oản. Nàng lúc trước, thực ra đúng là không có kiến thức, à, thậm chí còn tệ hơn cả vậy nữa. Cố Việt Trạch đưa nàng một đóa hoa, nàng đều có thể phơi khô, ép lại, đặt ở trong két sắt cất giữ cẩn thận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1821, còn chưa có choáng váng đến mù mắt. Thất Tinh ngược lại rất là bình tĩnh, từ đầu tới cuối cũng không hề nói gì. Diệp Mộ Phàm giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi này. Cóc khẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ai cho hắn dũng khí cầu hôn cùng với em gái của Diệp Mộ Phàm này. Oản Oản, em cũng đừng nhất thời kích động, nghĩ không thông mà đi đáp ứng hắn ta. Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành màu đen, nhìn em giống với loại nghĩ không thông đến vậy sao? Diệp Mộ Phàm lầu bầu nói, Oản Oản, em đừng xem thường nha. Phụ nữ dưới loại tình huống này, đầu óc thật sự là vô cùng dễ dàng bị choáng váng. Diệp Oản Oản, em còn chưa có đến mức bị choáng váng đến trình độ bị mù mắt. Mặc dù hắn biết, em gái nhất định là có ý nghĩ của riêng mình, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Cố Việt Trạch, nhưng Diệp Mộ Phàm khó tránh khỏi vẫn thật có chút lo lắng. Không thể trách hắn suy nghĩ nhiều, quả thực là bạn trai của Oản Oản, từ sau khi nàng trở về nước vẫn không thấy đâu. Tư Dạ Hàn vẫn luôn không hề xuất hiện, chứ đừng nói chi là đáp lại một câu. Hắn không thể không lo lắng đến trạng thái cảm xúc của em gái. Hắn thậm chí có chút thật không dám tin tưởng, em rể của hắn. Có phải thật sự là Tư Dạ Hàn hay không? Đương nhiên, với tính cách của em gái hắn, hắn không dám hỏi nhiều. Vào giờ phút này, một đám các phóng viên đầy trông ngóng chờ mong, soạt 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 chụp hình, đèn flash nháy lên liên tục. Tất cả phóng viên đều đang đầy hưng phấn mà theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Oản Oản, muốn từ trên mặt của nữ nhân vật chính thấy được hình ảnh đầy kinh hỉ, cảm động, thậm chí là mất khống chế đến lệ rơi đầy mặt. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ được điều mình muốn, khẳng định là vô cùng kích động đi. Diệp Oản Oản lại có hơi mất kiên nhẫn, không nghĩ tới Cố Việt Trạch vì cho nàng cái gọi là kinh hỉ, sẽ trực tiếp bủa vây nàng tại kim sắc đại sảnh, khiến cho nàng không thể tránh né, giống như bị cạy miệng nhét thẳng một cục phân vào vậy. Cố Việt Trạch nhìn cô gái đứng ở cuối tấm thảm đỏ, chỉ thấy hôm nay Diệp Oản Oản mặc một thân Âu phục nhỏ gọn gàng màu đen, mặc dù rất đẹp mắt. Nhưng mà, hắn cho là ở trong một trường hợp như ngày hôm nay, nàng ít nhất hẳn là nên mặc một váy dạ hội nhỏ có màu sắc tươi vui hơn một chút. Bất quá, không thành vấn đề. Cũng còn may, nàng có một làn da trắng như tuyết, dung mạo lại càng khuynh quốc khuynh thành. Mặc loại đồ này ra sân, ngược lại đem lại một vẻ đẹp thật đặc biệt. Diệp Oản Oản ở bên dưới ánh mắt chú mục của mọi người, bước lên thảm hoa hồng đỏ, mắt thấy như đang chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Diệp Oản Oản, theo Cố Việt Trạch lý giải, đoán chừng là do vui vẻ mà bối rối, tỏ vẻ.
Cố Việt Trạch dùng một ánh mắt, thâm tình, đầy giả tạo mà nhìn chăm chú cô gái, ôn nhu mở miệng nói, Oản Oản, anh biết em vì một khắc này mà chờ đợi rất lâu rồi. Thật xin lỗi, quanh đi quẩn lại, anh đã để cho em chờ anh lâu như vậy. Thời gian để cho anh biết, thì ra, người yêu anh nhất, đối xử với anh thâm tình nhất, vẫn luôn ở bên cạnh mình. Trên đài thủy tinh, Cố Việt Trạch từ trong tay nhân viên nhận lấy một chiếc hộp in hình thiên nga màu đen nhung. Nắp hộp mở ra, lộ ra một viên kim cương khoảng chừng lớn như trứng chim, bồ câu, Oản Oản, gả cho anh đi. Gả cho anh đi. Những lời này, quanh quẩn trong đại sảnh của hội trường, tiếp đó vang lên một tràng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Gả đi, gả đi. Trời ạ, thật hâm mộ nha. Diệp Oản Oản thật đúng là tốt số. Thời điểm mọi người ở đây còn đang ồn ào, hội trường đột nhiên vang lên một tiếng chửi rủa đầy cáu kỉnh của một người phụ nữ, Diệp Oản Oản, cái thứ tiểu tam này. Tất cả các phóng viên nhất thời trố mắt nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy người tới lại là vị hôn thê trước đó của Cố Việt Trạch, tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ tiền nhiệm của Hoàng Thiên Giải Trí, Diệp Y Y. Qua, wow, có trò hay để nhìn. Diệp Y Y, lại là Diệp Y Y đến rồi. Ồ, đây là tiết tấu hai cô gái cùng tranh giành một chàng trai đây mà. Chương 1822, nói một đằng làm một nẻo. Trong con người của Diệp Y Y mang theo một sự điên cuồng dốc toàn lực, nhào thẳng tới Diệp Oản Oản như một con điên. Bất quá, còn chưa kịp đến gần Diệp Oản Oản trong khoảng 3 bước, cũng đã bị Thất Tinh cản lại rồi. Mọi người căn bản còn chưa kịp thấy rõ, trước mặt Diệp Oản Oản cũng đã nhiều hơn một gã thiếu niên mặt mày lạnh lùng. Thất Tinh căn bản còn chưa kịp đụng vào cô ta, Diệp Y Y đã trực tiếp lăn đùng ra đất, mặt đầy nước mắt, run rẩy khóc, Oản Oản. Tại sao cô phải đối xử với tôi như vậy? Tôi biết cha mẹ tôi làm sai, nhưng mà, chuyện này có quan hệ gì với tôi? Tôi không biết, cái gì tôi cũng không hề biết. Hiện tại tôi đã không còn gì, chỉ còn lại có Việt Trạch. Tại sao cô ngay cả Việt Trạch cũng muốn cướp đi? Này, nhà ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Diệp ca cướp nam nhân của ngươi lúc nào? Bắt đầu tức giận nói. Nhưng mà, bắt đầu hung thần ác sát, lại chèn ép Diệp Y Y thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Cô ta đầy kinh hoàng thất thố mà lui về phía sau, áo khoác giống như không cẩn thận bị rớt xuống. Lộ ra vết tích bầm tím trần trụi, Oản Oản, mặc dù ban đầu Việt Trạch trước đó có hôn ước cùng với cô, nhưng sau đó cô và Việt Trạch đã chia tay, cho nên tôi mới cùng với Việt Trạch ở chung một chỗ. Chúng tôi là quang minh chính đại ở chung với nhau, tôi không hề có chút lỗi lầm gì với cô. Mà bây giờ, tôi và Việt Trạch cũng đã gần sắp kết hôn rồi, cô lại ỷ thế hiếp người, chặn ngang một cước. Sau đó thậm chí còn tìm lưu manh tới đe dọa tôi, buộc tôi giải trừ hôn ước với Việt Trạch. Oản Oản, coi như tôi không phải là người của Diệp gia, nhưng chúng ta chung quy vẫn là chị em gái nhiều năm như vậy. Tại làm sao cô có thể đối với tôi như vậy? Nói tới chỗ này, Diệp Y Y đã khóc không thành tiếng, tôi đã không còn gì cả, tại sao cô ngay cả chỗ dựa cuối cùng của tôi cũng muốn cướp đi? Nghe thấy lời của Diệp Y Y, lại nhìn thấy cô ta chật vật không chịu nổi, bộ dáng bi thương vạn phần, nhất thời các phóng viên ở đây xôn xao hẳn lên, không khỏi có chút đồng cảm. Tôi nhổ vào, không nghĩ tới nha, Diệp Oản Oản lại ác như vậy. Cô nàng Y Y này đều đã như vậy, còn không buông tha cho cô ấy. Vì muốn gả cho Cố Việt Trạch mà còn tìm lưu manh buộc cô ấy phải giải trừ hôn ước. À, mặc kệ Diệp Y Y làm cái gì, nhưng cô ấy và Cố Việt Trạch đúng là có hôn ước. Lúc này Diệp Oản Oản chen vào, còn không phải là kẻ thứ ba sao. Chậc chậc, trăm phương ngàn kế đem cha mẹ người ta đưa vào trong tù, lại ép người ta giải trừ hôn ước. Lại còn cướp đi người đàn ông của người ta. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Diệp Y Y nghe được tiếng bàn tán chung quanh, nhất thời khóc càng thêm thương tâm muốn chết. Oản Oản, cầu xin cô, van cô, tôi cái gì cũng không cần, chỉ cầu cô đem Việt Trạch trả lại cho tôi thôi. Diệp Y Y nói xong, nơi đáy mắt xẹt qua một vệt sáng lạnh lẽo. À, Diệp Oản Oản, người không để ta sống tốt, thì cũng đừng mong được sống yên ổn. Cứ như vậy, coi như người có lấy được Cố Việt Trạch. Cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, cũng sẽ vĩnh viễn bị gắn mắc kẻ thứ ba, bị khắp mọi người chửi rủa. Diệp Oản Oản hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn con ả Diệp Y Y ở đó tự biên tự diễn, cứ như thể là một tiểu bạch hoa vô tội nhất, đáng thương nhất trên thế gian này vậy. Cố Việt Trạch mặc dù có chút căm tức vì bị Diệp Y Y phá rối, nhưng mà, chuyện có được hai cô gái tranh đoạt một người tình nhân là mình, ngược lại cũng đã thỏa mãn lòng hư vinh của hắn.
nhất là khi hắn nghe được Diệp Y Y nói Diệp Oản Oản đi tìm Lưu Manh để buộc cô ta giải trừ hôn ước. À, đúng là đàn bà, quả nhiên là nói một đằng làm một nẻo. Cố Việt Trạch thở dài, ra vẻ lễ độ mở miệng nói, Y Y, em đừng nói Oản Oản như vậy. Mặc kệ là cô ấy làm cái gì, anh đều sẽ xin lỗi thay cô ấy. Nếu em muốn trách, thì cứ trách anh đi. Chương 1823, Tư Dạ Hàn muốn tới thị sát. Cố Việt Trạch còn chưa nói hết ý, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận hết thảy những gì Diệp Y Y nói. Diệp Y Y nhìn thấy Cố Việt Trạch thay Diệp Oản Oản nói chuyện, nhất thời phảng phất như chịu phải đả kích trầm trọng, mới vừa đứng lên liền lảo đảo muốn ngã, cứ như thể một giây kế tiếp liền sắp té xỉu đến nơi. Oản Oản, lúc tôi và Việt Trạch ở chung một chỗ, cô vẫn quấn quýt chặt lấy, dây dưa không ngớt. Tôi lại nể tình chị em gái, cố hết sức nhẫn nhịn, vốn là thật sự không muốn náo động đến một bước này. Không nghĩ tới cô lại hùng hổ dọa người. Cô giả dạng làm người bị hại, cô cố ý dục cầm cố túng, cô tìm Lưu Manh đánh tôi, ép buộc tôi. Cô thậm chí còn lợi dụng Tư Dạ Hàn để kích thích Việt Trạch. Mục đích cuối cùng của cô chẳng qua chỉ là vì muốn lấy được Việt Trạch, chẳng qua chỉ là vì thân phận cố phu nhân. Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Diệp Y Y tuôn thẳng một tràng, lệ rơi như mưa, tố cáo Diệp Oản Oản vô sỉ. Ánh mắt các phóng viên nhìn Diệp Oản Oản đã càng ngày càng khác thường. Mặc dù nói Diệp Y Y bị trừng phạt cũng coi như là đúng người đúng tội, nhưng Diệp Oản Oản cũng không phải là thứ gì tốt. Còn không phải sao, quá có tâm kế rồi. Còn cố ý tự rát vàng lên mặt mình, nói Tư Dạ Hàn là bạn trai của cô ta đấy. Kết quả thì sao, chỉ là thủ đoạn muốn ép Cố Việt Trạch kết hôn cùng cô ta mà thôi. Thật đúng là độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Bắt đầu trơ mắt nhìn Diệp Y Y ở đó giả bộ đáng thương. Sau đó chọc cho tất cả mọi người đều chửi mắng Diệp Oản Oản, hỏa khí đã bốc lên cao ba thước, miệng nó. Nữ nhân Hoa Quốc các người thế này cũng quá không biết xấu hổ đi. Có ân oán gì, mọi người quang minh chính đại đánh một trận. Chứ ăn vạ kiểu này là thế nào vậy hả? Diệp Oản Oản không để ý bắt đầu, trong cái nghề này chính là như vậy, cậu ta mới chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Oản Oản tiểu thư, xin hỏi điều Diệp Y Y nói là sự thật sao? Cô thật sự âm thầm phái Lưu Manh đi uy hiếp cô ấy sao? Cô vì vị trí cố phu nhân mà không chừa thủ đoạn nào như vậy, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Hôm nay, màn cầu hôn long trọng này, cô còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận sao? Trong phút chốc, những câu hỏi đầy nghi ngờ của phóng viên ùn ùn kéo tới. Các vị xin tỉnh táo, những thứ này chẳng qua chỉ là lời một phía của Diệp Y Y. Hơn nữa chuyện có liên quan tới quan hệ giữa Diệp Tổng và Cố Việt Trạch tiên sinh, Diệp Tổng của chúng tôi cũng đã sớm giải quyết, nói chân tướng cho mọi người biết. Chu Thao vội vàng đứng ra giải quyết một trò khôi hài này, nhưng thật bất đắc dĩ, đa phần mọi người đều có tâm lý đồng cảm với kẻ yếu. Giờ phút này, các phóng viên đã hoàn toàn không tin lời nói của Chu Thao, tất cả đều đã đứng về phía Diệp Y Y bên kia. Trong khi hội trường còn đang hỗn loạn thành một đám, không biết là phóng viên nhà nào đột nhiên gào lên một tiếng, cậu nói cái gì? Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn nào cơ? Tên của Tư Dạ Hàn giống như là một giọt nước nhỏ vào trong dầu sôi, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả các phóng viên. Nghe nói hôm nay Tổng Giám đốc Tập đoàn Tư Thị, Tư Dạ Hàn từ nước ngoài trở về, hơn nữa muốn tới nơi này thị sát. Cái gì, thật hay giả vậy? Hội trường xa hoa nhất đế đô. Vân Phàm là sản nghiệp dưới cờ của tập đoàn Tư Thị. Tư Dạ Hàn sẽ tới cũng không kỳ quái. Nhưng mà, mỗi khi Tư Dạ Hàn xuất hành, không phải sẽ tuyệt đối bảo mật, phong tỏa hiện trường, không cho phép một vị phóng viên nào xuất hiện sao? Hẳn là giả rồi, nếu như là Tư Dạ Hàn muốn đi qua, phỏng chừng vào lúc này đã phong tỏa hội trường lại rồi. Nghe nói là bởi vì Cố Việt Trạch đột nhiên làm trò này, thời điểm quản lý hội trường thông báo, Tư Dạ Hàn đã đến. Không tin các người đi xem một chút đi, hiện tại tất cả các cao tầng của tập đoàn Tư Thị và lão bản của hội trường cũng đều đang nghênh đón ở cửa đấy. Qua, wow, hôm nay chuyến này tới đây, quả thật là quá đáng giá rồi đi. Toàn bộ các phóng viên đều kích động không thôi. Chương 1824, lại có thể đẹp trai như vậy. Chờ một chút, nếu như là Tư Dạ Hàn tới rồi, há chẳng phải là khôi hài. Mấy ngày trước Diệp Oản Oản còn rêu rao Tư Dạ Hàn là bạn trai của cô ta đấy, lần này chẳng phải là bị lộ tẩy ngay trước mặt mọi người sao? Ha ha, đúng nhỉ, chuyện lúc trước huyên náo lớn như vậy, Tư Dạ Hàn nhất định là có nghe chứ. Cô ta thật là mạnh miệng, ngay cả bạn gái của Tư Dạ Hàn mà cũng dám mạo nhận,
Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nghe được cái tên này từ trong đám người, hai con người khẽ lơ đãng híp lại một cái. Tất cả các phóng viên nhất thời đều vọt thẳng về phía cửa hội trường. Chỉ nhìn thấy đi đầu là một đám vệ sĩ mặc đồ đen thui tràn vào, chặn tất cả bọn họ lại. Sau đó chính là một đám cao tầng của tập đoàn Tư Thị và ông chủ của hội trường ăn mặc sang trọng, đầu đầy mồ hôi đi theo ở phía sau. Cả đám phóng viên mới vừa rồi còn đang huyên náo ồn ào đến tận trời, tất cả đều theo bản năng mà cấm khẩu, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Sau đó một người, hai người, ba người, tất cả đều dựng máy quay phim lên, chĩa thẳng về phía sau đám người. Đại khái qua 10 giây đồng hồ sau, mỗi một vị cao tầng đều đứng ở cửa nghênh đón. Nơi cửa, một chiếc xe màu đen ngừng lại, cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân cao giáo đi ra. Sau đó, một vị nam nhân mặc một thân Âu phục màu đen từ trong xe bước xuống. Hít! Cơ hồ trong nháy mắt khi thấy rõ được gương mặt của anh ta, cơ hồ hội trường đều không hẹn mà cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì khí chàng của người đàn ông này thật sự là mạnh mẽ đến quá đáng rồi. Trong nháy mắt khi anh ta xuất hiện, cả hội trường lớn như vậy, mà cứ như thể trở nên chật hẹp hơn. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục quan sát chàng trai, các phóng viên một lần nữa sợ ngây người. Vạn vạn không ngờ tới, Tư Dạ Hàn lại có thể đẹp trai như vậy. Trời à, Tư Dạ Hàn cũng quá đẹp trai rồi đi. Tôi tuyên bố, từ giờ khắc này, tôi có chồng, mới rồi. Trước đó rốt cuộc là ai đồn bậy đồn bạ, nói Tư Dạ Hàn rất xấu, không dám gặp người khác. Đây rõ ràng là quá đẹp trai, vừa xuất hiện đã dẫn tới hỗn loạn mới đúng. Cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy Tư Dạ Hàn, kiếp sống phóng viên của tôi không uổng. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Oản Oản đang vượt qua đám người chen lấn, rơi thẳng vào trên người chàng trai đang được mọi người vây quanh này. Anh ta, trừ việc màu tóc biến trở lại thành màu đen, cơ hồ không hề khác với Tu La Chủ một chút nào. Nhưng mà, nàng lại cảm thấy cứ như thể anh ta đã mấy thế kỷ không gặp nàng vậy. Gã đàn ông đó đã đem lại cho nàng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nhưng cũng đã từng đối xử với nàng một cách tàn nhẫn nhất. Thảm hoa hồng đỏ của Cố Việt Trạch bày ra đã che chắn toàn bộ cửa chính của hội trường, Tư Dạ Hàn muốn tiến vào, không thể tránh khỏi phải đạp lên trên. Thân anh cao giáo gọn gàng nhưng cũng đầy lạnh giá cất bước đi trên những cánh hoa hồng đỏ tươi, quả thực là cảnh đẹp không thuộc về chốn phàm trần. Ngay tại thời điểm chàng trai bước đi được một nửa, các phóng viên rốt cục cũng từ trong cơn mê luyến trai đẹp đến ngây ngẩn này, mà phục hồi lại tinh thần. Có một vị phóng viên to gan, bước nhanh từ trong đám người vọt vào, chộp lấy cơ hội ngàn năm một thuở này để phỏng vấn Tư tiên sinh, ngài khỏe chứ? Mấy ngày trước đây, có một đoạn phỏng vấn liên quan tới Diệp Oản Oản tiểu thư, không biết ngài có xem chưa? Cô ấy tuyên bố, ngài là bạn trai của cô ấy, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào? Trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, bùng nổ như vậy sao? Những vị phóng viên khác thấy vị phóng viên này giành trước, tất cả đều bóp cổ tay thở dài, đồng thời đồng loạt đem ống kính nhắm ngay vào Tư Dạ Hàn, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Sau đó, chỉ thấy chàng trai đột nhiên dừng bước. Tất cả phóng viên đều theo bản năng mà ngừng thở. Phóng viên thấy Tư Dạ Hàn không hề mở miệng, thần sắc có chút sợ hãi, ngập ngừng nói trong đứt quãng, Diệp Oản Oản. Chính là người sáng lập Chư Thần thời đại, là lão bản của tập đoàn tinh thần. Không biết có phải là ngài chưa từng nghe nói đến hay không? Chương 1825, bạn gái của tôi. Phóng viên đại khái là sợ Tư Dạ Hàn căn bản cũng không biết người này, cho nên mở miệng giải thích một câu. Dù sao nghe nói, Tư Dạ Hàn đoạn thời gian trước đó đều ở nước ngoài. Ở trong dạng hội trường lãng mạn này, phóng viên rõ ràng thấy được từ trên người Tư Dạ Hàn phát ra một tia lãnh ý, cực kỳ không vui. Vốn cho là mình đã quấy rầy và chọc giận người ta, cũng không trông mong Tư Dạ Hàn sẽ trả lời, cô ta đã định lùi bước chân lại. Không nghĩ tới, một giây kế tiếp, lại nghe được thanh âm trong trẻo lạnh lùng của anh ta, có nghe qua. Nghe qua sao? Bất quá, từng nghe nói tới, ngược lại cũng không kỳ quái, dù sao dưới cờ tập đoàn tinh thần, không chỉ có tinh thần giải trí là nổi danh nhất, mà còn có rất nhiều sản nghiệp khác. Chẳng lẽ là bởi vì có qua lại gì đó trên phương diện làm ăn sao? Phóng viên thấy Tư Dạ Hàn trả lời câu hỏi của mình, mừng rỡ không thôi. Cô ta đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, vì vậy lấy can đảm tiếp tục mở miệng hỏi, Tư Tổng, mạo muội hỏi một câu, ngài và Diệp Tổng nhận biết như thế nào? Hai người là có, quan hệ thế nào, từng có lui tới trên phương diện làm ăn hay sao?
phóng viên rõ ràng cho thấy là đang mớm lời cho Tư Dạ Hàn, chỉ cần Tư Dạ Hàn nói ra không nhận biết hoặc là không quen, vậy coi như là thú vị rồi. Phóng viên dứt tiếng, không khí lần nữa lâm vào trong yên lặng. Không ít người đều ôm thái độ xem kịch vui, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cô nàng Diệp Oản Oản này cũng quá là xui xẻo. Ai có thể ngờ được, cái vị Tư Dạ Hàn 800 năm mới xuất hiện một lần này, lại có thể thật vừa đúng lúc mà xuất hiện ở nơi này. Lần nói dối này sợ là phải bị vạch trần rồi. Diệp Y Y lại mặt đầy hưng phấn cười lạnh, con nhãi Diệp Oản Oản này, cuối cùng cũng có lúc tính sai rồi. Cô ta cho là Tư Dạ Hàn chưa bao giờ xuất hiện, cho nên lời nói dối sẽ không bị vạch trần sao. Lần này để xem cô ta làm sao còn có thể lăn lộn trong giới này. Đối với câu hỏi của phóng viên, Tư Dạ Hàn cũng không trả lời, không biết đang suy tư điều gì, tầm mắt như đang lơ đãng ở phương xa. Bất quá, cũng không có một ai lên tiếng, tất cả đều đang nín thở chờ đợi. Ước chừng khoảng 10 giây đồng hồ trôi qua, chàng trai thu hồi lại ánh mắt của mình, đột nhiên vượt qua người phóng viên kia, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt của các phóng viên đều đuổi theo. Bên dưới vô số ánh mắt, mọi người chỉ thấy Tư Dạ Hàn đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Mẹ nó! Cái gì? Vậy là sao? Tư Dạ Hàn đây là đang muốn tìm Diệp Oản Oản để gây phiền toái sao? Đón lấy ánh mắt phấn khởi đợi xem kịch vui, hóng bát quái của mọi người, ánh mắt của Diệp Oản Oản vẫn bình tĩnh như mặt hồ, an tĩnh đến tột độ, lẳng lặng nhìn chàng trai từng bước một đi về phía mình. Rốt cuộc, chàng trai đi tới trước mặt nàng mới đứng lại. Hai người đều mặc đồ màu đen, mặt đối mặt đứng chung một chỗ, quả thật đúng là rất hài hòa xứng đôi. Hai người, là có quan hệ như thế nào? Dưới con mắt của mọi người, chàng trai mặc một thân tây trang màu đen ấy chậm rãi cúi người, chậm rãi đặt lên môi của cô gái một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Ngay sau đó, âm thanh của chàng trai thấp như nốt trầm của cây đàn, cứ như vậy vang lên bên tai tất cả mọi người, bạn gái của tôi. Bạn gái. Nhìn thấy một màn trước mắt, nghe câu trả lời của chàng trai, tất cả các phóng viên ở đây đều ngu người luôn rồi, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Toàn bộ thời gian và không gian ở đây như ngừng lại, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, cũng không có một âm thanh nào phát ra. Mãi đến khi nụ hôn của chàng trai kết thúc, hội trường mới ầm ầm vang lên một trận xôn xao, tiếng bàn tán thảo luận cơ hồ như muốn hất tung nóc nhà. Ặc ặc, tôi mới vừa nghe được cái gì? Có phải là tôi nghe nhầm rồi hay không? Không, cậu không nghe nhầm đâu. Tôi cũng nghe được, Tư Dạ Hàn nói Diệp Oản Oản là bạn gái của anh ta. Trời ạ, Tư Dạ Hàn lại có thể thật sự là bạn trai của Diệp Oản Oản. Đây quả thực là một tin tức kinh thiên động địa. Đương nhiên là có nhận biết, còn có thể không nhận biết sao? Người ta là bạn gái của anh ấy. Hỏi câu này, quả thực là ngu ngốc. Tất cả mọi người đều cho là Diệp Oản Oản là vì muốn trêu tức Cố Việt Trạch, không nghĩ tới bạn trai của cô ấy thật sự là Tư Dạ Hàn. Vậy chẳng phải là nói, Cố Việt Trạch đăng các tin Weibo, mời phóng viên, chuẩn bị cầu hôn, từ đầu tới cuối đều là đang tự mình đa tình. Càng buồn cười chính là Diệp Y Y mới đúng chứ. Mới vừa rồi cô ta còn luôn mồm luôn miệng nói Diệp Oản Oản tìm lưu manh đe dọa cô ta, buộc cô ta phải giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch, diễn cũng thật giống. Chương 1826, tôi đồng ý cửa hôn sự này. Vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác của Diệp Y Y trong nháy mắt vặn vẹo thành một biểu cảm cực kỳ khó coi, sắc mặt trắng bệch một mảnh, chuyện này là không thể nào. Diệp Oản Oản, và Tư Dạ Hàn, con tiểu tiện nhân Diệp Oản Oản đó, làm sao có thể có quan hệ các kiểu với gia chủ Tư gia? Diệp Y Y nhìn cuối tấm thảm hoa hồng đỏ thắm, một đôi trai xinh gái đẹp đứng chung một chỗ, như tỏa ánh hào quang sáng rực như kim cương, vô cùng xứng đôi, quả thật là đẹp đến mức giống như nhân vật trong tranh vẽ. Trong mắt cô ta, vẻ không cách nào tin tưởng và căm ghét cơ hồ khiến cho trái tim cô ta như muốn nổ tung. Một bên, trình độ kinh ngạc của con hàng Cố Việt Trạch tay còn đang cầm hoa tươi, hiển nhiên là không thua gì Diệp Y Y. Hắn vẫn cảm thấy việc Diệp Oản Oản từng làm tình nhân của Tư Dạ Hàn, vậy mà mình còn không ngại theo đuổi cầu hôn, cô ta hẳn là nên cảm tạ ân đức của mình mới đúng. Nhưng nói như thế nào cũng không thể ngờ tới, Tư Dạ Hàn lại sẽ nói ra trước mặt mọi người, Diệp Oản Oản là bạn gái của hắn ta. Tư Dạ Hàn không thể làm được đến loại trình độ này chỉ vì một ả tình nhân vui chơi qua đường. Trừ phi, hắn ta thực sự nghiêm túc xem Diệp Oản Oản như một người bạn gái. Những gì Diệp Oản Oản nói, từ đầu tới cuối đều là thật.
cô ta thật sự đã hoàn toàn không còn coi hắn ra gì. Mặt của Cố Việt Trạch trở nên tái mét, hoa tươi hắn đang cầm bỗng như trở thành một củ khoai lang bỏng tay, hết thảy bố trí lãng mạn chung quanh cũng như hóa thành biển lửa, khiến cho cả người hắn khó chịu như thiêu như đốt. Chứ đừng nói tới đám người chung quanh kia đang dùng một ánh mắt như nhìn một, thằng hề nhảy nhót mà chê cười hắn. Màn cầu hôn mà hắn phí hết tâm tư, vốn cho là ăn chắc, lại trở thành trò hề một cách triệt để. Tôi nhổ vào, thật, thật là đẹp trai, Phó Minh Hy mặt đầy vẻ thất hồn lạc phách, sau khi tận mắt thấy tướng mạo của gã Tư Dạ Hàn này, trực tiếp tuyệt vọng. Tận mắt thấy mới biết, những gì Cung Húc hình dung không phải là khoa trương, mà là quá khiêm tốn. Người đàn ông này, quả thật đúng là có thể dùng khuôn mặt giết người. Khó trách ngay cả minh chủ cũng đều sẽ bị con hàng này câu dẫn đến thần hồn điên đảo. Không, tôi không đồng ý, tôi không đồng ý cửa hôn sự này. Phó Minh Hy vùng vẫy giấy chết. Diệp Mộ Phàm dùng một cánh tay đem Phó Minh Hy đẩy ra, làm sao ai cậu cũng đều không đồng ý. Em gái và em rể tôi trai tài gái sắc, đến phiên cậu không đồng ý sao? Nhanh đi sang một bên, tôi dưới tư cách người anh trai mà em gái tôi kính yêu nhất, để tôi làm chủ, tôi đồng ý cửa hôn sự này. Diệp Mộ Phàm nói xong, mặt đầy kích động mà suýt xoa, em gái của anh quả thật là quá trâu bò rồi. Em rể của Diệp Mộ Phàm hắn, lại là Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn là em rể của hắn đó nha. Trong khi tất cả mọi người đều còn đang thán phục việc Tư Dạ Hàn công khai quan hệ cùng Diệp Oản Oản, lại có người còn kinh ngạc hơn so với đám quần chúng vây xem ở đây. Nghiêm chỉnh mà nói, là kinh sợ. Bắt đầu chân chối nhìn chòng chọc gương mặt của gã nam nhân trước người của minh chủ, con người đều sợ là đã sắp rớt xuống rồi, miệng nó. Tu la chủ, đây không phải là tu la chủ sao? Thất tinh cũng mặt đầy khiếp sợ, bất quá rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, chẳng qua là dáng dấp. Giống nhau, không phải là một người. Bắt đầu chỉ thẳng mặt của gã đàn ông nọ, nói, rõ ràng là giống nhau như đúc mà. Trừ màu tóc không giống ra. Thất tinh, trước đó từng nghe Phong tỷ nói, người mà tỷ ấy yêu thích, có dung mạo giống như tu la chủ. Chỉ sợ sẽ là người này. Bắt đầu nuốt nước miếng, tôi còn cho là Phong tỷ thuận miệng chém bừa đây, thật sự có người như vậy sao? Phi, nhìn thấy cái gã Tư Dạ Hàn này dùng gương mặt của tu la chủ, nói những lời Phong tỷ là bạn gái hắn. Như vậy, thực sự là, kinh sợ, quá rung động. Giờ phút này, người vây xem đã chấn động đến vỡ òa rồi. Coi như là người trong cuộc, Diệp Oản Oản lại cứ như thể đang đắm chìm trong thế giới của mình, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ rơi vào trên người chàng trai trước mặt. Chương 1827, bên ngoài cảnh đẹp rất nhiều. A, cô gái chớp mắt, đột nhiên nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, nơi đuôi mắt xinh đẹp khẽ nâng lên, mang theo 3 phần giễu cợt, 7 phần thờ ơ không đếm xỉa tới, nhìn về phía chàng trai, mở miệng nói, nhanh như vậy liền xuất hiện rồi. Nói chung là sớm hơn so với tôi dự đoán đấy. Giờ phút này, hết thảy âm thanh huyên náo bên tai chàng trai đều đã thối lui, chỉ còn lại đôi môi khép khép mở mở của cô gái, cùng với thanh âm của nàng. Cô gái cười một tiếng, tiếp tục thong thả nói, tôi cho là, anh sẽ chờ đến buổi lễ kết hôn của tôi, hoặc là tiệc rượu mừng đầy tháng của con tôi, hoặc là thời điểm tôi sinh đứa thứ hai, mới sẽ xuất hiện. Tư Dạ Hàn. Trong nháy mắt khi cô gái dứt tiếng, con người trong trẻo lạnh lùng của chàng trai rõ ràng híp lại một cái, để lộ ra một luồng khí lạnh, đương nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vì buổi lễ kết hôn của em, rượu đầy tháng của con em, lần thứ hai em sinh con, đều chỉ có thể cùng với anh mà thôi. Mặc dù chàng trai nói chuyện vẫn là phong cách đó, trước sau như một chỉ nói vài chữ, lại còn chỉ nói một nửa, nhưng Diệp Oản Oản vẫn rất ăn ý, hiểu hết những gì mà anh ta chưa nói, lạnh nhạt nói, Tư tiên sinh, đừng quá tự tin như vậy vẫn tốt hơn. Trước đó vài ngày, thời điểm tôi đi ra ngoài tìm anh, có đi một vài chỗ, phóng đãng một đoạn thời gian. Đột nhiên phát hiện, mình trước kia thật sự là có chút ếch ngồi đáy giếng, cho là bầu trời nơi đỉnh đầu cũng đã là cả thế giới. Sau đó mới phát hiện ra, thì ra thế giới bên ngoài. Cảnh đẹp nhiều như vậy. Chàng trai nhìn chằm chằm vẻ vừa yêu vừa hận, ý cười híp mắt kia của cô gái, hơi thấp giọng, mỉm cười xít lại gần cô, thật sao? Bên ngoài cảnh đẹp rất nhiều. Trong nháy mắt khi chàng trai xít lại gần, đôi con người lấp lánh như ẩn chưa cả giải ngân hà, trong nháy mắt xâm lược tất cả giác quan của nàng. Cho nên, nàng suýt chút nữa đã bị đốn đổ. Sau khi khẽ âm thầm nguyền rủa một tiếng, nàng vội vã lui về sau một bước, tránh được mỹ nam kế của anh ta. Lúc này,
Chu Thao đột nhiên tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, khục khục, Diệp Tổng, phóng viên và các fan càng lúc càng đông. Ngài và Tư Tổng có phải là nên chuyển sang nơi khác diễn cảnh ân ái hay không vậy? Diệp Oản Oản hướng về Chu Thao nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng, biết rồi. Đám người Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn được mấy người vệ sĩ hộ tống rời đi, sau lưng, là Cố Việt Trạch mặt lúc xanh lúc trắng, và hiện trường màn cầu hôn đầy, lãng xẹt của hắn, và cả con ả Diệp Y Y bị một đám phóng viên vây lấy. Các cao tầng của công ty Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn bên này, mặc dù vô cùng bát quái, nhưng cũng biết lúc này không nên làm kỳ đà cản mũi, vội vã rời đi trước. Chỉ có Thất Tinh và Bắc Đầu đi theo bên cạnh, hộ tống Diệp Oản Oản. Sau một tiếng, bên trong một trang viên tĩnh lặng nào đó của đế đô. Chỗ này Diệp Oản Oản chưa từng tới, đại khái là một sản nghiệp khác của Tư Dạ Hàn. Thất Tinh Bắc Đầu hai người đều bị Diệp Oản Oản yêu cầu chờ ở ngoài cửa. Bắc Đầu theo ở phía sau, vẫn đang luôn dùng một vẻ mặt đầy ám muội, theo sát Thất Tinh làm nhảm, lão Thất à, cậu nói xem, hai người này giống nhau như đúc. Vậy người Phong tỷ yêu thích rốt cuộc là Tư Dạ Hàn, hay là Tu La chủ đây? Bắt đầu, Phong tỷ lúc ở Hoa Quốc, quan hệ với Tư Dạ Hàn là tình nhân. Tôi thật giống như phát hiện ra rồi. Có thể nói, Phong tỷ và cái gã Tư Dạ Hàn này quen nhau trước, còn vị Tu La chủ kia là thế thân của người đàn ông này, đúng chứ? Bắt đầu, khoan, tôi lại phát hiện ra một chuyện nữa. Phong tỷ lại có thể nói chuyện yêu thương với một người bình thường ở Hoa Quốc. Phát hiện này cũng quá chấn động đi chứ. Cho nên nói, Phong tỷ lặng lẽ chơi trò mất tích lâu như vậy, chạy tới Hoa Quốc, chẳng lẽ là bởi vì Độc Lập Châu chơi chán rồi, cho nên mới chạy tới Hoa Quốc. Bắt đầu, khoan, tôi lại vừa phát hiện ra, cho nên nói, Phong tỷ lần này tới Hoa Quốc, có phải hay không là đang âm mưu lấy việc công làm chuyện tư, đến tìm người đàn ông này, nối lại tình xưa sao? Nghe bắt đầu lại nhảy với Thất Tinh không ngừng như vậy, Diệp Oản Oản đã mất hết kiên nhẫn, im miệng. Bắt đầu, Chương 1828, người anh yêu nhất. Rốt cuộc, trong căn phòng chỉ còn lại nàng và Tư Dạ Hàn hai người. Sau khi tiến vào căn phòng, Diệp Oản Oản trực tiếp ngồi thẳng lên chiếc ghế salon. Chàng trai thì lại cởi âu phục trên người ra treo lên giá để đồ, sửa lại ống tay áo một chút, ngay sau đó đi tới trước mặt của cô gái, uống gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của anh ta, một tiếng, nâng cằm lên nói, không gặp lâu như vậy, không nên hâm nóng tình cảm một chút sao? Tư Dạ Hàn, nếu như em muốn, anh có thể phối hợp. Sắc mặt của Diệp Oản Oản tối sầm lại, đã mất đi hứng thú tiếp tục cùng đối phương giả vờ tình tứ, thả tay xuống, ngất ngưỡng dựa vào trên ghế salon, trực tiếp mở miệng nói, tại sao thay đổi trí nhớ của tôi? Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, thân sắc Tư Dạ Hàn khẽ khựng lại một chút, nhanh đến mức không thể nhận ra. Xem ra quả thật là cô ấy đã biết rồi. Tư Dạ Hàn, em đã biết. Diệp Oản Oản nhìn thấy thần sắc của người đàn ông này không có chút thay đổi nào, nơi đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Không hề kinh hoàng, càng không hề áy náy, giống như chuyện đương nhiên. Nàng tìm hắn lâu như vậy, tra xét lâu như vậy, muốn biết nguyên nhân, muốn biết tại sao. Ngờ đâu thứ chờ đợi nàng lại có thể chẳng qua là thái độ phong khinh vân đạm như vậy. Diệp Oản Oản, tại sao? Cho tôi một lời giải thích. Bên trong con ngươi trong suốt của cô gái, phảng phất như có một ngọn lửa tức giận đang rực cháy. Tư Dạ Hàn, lâu như vậy cho tới nay, rốt cuộc anh coi tôi thành cái gì? Nàng cho là, đời này nàng rốt cuộc đã hiểu rõ được hắn rồi, lý giải được hắn rồi. Nàng cho là mình lúc trước đều là hiểu lầm rồi, cho là mình thấy rõ được con người thật của hắn. Không nghĩ tới, chính mình cho tới bây giờ, đều chưa từng hiểu rõ được người này. Tư Dạ Hàn, người anh yêu nhất. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trực tiếp cười ra tiếng. Tư Dạ Hàn, cho tới bây giờ anh vẫn còn nói lời như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười hay sao? Yêu một người sẽ xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy. Đem cô ấy biến thành một người khác, biến thành một nô lệ, bị anh giam giữ. Đối mặt với sự phẫn nộ của cô gái, chàng trai giống như một mặt hồ tĩnh mịch, tiếp tục mở miệng nói, Diệp Oản Oản đúng là người anh yêu nhất. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, vốn muốn nói, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý của anh là. Người anh yêu, là, Diệp Oản Oản, mà không phải là tôi, thật sao? Nếu đã như vậy, thật giống như hết thảy đều nói xuôi được. Người Tư Dạ Hàn yêu thích là, Diệp Oản Oản, người yêu cũng là, Diệp Oản Oản. Nhưng,
Diệp Oản Oản, lại trong một sự cố ngoài ý muốn mà chết đi, cho nên hắn ta mới không tiếc tìm một người khác tương tự, Diệp Oản Oản, từ đó biến nàng thành Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản quả thật là rợn cả tóc gáy. À, cho nên nói, từ đầu tới cuối, tôi chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi, thật sao? Lời giải thích này, thật đúng là áo trời khó lọt. Thế thân, Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ không hiểu, ý nghĩ của em rất thú vị. Nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhướng lên, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Diệp Oản Oản vốn cho là, người Tư Dạ Hàn yêu chính là cái người gọi là Diệp Oản Oản của Diệp gia đã sớm chết đi nọ. Chỉ bởi vì chính mình và cô ta có chút tương tự, cho nên mới thanh tẩy trí nhớ của mình, đem mình biến thành một thứ đồ thay thế. Nhưng mà câu trả lời của Tư Dạ Hàn, hiển nhiên lại cũng không phải là như thế. Nếu thật là như vậy, vậy thì tại sao Tư Dạ Hàn lại phải thanh tẩy trí nhớ của nàng? Anh có một chuyện xưa muốn kể cho em nghe. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, lãnh đạm lên tiếng, thật ra thì, Tư Gia Hoa Quốc, bất quá chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một cái tiểu chi nhánh bị vứt bỏ. Mà trụ sở chính chân chính của Tư Gia, được đặt ở một nơi gọi là Độc Lập Châu. Chương 1829, đã kết hôn rồi. Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, không biết rốt cuộc anh ta có ý gì. Tại trụ sở chính Tư Gia ở Độc Lập Châu, có một quy tắc từ xưa truyền xuống, tất cả các đứa trẻ của Tư Gia được sinh ra, đều sẽ bị trục xuất đi các nước để ma luyện và trưởng thành. Mà anh, chính là một thành viên bị trục xuất. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản, lên tiếng nói. Chuyện này, Diệp Oản Oản đã sớm biết được, nhưng lại không hiểu cho lắm, bây giờ Tư Dạ Hàn nói chuyện này để làm gì. Hơn nữa, theo trong miệng Tư Dạ Hàn nói ra, vậy cũng đã trực tiếp chứng minh, Tư Dạ Hàn quả thực có liên quan rất lớn tới Độc Lập Châu. Mà anh, sau khi trưởng thành, đã bị thế gia tìm về, cũng có chút danh tiếng tại Độc Lập Châu. Tại Độc Lập Châu, có một quy củ, không cho phép người Độc Lập Châu lấy người ngoài, vô luận là ai. Nhưng anh lại vi phạm quy củ này. Cũng chính bởi vì như thế, anh phải thanh trừ tất cả các ký ức của em, để cho em trở thành Diệp Oản Oản. Chỉ có như vậy, người của Tư gia tại Độc Lập Châu, mới không thể truy ra được tung tích của em. Cho nên, em chỉ có thể là Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ nhàng nói. Nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ. Tư Dạ Hàn có ý tứ là, thời điểm anh ta ở tại Hoa Quốc, trước khi ký ức mình bị thanh trừ, mình và anh ta đã kết hôn. Cho nên, mình và Tư Dạ Hàn đều bị Tư thị cổ tộc Độc Lập Châu truy sát. Cũng chính bởi vì như vậy, Tư Dạ Hàn thanh trừ ký ức của mình, để cho mình thay hình đổi dạng trở thành Diệp Oản Oản. Đây là phương án tốt nhất, mới có thể lừa gạt được Tư gia Độc Lập Châu. Giúp cho mình nằm ở một vị trí an toàn. Ngay từ lúc còn ở Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản từng nghe Tu La Chủ nói, cổ tộc Tư thì có một gã siêu tân tinh, tên gọi là Tư Dạ Hàn, hơn nữa có tướng mạo giống y hệt Tu La Chủ. Chẳng lẽ, điều Tu La Chủ nói là sự thật, Tư Dạ Hàn thật đúng là vị siêu tân tinh của Tư thị cổ tộc kia. Tư thị cổ tộc có thực lực khổng lồ, anh chỉ có thể thanh tẩy trí nhớ của em. Cứ như vậy, Tư gia cũng sẽ không tra ra được em. Anh ra đi không từ mà biệt, là không muốn làm liên lụy đến em. Tư Dạ Hàn nói. Vậy tại sao bây giờ anh lại xuất hiện, chẳng lẽ không sợ Tư thị cổ tộc rồi hay sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Bởi vì không muốn lần sau sẽ phải tới tham dự hôn lễ của chính em. Một đôi con người bình tĩnh không lay động của Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói. Diệp Oản Oản bị nghẹn một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói một cách đầy thâm ý, chuyện trước đó không cần phải nói, tôi hỏi anh có biết Tu La Chủ của Độc Lập Châu hay không? Không nhận biết, nhưng đã từng nghe nói. Tư Dạ Hàn dừng một chút rồi mới trả lời. Ồ, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, dịu giọng lại, tỏ vẻ đã tin tưởng, được, nếu đã như vậy, sau này, anh đi đâu, em liền đi nơi đó. Mang theo em quá nguy hiểm, cho anh một ít thời gian. Tư Dạ Hàn nói, anh sẽ xử lý tốt Tư thị cổ tộc. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, Tư Dạ Hàn lấy ra một chiếc nhẫn, đeo ở trong tay của Diệp Oản Oản. Đây là cái gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, hiếu kỳ hỏi. Chiếc nhẫn này, vốn là thuộc về em. Về phần có ý nghĩa gì, anh cũng không biết được. Tư Dạ Hàn nói. Thời điểm lần đầu tiên Tư Dạ Hàn tại chi nhánh A Tu La nhìn thấy Diệp Oản Oản, nàng đã mang chiếc nhẫn này. Hơn nữa, đối với chiếc nhẫn này, Diệp Oản Oản vô cùng yêu quý.
Sau khi thanh tẩy ký ức của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn liền bảo quản chiếc nhẫn này. Mà hiện nay, cũng là thời điểm nên trả lại cho nàng rồi. Bố cục của Độc Lập Châu, rối rắm, khó mà nắm bắt được, kế hoạch của anh, cũng chưa chắc có thể thành công. Chương 1830, lộ ra sơ hở. Nếu như, chiếc nhẫn này vẫn luôn đi theo chính mình, một khi có gì sơ sẩy, có khả năng anh cũng sẽ không còn cơ hội tự tay giao cho cô nữa. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, Tư Dạ Hàn lại nhận một cuộc điện thoại, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Chờ Tư Dạ Hàn cúp điện thoại, con người thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ở tại Hoa Quốc chờ anh, rất nhanh anh liền sẽ trở về. Được, em liền ở lại Hoa Quốc chờ anh. Diệp Oản Oản hết sức phối hợp cùng diễn với anh ta. Nói xong, Tư Dạ Hàn đứng dậy rời đi, bất quá chỉ trong vòng mấy hơi thở, cũng đã mất tung mất ảnh. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tư Dạ Hàn, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của Tư Dạ Hàn, quả thật là đã đủ để nghiền ép phần lớn ảnh đế, suýt nữa ngay cả mình cũng bị lừa. Tư Dạ Hàn mượn cớ đủ kiểu như vậy, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, khiến cho người ta không tìm một chút sơ hở nào. Thậm chí cả chính Diệp Oản Oản, cũng xém nữa đã tin Tư Dạ Hàn. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn dù có cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng thua ở trong một câu hỏi dò xét vô cùng lơ đãng của Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi, Diệp Oản Oản nhìn như tùy ý hỏi một câu, hỏi Tư Dạ Hàn có nhận biết Tu La Chủ hay không. Mà câu trả lời của Tư Dạ Hàn, lại vô cùng thú vị. Không nhận biết, nhưng lại từng nghe nói. Nhưng Tư Dạ Hàn lại bỏ quên một chi tiết nhỏ cực kỳ tầm thường. Tu La Chủ là người nơi nào? Người Độc Lập Châu. Mà Tư Dạ Hàn căn bản không biết trước đó nàng đi đến Độc Lập Châu. Nhưng khi nàng nói ra danh hiệu Tu La Chủ, Tư Dạ Hàn lại không có chút phản ứng nào, thuận miệng đáp lời. Nếu Tư Dạ Hàn không biết nàng đi đến Độc Lập Châu, vậy thì tại sao thời điểm nàng nói ra danh hiệu Tu La Chủ, Tư Dạ Hàn cũng không hề cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói cách khác, Tư Dạ Hàn căn bản đã sớm biết trước đó nàng xuất hiện ở Độc Lập Châu. Nếu không, Tư Dạ Hàn sẽ không có phản ứng như vậy. Dù vậy, Diệp Oản Oản vẫn vô cùng bội phục Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn logic kín đáo, rất khó để cho người ta tìm ra chỗ sơ hở. Nhưng thật đáng tiếc, ở đoạn đối thoại có vẻ tầm thường này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng bỏ sót một vài thứ. Càng thêm đáng tiếc là, Tư Dạ Hàn không hề hay biết, Diệp Oản Oản đã sớm biết được, nàng là nhiếp phụ yêu của nhiếp gia. Tư Dạ Hàn nói, là bởi vì hắn và người ngoài lấy nhau, mới dẫn đến Tư Dạ Hàn và nàng bị cổ tộc Tư thị truy sát. Nhưng mà Diệp Oản Oản vốn là nhiếp phụ yêu, là thiên kim tiểu thư của một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, nhiếp gia, cũng không phải là người ngoài, trong miệng Tư Dạ Hàn. Chính mình tại Độc Lập Châu biết được quá nhiều chuyện, mà Tư Dạ Hàn lại cũng không nắm rõ được điểm này. Ở trong tưởng tượng của Tư Dạ Hàn, chính mình hẳn là không biết gì cả. Đáng tiếc, hắn tính sai. Tại thời điểm Tư Dạ Hàn quyết định dùng cái cớ này, anh ta cũng đã lộ tẩy. Trong lòng Diệp Oản Oản biết được, hết thảy những gì Tư Dạ Hàn mới vừa nói tới, sợ rằng không có nổi một câu nói thật. Nói cái gì mà chính mình trước khi bị thanh tẩy ký ức là vợ của hắn, còn có cổ tộc Tư thị của Độc Lập Châu đang truy sát chính mình và Tư Dạ Hàn, căn bản đều là lời nói bậy nói bạ một phía. Nếu như mình thật sự gả cho Tư Dạ Hàn, Độc Lập Châu không có khả năng sẽ không có tin tức về chuyện này. Hơn nữa, nàng là nhiếp phụ yêu, người Độc Lập Châu, cũng không phải là người ngoài trong miệng Tư Dạ Hàn. Cổ tộc Tư thị hẳn là sẽ vô cùng vui vẻ khi nhiếp gia liên hôn với thành viên của cổ tộc Tư thị, làm sao lại sẽ có thể đuổi giết nàng và Tư Dạ Hàn. Về phần Tư Dạ Hàn mới vừa rồi trước khi đi, đặc biệt dặn dò chính mình, yêu cầu mình ở tại Hoa Quốc chờ đợi anh ta, sợ rằng đây mới là lời nói thật. Bây giờ, trong lòng Diệp Oản Oản đã có thể khẳng định, Tư Dạ Hàn chính là Tu La Chủ. Lần này, Tu La Chủ khôi phục lại thân phận Tư Dạ Hàn, đặc biệt đi tới Hoa Quốc. Chỉ sợ mục đích chính là để khiến cho mình tin tưởng, Tư Dạ Hàn và Tu La Chủ cũng không phải là một người. Hơn nữa còn hy vọng mình có thể ở lại Hoa Quốc, không nên lại một lần nữa quay về Độc Lập Châu. Bây giờ, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng hiếu kỳ. Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tư Dạ Hàn vì sao phải bao trùm trí nhớ của mình? Hơn nữa, Tư Dạ Hàn tại sao lại không hy vọng mình ở lại Độc Lập Châu? Chương 1831, cầm chiếc nhẫn về. Không bao lâu, Diệp Oản Oản cũng đứng dậy rời đi, trở lại chi nhánh của Tinh Thần Giải Trí. Sau khi chào hỏi cùng đám người Chu Thao,
Diệp Oản Oản ngồi ở trong phòng làm việc, quan sát chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho mình này. Chiếc nhẫn ở trong tay, Diệp Oản Oản vuốt vuốt, vô luận là chất liệu hay là cách chế tác cũng đều hết sức đặc thù. Ở phía sau chiếc nhẫn, có chạm trổ một bông cỏ dại cực kỳ tầm thường. Căn cứ theo Tư Dạ Hàn nói, chiếc nhẫn này, vốn là thuộc về chính nàng. Mà những lời này, hẳn không phải là giả. Tư Dạ Hàn hoàn toàn không cần phải lấy một chiếc nhẫn để lừa gạt mình. Đối với chiếc nhẫn này, Tư Dạ Hàn cũng chỉ biết là thuộc về nàng, nhưng có tác dụng hay tính tượng trưng gì hay không, lại hoàn toàn không biết. Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản đeo chiếc nhẫn này vào lại trên tay. Có lẽ, đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà mình từng đeo trước khi mất trí nhớ, cũng không có gì đáng để nghiên cứu, Diệp Oản Oản cũng không quá mức để ý. Giờ phút này, ở một nơi nào đó tại đế đô. Một người đàn ông trung niên gọi một cú điện thoại. Đã phát hiện tung tích của chiếc nhẫn, người đàn ông trung niên hướng về chiếc điện thoại, mở miệng nói. Rất nhanh, từ một đầu khác điện thoại, truyền tới thanh âm lãnh đạm thờ ơ, phải không? Không nghĩ tới, chiếc nhẫn kia đều vẫn luôn ở trên tay Tu La Chủ. Bất quá, Tu La Chủ đã đem chiếc nhẫn trả lại cho nàng. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ mà xem, Tu La Chủ và nàng cũng đều không biết được công dụng của chiếc nhẫn. Nói xong, sau một hồi yên lặng, đầu kia điện thoại mới nói cầm chiếc nhẫn về đi. Đã hiểu. Người đàn ông trung niên sau khi lấy được chỉ thị liền cúp điện thoại. Bên kia, Tư gia. Tần Nhược Hy nhìn tin tức trên mạng che ngập trời, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Vốn cho là, Tư Dạ Hàn đã chết rồi. Chưa từng nghĩ, lại có thể êm đẹp xuất hiện lần nữa tại Hoa Quốc. Tư Dạ Hàn mất tích lâu như vậy, hiện nay Tư gia, sớm đã là thiên hạ của Tần Nhược Hy nàng. Cái gã Tư Dạ Hàn đó, tại sao phải ngay lúc này quay trở lại? Nhưng cho dù là Tư Dạ Hàn có trở về đi chăng nữa, cũng đừng có mà vọng tưởng một lần nữa nắm lại quyền hành của Tư gia. Chỉ bất quá, nếu như Tư Dạ Hàn thật sự sẽ trở về Tư gia, khống chế quyền hành Tư gia, chỉ sợ, cũng không quá dễ dàng xử lý. Bắt nữ nhân đó về đây. Chỉ chốc lát sau, Tần Nhược Hy nhìn về phía đội trưởng đội ám vệ ở bên cạnh, ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Tần Nhược Hy, gã nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn và Lâm Khuyết hai người đang ở trong một căn phòng cà phê VIP có tính riêng tư cực cao, uống ly cà phê mới vừa được đem lên. Tôi nói này cửu ca, ma lem kia, ạc, à, cửu tẩu, có thể tin lời anh nói sao? Lâm Khuyết uống một hớp cà phê, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc ngồi ở bên cạnh, mở miệng hỏi. Nghe câu hỏi này, Tư Dạ Hàn liếc nhìn Lâm Khuyết một cái, trong đôi mắt anh là vẻ thâm thúy bình tĩnh như sóng, không có chút rung động nào hiện lên, không biết. Sạc, Lâm Khuyết suýt nữa đã phun sạch ngụm cà phê ra ngoài. Suy nghĩ cách biện minh lâu như vậy, rốt cục có thể lừa Diệp Oản Oản được hay không, vậy mà Tư Dạ Hàn lại có thể hoàn toàn không biết. Hẳn là không có vấn đề, âm thanh của Tư Dạ Hàn hơi lộ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ. Lâm Khuyết sau một thoáng trầm tư, gật đầu một cái, nói, bất quá, cũng đúng. Cửu ca, những gì mà anh nói, đã gần như là hoàn mỹ, không tìm được chỗ sơ hở gì. Hiện tại con ma lem đó, không, là cửu tẩu, khẳng định là đang cho rằng anh và Tu La Chủ là hai người. Cứ như vậy, cửu tẩu nhất định sẽ ở lại Hoa Quốc chờ đợi anh, sẽ không tiếp tục đi đến Độc Lập Châu rồi. Nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn lộ ra một tâm tình phức tạp khó hiểu. Nếu như Diệp Oản Oản có thể ở tại Độc Lập Châu, thời thời khắc khắc anh sẽ có thể được nhìn thấy nàng. Chương 1832, học lái xe ở đâu vậy hả? Bất quá. Độc Lập Châu quả thực là quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, nàng sinh trưởng tại Độc Lập Châu, cho dù ký ức bị che kín, ở lại Độc Lập Châu lâu dài, tiếp xúc được với người và sự việc cũ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho nàng nhớ lại cái gì. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng nhớ lại chuyện năm xưa. Cái đoạn ký ức đã từng khiến cho nàng sống không bằng chết. Chuyện đó đối với nàng, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bất quá, cửu ca, trước đó anh xuất đầu lộ diện. Dùng thân phận của Tư Dạ Hàn xuất hiện, nhất định sẽ kinh động đến Tư gia đi. Hồi lâu sau, Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn nói. Cho nên tôi đang nghĩ, đám cao tầng Tư gia kia, sau khi nhìn thấy anh trở về, có thể sẽ cho là anh muốn cướp lại quyền hành Tư gia hay không? Bọn họ có lẽ sẽ không dám ra tay với anh, nhưng tôi lại cảm thấy, bọn họ có thể sẽ trói chặt cửu tẩu, dùng cửu tẩu để uy hiếp anh đó nha. Lâm Khuyết suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Khả năng này là quá lớn. Nếu như là hắn,
hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù sao Tư Dạ Hàn luôn mồm luôn miệng, nói Diệp Oản Oản là nữ nhân mà anh ta yêu nhất. Dùng người phụ nữ mà Tư Dạ Hàn yêu nhất để uy hiếp, thậm chí là khống chế Tư Dạ Hàn, đây là phương án sáng suốt nhất. Nghe Lâm Khuyết suy đoán, Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, ở trước khi tôi rời đi, cũng đã lưu lại người ở lại theo dõi Tư Gia. Đối với Tư Gia, Tư Dạ Hàn mặc dù không có tình cảm gì, nhưng dù sao bà nội vẫn còn ở đó. Chẳng qua là, Tư Dạ Hàn cũng không muốn động thủ đối với Tư Gia. Cho nên, trước khi rời đi, từng ra lệnh cho một số tinh anh của A Tu La thủ ở phụ cận Tư Gia, từ đó bảo đảm cho bà nội được an toàn. Nếu như đám cao tầng Tư Gia kia dám có bất kỳ tâm tư bất chính đối với bà nội, ắt gặp tai họa ngập đầu. Được rồi, vẫn là cửu ca anh tâm tư kín đáo. Như vậy là hay nhất, bọn họ muốn động thủ đối với cửu tẩu, nhìn dáng dấp cũng không quá khả thi rồi. Chỉ bất quá, nói đi nói lại thì, hiện tại cửu tẩu lại là minh chủ không sợ minh. Đám con heo ngu xuẩn của Tư gia kia nếu như dám làm cái gì đó đối với cửu tẩu, phỏng chừng cũng không cần dùng đến những tinh anh của Atula kia. Chỉ cần thủ hạ của cửu tẩu là đã đủ để tận diệt Tư gia rồi. Ha ha, hy vọng đám heo ngốc của Tư gia kia cũng đừng làm ra những chuyện ngu xuẩn gì. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cùng với đám người thất tinh Bắc Đẩu, và đại trưởng lão, tam trưởng lão, rời khỏi tinh thần giải trí, chuẩn bị lái xe trở lại Kim Đô Bích Hải. Phong tỷ, tiểu tử Phó Minh Hy kia mới vừa rồi muốn treo ngược tự sát, nói là phải chết vì tình cho tỷ xem, bị đệ cản lại rồi, chuyện này tính sao đây? Trên xe, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản, treo ngược tự sát. Đúng rồi, Phó Minh Hy còn tuyên bố muốn tiêu diệt Tư gia. Ai dám cùng hắn tranh cướp tỷ, hắn liền làm thịt kẻ đó. Ai già, hoàn toàn không có thuốc nào cứu nổi, Bắc Đẩu thở dài. Tên cháu trai của nhị trưởng lão này, thật đúng là một cao thủ, không chỉ là có trái tim mong manh dễ vỡ, mà còn là một con hàng đến chết không biết xấu hổ. Ngay cả Bắc Đẩu cũng đều sợ hắn. Xem ra, Phó Minh Hy đã kế thừa được truyền thống tốt đẹp của người ông của hắn, nhị trưởng lão, đến chết không biết xấu hổ. Nơi ghế phụ bên cạnh tài xế, đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng cười lạnh. Tại không sợ Minh, quan hệ giữa mấy vị trưởng lão đều là như vậy. Nếu có cơ hội, ai cũng muốn bỏ đá xuống giếng một cái. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng đã sớm quen rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, trên ghế lái xe, tam trưởng lão lại thắng gấp xe một cái. Ngồi bên phải ngoài cùng nhất, thân thể Bắc Đẩu mất thăng bằng, suýt chút nữa đã từ trên xe bay ra ngoài. Cũng còn may là cửa xe đóng khá chặt. Lái xe kiểu gì vậy? Ngươi học lái xe ở đâu vậy hả? Lái xe như sao bíp sao? Sao tiếng chửi tục sao? Có tin ta đạp thẳng chân ga tông chết ngươi không? Tam trưởng lão quay cửa kính xe xuống, nhìn về hàng xe nhỏ chắn ngang phía trước, tức giận chửi một tràng. Chương 1833, xem bọn họ chơi cái trò gì. Giờ phút này, Bắc Đẩu ổn định lại cơ thể, hướng về phía tam trưởng lão trên ghế tài xế giơ ngón tay cái lên. Ồ, tam trưởng lão quả là một tay lái lụa. Vừa dứt lời, từ trên hàng xe nhỏ chắn ngang phía trước, có mười mấy gã đàn ông đi xuống, trực tiếp đi thẳng đến, vây chiếc xe con của bọn họ lại. Con bà nó, đây là có ý gì? Tài xế nơi này đều hung hãn như vậy sao? Một lời không hợp liền muốn đánh lộn. Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức nhìn về hơn chục người phía trước chuyện này. Tư gia lái xe còn mang theo côn đồ sao? Tài xế nơi này cũng quá hung tàn rồi đi. Nghe câu này, thất tinh lườm Bắc Đẩu một cái, đám này hiển nhiên là tới gây chuyện. Gây chuyện, Bắc Đẩu khẽ giật mình một cái, sắc mặt chợt biến, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta đi gây chuyện, còn chưa bao giờ gặp được người nào dám đi gây chuyện với chúng ta. Hôm nay tôi không đánh cho bọn chúng phọt CT ra, tôi không gọi là Bắc Đẩu. Dứt lời, Bắc Đẩu làm bộ như muốn mở cửa lao xuống xe, chỉ bất quá lại bị Diệp Oản Oản ngăn lại. Trong những gã đàn ông này, có hai tên Diệp Oản Oản nhìn có chút quen mắt. Nếu như nàng không nhìn lầm, những người này đều là ám vệ Tư gia. Một giây kế tiếp, cửa xe bị gã đàn ông trung niên cầm đầu mở ra. Đi ra. Gã ta liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, ra lệnh đầy lãnh đạm. Lúc này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng đến thấu xương. Đây cũng là có chút ý tứ rồi. Trước đó, mình từ Độc Lập Châu trở lại Hoa Quốc, vốn định tận diệt Tư gia. Nhưng sau khi thấy Tư Dạ Hàn trở lại, suy nghĩ trong lòng, khẳng định là Tư Dạ Hàn có thể xử lý được, cho nên nàng mới không có bất kỳ hành động nào. Mà hiện nay,
Tư Dạ Hàn đoán chừng đã chạy trở về Độc Lập Châu rồi, xem ra Tư gia bên này, Tư Dạ Hàn cũng không hỏi tới. Mình còn chưa đi tính sổ với đám cao tầng Tư gia kia, bọn họ lại đã tự đưa mình tới cửa. Các ngươi còn miệng nó là ở đâu ra, có biết ta là ai không? Bắt đầu trong nháy mắt nổi cộc. Ta lặp lại lần nữa, lăn xuống đi, toàn bộ. Trong mắt của gã đàn ông cầm đầu hiện ra một vẻ mất kiên nhẫn. Còn không đợi bắt đầu mở miệng, Diệp Oản Oản đã trực tiếp đi xuống xe. Thấy vậy, đám người bắt đầu và Thất Tinh cũng liền vội vàng đi theo. Lên xe. Lúc này, hơn 10 người đem Diệp Oản Oản và mấy người đại trưởng lão bỏ vào trong xe vận tải. Thấy Diệp Oản Oản không hề phản kháng chút nào, bắt đầu mặt đầy mộng bức. Đây là đang làm cái gì? Nếu Phong tỷ cũng không động thủ, vậy hắn rốt cuộc có nên động thủ hay không? Nếu như mình không động thủ, vậy thì mình biết làm gì? Nhưng nếu như mình động thủ, Phong tỷ bên kia còn chưa lên tiếng. Ôi, đây quả là một vấn đề hóc búa quá đi mà. Cứ như vậy, trong khi bắt đầu còn đang xoắn suýt tới lui, cũng đã bị bỏ vào trong thùng của xe hàng. Trong thùng hàng một màu đen kịt, có thể cảm nhận được chiếc xe đang chạy rất nhanh. Phong tỷ, làm sao lại không đánh bọn chúng vậy? Bắt đầu mặt vẫn còn mộng bức, hắn đường đường là tiểu bá vương bắt đầu của Độc Lập Châu, cứ như vậy bị một đám phế vật bắt cóc bỏ vào trong thùng xe hàng. Chuyện này, còn miệng nó, lỡ như truyền về Độc Lập Châu, sau này hắn còn biết lăn lộn như thế nào? Làm sao còn có thể có chỗ đứng tại Độc Lập Châu? Phong tỷ không động thủ, nhất định là có ý tứ của Phong tỷ. Thất Tinh mở miệng nói. Rốt cuộc là có ý gì? Quá mất mặt mà, phát sinh loại chuyện mất mặt này, sau này tôi khó lòng mà có mặt mũi gặp mẹ tôi vẫn còn đang điều trị vì bị tung xe ở bệnh viện. Bắt đầu thở dài một tiếng. Thất Tinh, Diệp Oản Oản, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, không nên hành động thiếu suy nghĩ, những người này là nhắm vào tôi mà tới, đến lúc đó cứ nhìn ánh mắt tôi mà làm việc là được rồi. Diệp Oản Oản dặn dò. Về phần cao tầng Tư gia bên kia, nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Những người này rốt cục muốn chơi cái trò gì? Chương 1834, đã lâu không gặp. Không biết qua bao lâu, xe hàng rốt cuộc không còn lắc lư, dần dần ngừng lại một cách vững vàng. Rất nhanh, buồng xe được mở ra, Diệp Oản Oản và đám người bắt đầu bị mang ra ngoài. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản hướng về bốn phía quan sát, xe hàng đã được lái thẳng vào Tư gia. Đối với Tư gia, Diệp Oản Oản coi như là đã hết sức quen thuộc. Mà khu vực này, thuộc về khu chấp pháp của Tư gia, là chỗ chuyên dùng để nhốt và thẩm vấn. Mẹ kiếp, đây là nơi nào? Bắt đầu nhìn ngó Tư gia một vòng. Đừng nói nhảm. Vài tên ám vệ tiến lên, đẩy đám người Diệp Oản Oản tới phòng thẩm vấn. Sau khi ném đám người Diệp Oản Oản vào phòng thẩm vấn, mấy gã ám vệ liền lui ra ngoài, cũng tiện tay khóa kín cửa phòng lại. Bên trong phòng thẩm vấn, đại trưởng lão và tam trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Mà bắt đầu lại trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản, Phong tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người này lại dám đối đãi với chúng ta giống như đối đãi phạm nhân vậy. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Ngay từ lúc trước khi còn chưa đi Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản đã từ trong miệng đám người Tư Minh Lễ biết được về vị gọi là Eric tiên sinh có tồn tại. Nhưng mà, cái gã Eric này đến tột cùng là ai? Lại xuất phát từ mục đích gì mà trợ giúp đám người Tư Minh Lễ Đông Sơn tái khởi, Diệp Oản Oản cũng vô cùng tò mò. Mà hiện nay, không bằng tương kế tự kế, nhìn thử có thể dẫn dụ gã Eric đó ra hay không. Không cần kinh hoàng, nhìn ánh mắt tôi mà hành động là được. Diệp Oản Oản lạnh nhạt ra lệnh. Một cái Tư gia nho nhỏ, dĩ nhiên là không trói được bọn họ. Diệp Oản Oản sở dĩ không hề phản kháng, cũng là vì muốn xâm nhập vào Tư gia. Xem thử có thể gặp được cái gã gọi là Eric tiên sinh trong miệng Tư Minh Lễ hay không. Hồi lâu sau, cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một gã đàn ông trung niên sải bước đi vào, ngồi ở đối diện mấy người. Trước tiên tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là đội trưởng đội ám vệ đời mới của Tư gia. Người đàn ông trung niên vừa hướng về Diệp Oản Oản quan sát, vừa mở miệng nói. Vậy ngươi hẳn biết ta là ai, cho nên, ta cũng không cần giới thiệu rồi đi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta. Ha ha, nam nhân lạnh giọng cười một tiếng, đương nhiên không cần, Diệp Oản Oản Diệp tiểu thư. Đã từng là đương thời chủ mẫu của Tư gia. Nếu biết đã thân phận của ta, các ngươi còn dám chói ta. Diệp Oản Oản nói. Ha ha, Diệp tiểu thư, tôi cũng chỉ là làm công cho Tư gia mà thôi.
hy vọng cô có thể phối hợp với tôi, không nên để cho mọi người đều khó xử. Tôi hỏi cô, Tư Dạ Hàn ở đâu? Gã ta cười lạnh chất vấn. Nghe câu hỏi này, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Quả nhiên là không chênh lệch bao nhiêu so với suy đoán của chính mình. Cái đám cao tầng Tư gia trói mình tới đây, chính là vì Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn là gia chủ của Tư gia các ngươi, làm sao lại đi hỏi ngược lại ta rồi? Diệp Oản Oản thờ ơ không đếm xỉa tới. Gia chủ Tư gia, gã ta khịt mũi coi thường, vậy cũng là chuyện đời trước rồi. Diệp tiểu thư, tôi khuyên cô là nên ngoan ngoãn phối hợp, để cho Tư Dạ Hàn hiện thân. Nếu không, kết quả của các người, chỉ sợ sẽ có chút ít bi thảm. Làm sao, Tư gia hiện tại không có ai sao, lại để cho một tên đội trưởng ám vệ nho nhỏ chạy tới tra hỏi. Diệp Oản Oản lạnh nhạt đáp. Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, thần sắc gã ta khẽ biến, đầy tức giận trở giọng, a. Ngươi cho rằng là ngươi không nói, là ta không có biện pháp sao? Ngươi sẽ phải ngoan ngoãn mở miệng. Dứt lời, gã đàn ông cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái. Một giây kế tiếp, một tên thanh niên trẻ tuổi, bị vài tên ám vệ Tư gia kẻ sát dẫn vào. Sư, sư phụ, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, thần sắc của anh ta nhất thời biến đổi. Giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Người đàn ông bị kèm sát ở trước mắt, chính là thập nhất đã lâu không gặp. Chương 1835, Oản Oản tiểu thư, là cô sao? Nhìn thấy thập nhất, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Vốn cho là, thập nhất hẳn là cũng đã sớm rời khỏi Tư gia. Nhưng chưa từng nghĩ, thập nhất lại có thể ở lại. Sư phụ, làm sao cô lại ở chỗ này? Thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin. À, hiện tại cũng không phải là lúc để cho các người ở chỗ này nói chuyện cũ. Đội trưởng ám vệ nhìn về phía Diệp Oản Oản và thập nhất, cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người đội trưởng ám vệ. Hắn ta đem thập nhất tới để làm cái gì? Ha ha, Diệp tiểu thư, chúng ta cũng biết, thập nhất là do ngươi tự tay dạy ra, chẳng khác gì là đồ đệ của ngươi. Tình sư đồ này, hẳn là cũng không quá mức hời hợt đi. Nếu như, Diệp tiểu thư có thể phối hợp với chúng ta, nói cho chúng ta biết Tư Dạ Hàn ở nơi nào, hơn nữa đem Tư Dạ Hàn dẫn ra, ta liền có thể bảo đảm cho sự an toàn của các ngươi, và cả thập nhất nữa. Thế nào, đội trưởng đội ám vệ mở miệng cười nói. Nhưng mà, Diệp Oản Oản chỉ biểu hiện một vẻ mặt lãnh cảm. Chỉ chốc lát sau, nhìn chằm chằm gã đội trưởng đội ám vệ, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, vậy nếu như ta không nguyện ý phối hợp, thì lại nên làm thế nào? Không nguyện ý. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, hàn quang trong mắt đội trưởng đội ám vệ chợt lóe lên, trong nháy mắt tóm lấy cổ của thập nhất, nếu như Diệp tiểu thư không nguyện ý phối hợp. Ta đây liền trước tiên giết chết đồ đệ của ngươi. Chẳng lẽ, Diệp tiểu thư muốn nhìn thập nhất chết ở trước mặt của mình hay sao? Có ý tứ. Giờ phút này, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, cho tới bây giờ, còn chưa có ai dám uy hiếp ta như vậy. Sư phụ, đừng để ý tới tôi. Thập nhất nhìn Diệp Oản Oản, sắc mặt căng phồng đỏ lựng lên. Còn không đợi thập nhất tiếp tục mở miệng nói gì, Diệp Oản Oản đã nháy mắt đối với thất tinh ở trước mặt mình. Thất tinh trong nháy mắt đứng dậy, cũng không kịp nhìn thấy cậu ta dùng động tác gì, một giây kế tiếp, đội trưởng ám vệ bắn thẳng lên trời, hét thảm một tiếng trong miệng. Chợt, gã ta bị bật thẳng vào bức tường ở bên cạnh một cách đầy thô bạo. Thấy vậy, thập nhất thần sắc kinh ngạc. Trong mắt hiện ra một vẻ ngơ ngác. Rất nhanh, cánh cửa của phòng thẩm vấn bị mở ra. Tiếng động cực lớn ở bên trong căn phòng, đã dẫn tới sự xuất hiện của mười mấy tên ám vệ Tư gia. Đội trưởng. Thấy đội trưởng đội ám vệ thần sắc đầy đau đớn, cả người co quắp lại, vài tên ám vệ lập tức tiến lên, đỡ lấy gã ta dậy. Bắt bọn họ lại cho tôi. Hồi lâu sau khi đội trưởng đội ám vệ phục hồi lại tinh thần, tức giận quát lên. Diệp Oản Oản và đám người thất tinh, bắt đầu cũng không phản kháng lại, mặc cho ám vệ Tư gia ném bọn họ vào trong hầm giam. Trong buồng giam tối tăm ẩm ướt, thập nhất đầy áy náy nhìn Diệp Oản Oản, sư phụ. Đều là tại tôi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, không có liên quan gì đến cậu cả. Hầm giam của Tư gia, nếu như bọn họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài. Sư phụ, không phải là nghe nói cô đã rời khỏi Hoa Quốc rồi sao? Tại sao cô lại quay trở về rồi? Thập nhất nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu, giải thích những chuyện này, quá mức phiền toái. Đúng rồi,
Sư phụ, cô tìm ra được gia chủ rồi sao? Thập Nhất hỏi Diệp Oản Oản. Còn chưa có tin tức xác thực, Diệp Oản Oản nói. Không thể nào, sư phụ, bọn họ đều nói gia chủ mất tích, có khả năng rất lớn là đã chết ở bên ngoài. Nhưng tôi tuyệt đối không tin, gia chủ làm sao có thể chết được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thập Nhất cau mày nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, từ một góc hầm giam, truyền tới một thanh âm yếu ớt xen lẫn kích động, Oản Oản tiểu thư. Là cô sao? Chương 1836, không có chút biện pháp nào. Con bà nó, lại còn có người, bắt đầu sợ hết hồn. Diệp Oản Oản khẽ ngưng thần, thanh âm này cũng không xa lạ gì. Hứa Dịch. Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Oản Oản tiểu thư, quả nhiên là cô. Âm thanh của Hứa Dịch lại lần nữa truyền tới. Hứa quản gia bị giam ở trong một căn nhà tù khác. Thập Nhất thấp giọng nói. Trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Với sự khôn khéo của Hứa Dịch, sau khi Tư gia xảy ra chuyện, hẳn là rất nhanh liền sẽ rời khỏi Tư gia. Lại cộng thêm thế lực của gia tộc Hứa Dịch, vốn là không thể gặp chuyện gì mới đúng. Nhưng mà hiện nay, làm sao lại bị bắt? Oản Oản tiểu thư, làm sao cô lại bị bọn chúng bắt vậy? Hứa Dịch bị nhốt đã 2 tháng có hơn, đối với những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài, anh ta hoàn toàn không biết. Anh không rời khỏi Tư gia à? Diệp Oản Oản cũng không trả lời câu hỏi của Hứa Dịch, mà hỏi ngược lại. Lúc này, Hứa Dịch thở dài. Anh ta bị bắt, không phải là vì biến cố của Tư gia, mà là vì đã lỡ đắc tội với mấy vị cao tầng Tư gia, nên lúc này mới bị giam vào địa lao để tự kiểm điểm. Mấy ngày nữa là anh ta có thể được thả ra rồi. Chỉ bất quá, Tư gia bây giờ, gia chủ đã sớm mất tích nhiều tháng, Hứa Dịch cũng đã nản lòng thoái chí. Lần này, sau khi rời khỏi đây, anh ta vốn định sẽ rời đi khỏi Tư gia. Oản Oản tiểu thư, cô không nên quay trở về. Hồi lâu sau, Hứa Dịch thở dài một tiếng, Tư gia bây giờ, đã sớm không còn là Tư gia ngày trước nữa rồi. Hiện tại, Tư gia đã hoàn toàn bị phe cánh của Tần Nhược Hy chiếm đoạt. Ban đầu, thời điểm khi Cửu gia vẫn còn có mặt, Diệp Oản Oản cơ hồ đều đã đắc tội ít nhất một lần với các vị cao tầng Tư gia. Tần Nhược Hy thì lại càng hận nàng thấu xương. Lần này, Diệp Oản Oản trở lại, đám người Tần Nhược Hy đó, làm sao sẽ có thể bỏ qua cho nàng? Sư phụ, cô thật sự không biết gia chủ ở nơi nào sao? Nếu như, gia chủ có thể ra mặt, Tần Nhược Hy và đám cao tầng kia, làm sao còn dám lớn lối như vậy? Gia chủ nhất định sẽ có biện pháp để chỉnh đốn Tư gia lần nữa, để cho những kẻ làm phản kia gặp phải quả báo, trừng phạt. Thập Nhất liền vội vàng lên tiếng. Làm sao có thể, Cửu gia mất tích quá lâu, quyền hành Tư gia đều đã sớm bị cao tầng Tư gia và Tần Nhược Hy bọn họ nắm trong tay rồi. Cho dù hiện tại Cửu gia hiện thân, chỉ sợ cũng khó lòng mà xoay chuyển càn khôn. Thanh âm của Hứa Dịch hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao lại không hy vọng Cửu gia có thể trở về. Nhưng chỉ tiếc, Tư gia đã hoàn toàn trở thành vật trong lòng bàn tay đám người Tần Nhược Hy. Cho dù Cửu gia trở lại, thì lại có thể thế nào? Tư gia đã không còn ai lại sẽ nghe theo hiệu lệnh của Cửu gia nữa rồi. Hứa quản gia, anh đây là đang thổi phồng người khác, diệt đi uy phong của mình. Chẳng lẽ anh cho là, gia chủ không đối phó được với Tần Nhược Hy và đám cao tầng kia hay sao? Thập Nhất hơi có chút không vui. Thập Nhất, bây giờ đã là lúc nào rồi, không phải cậu cũng hiểu rõ sao? Chẳng lẽ, cậu cho rằng, coi như Cửu gia trở lại, còn có biện pháp gì có thể trấn áp Tư gia hiện nay? Hứa Dịch bất đắc dĩ thở dài. Hứa quản gia, Tư gia năm đó, còn không phải là chia rẽ, kéo bè kéo phái. Nhưng sau khi Cửu gia trở về, vẫn có thể thống trị toàn bộ Tư gia đấy. Thập Nhất hừ lạnh. Chợt, Thập Nhất hướng về Diệp Oản Oản lên tiếng, sư phụ, chắc chắn cô biết Cửu gia ở nơi nào, để cho Cửu gia trở lại. Chỉ cần Cửu gia có thể trở về, Tư gia nhất định sẽ trở lại giống như trước đây. Thập Nhất, cho nên nói, với đầu óc của cậu, tại Tư gia lúc trước, nhiều nhất cũng chỉ có thể lăn lộn đến chức đội trưởng đội ám vệ mà thôi. Hứa Dịch lạnh giọng đáp trả. Hứa quản gia, anh rốt cuộc là có ý gì? Anh cho là, Cửu gia không có chút biện pháp nào để chỉnh đốn Tư gia hiện tại. Thập Nhất hơi có chút không phục. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng rất hiển nhiên, bây giờ chính là như vậy đấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Dịch mở miệng hỏi. Chương 1837, bóp gãy cổ của hắn đi. Hứa Dịch, tôi thấy là anh 8 phần 10 là sợ đám người Tần Nhược Hy đó. Anh chẳng qua là chống đối cao tầng,
nên mấy ngày sau là được thả tự do rồi, nên cũng chẳng can hệ gì nữa cả. Trong lòng anh chỉ mong cho gia chủ đừng trở lại, đến lúc đó anh phủi mông một cái, rời đi cũng không thành vấn đề. Nhưng còn sư phụ tôi biết làm sao bây giờ? Thập Nhất lạnh giọng quát lên. Thập Nhất, cậu đúng là đồ vũ phu cục xúc, cậu trừ tứ chi phát triển, tôi thấy trong đầu cậu đúng là rỗng tuếch, hoàn toàn không hiểu cái gì là thế cục cả. Chờ sau khi tôi đi ra ngoài, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu Oản Oản tiểu thư. Hứa Dịch cười lạnh. Giờ phút này, Bắc Đầu và Thất Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, hai người này thật đúng là tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không được. Chuyện này có gì đáng để mà tranh cãi chứ, một cái hầm giam giỏm vớ vẩn mà thôi. Nếu muốn đi ra ngoài, căn bản là dễ như trở bàn tay. Thập Nhất, cậu biết Eric không? Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất ngồi ở một bên, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Thập Nhất gật đầu, Eric tiên sinh sao? Người này tôi biết, là người ủng hộ đám người Tần Nhược Hy, Tư Minh Lễ, bất quá cho tới nay chưa từng gặp, rất thần bí. Sư phụ, không phải là cô sợ cái gã Eric đó đấy chứ? Tôi tin rằng, chỉ cần cửu gia trở lại, nhất định có thể bắt được hắn ta. Eric tiên sinh, một đầu khác của hầm giam, truyền tới âm thanh hơi kinh ngạc của Hứa Dịch, phe của đám Tần Nhược Hy và Tư Minh Lễ lại còn có người ủng hộ sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Oản Oản tiểu thư, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, từ lúc mình bị bắt cóc cho tới lúc này, Tần Nhược Hy cũng được, vị Eric tiên sinh gì gì đó cũng được, đều vẫn chưa từng hiện thân. Trong hầm giam, Thập Nhất và Hứa Dịch bất ngờ bùng nổ một trận cãi vã, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói thêm gì cả. Chỉ bất quá, Bắc Đầu lại dần dần hơi mất kiên nhẫn, hoàn toàn không cách nào lý giải được, Phong tỷ tại sao lại không đại khai sát giới, ở lại cái nơi quỷ quái này nghe hai người kia lải nha lải nhải để làm cái gì. Ước chừng mấy giờ sau, cửa hầm giam chợt bị mở ra. Hừ, Diệp Oản Oản, người rốt cuộc có nói hay không? Đội trưởng đội ám vệ đi vào địa lao, mở đèn trong hầm giam lên, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Người còn miệng nó rốt cuộc có thấy phiền hay không? Nói như thế vẫn còn chưa đủ rõ ràng sao? Bắc Đầu chửi. Nếu không phải là Phong tỷ chưa hạ lệnh, hắn chỉ cần đi lên tung một đấm là đủ để đập chết cái gã đội trưởng chó má này. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, miệng các ngươi rốt cuộc cứng rắn đến mức nào. Đội trưởng ám vệ dứt lời, một đám thành viên đội ám vệ nhanh chóng tiến lên, mở lồng giam ra, trước tiên là kéo Thập Nhất lôi ra ngoài. Diệp Oản Oản, ngươi không nói, ta liền giết đồ đệ của ngươi. Nếu như ngươi còn không nói, ta sẽ lần lượt giết sạch. Đội trưởng đội ám vệ mặt đầy vẻ âm trầm. Ngươi giết bọn chúng là được, đừng giết chúng ta. Bắc Đầu mở miệng nói. Thất Tinh. Diệp Oản Oản. Đại trưởng lão. Tam trưởng lão. Lúc này, một đám thành viên đội ám vệ mang theo đám người Diệp Oản Oản, kể cả Hứa Dịch, đi ra khỏi hầm giam. Oản Oản tiểu thư, bọn họ rốt cuộc muốn biết cái gì? Hứa Dịch đi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Nhíu chặt lông mày. Không cần phải lo lắng. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng trấn an. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, đội trưởng ám vệ đưa tay siết chặt cổ họng Thập Nhất lại. Diệp Oản Oản, nếu như ngươi không nói, cổ họng của đồ đệ ngươi, sẽ bị đứt thật đấy. Sư phụ, cứu, tôi. Giờ phút này, Thập Nhất mặt đầy kinh hoàng, sắc mặt căng phồng đỏ lựng, hô hấp có chút gấp gáp. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không có chút phản ứng nào. Chỉ chốc lát sau, nàng cười nhạt nói, được à nha, người bóp gãy cổ của hắn đi. Chương 1838, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Bóp gãy cổ của Thập Nhất, Hứa Dịch kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Oản Oản tiểu thư mà anh ta nhận biết, sẽ có thể nói ra được điều này ra khỏi miệng hay sao? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, trong mắt của Thập Nhất hiện ra một vẻ khó tin, bao gồm cả gã đội trưởng ám vệ đang bóp cổ họng Thập Nhất, thần sắc cũng khẽ biến. Được, không nghĩ tới, một cô gái như ngươi lại có thể ác độc đến như vậy, không thèm quan tâm chút nào đến sự sống chết của đệ tử của mình. Đã như vậy, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, cắt đứt cổ họng của hắn. Đội trưởng ám vệ dứt lời, từ bên hông lấy ra một con dao găm. Ngươi muốn giết thì hãy mau giết đi, làm nha làm nhảm làm cái gì cơ chứ? Hay là để ta giúp ngươi giết? Bắc Đầu ngáp một cái, giống như là đang nhìn trò khỉ. Giết đi, Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản dứt lời, Thập Nhất đang bị bóp chặt cổ họng,
sắc mặt bỗng nhiên khôi phục lại như bình thường, vẻ căng phồng đỏ lượng kia đã biến mất. À, sư phụ, cô đối xử với tôi, cũng có phần quá độc ác. Chẳng lẽ, mạng của tôi, còn không đáng giá bằng tin tức của Tư Dạ Hàn sao? Ở dưới con mắt của mọi người, Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ghê rợn kinh người. Thập Nhất, cậu lại có thể. Hứa Dịch khó tin nhìn về phía Thập Nhất, gã đàn ông trước mặt, vẫn là cái vị đội trưởng đội ám vệ tiền nhiệm mà hắn quen biết, là đồ đệ mà Oản Oản tiểu thư đào tạo nên. Bây giờ ngươi có thể buông ra được rồi. Rất nhanh, Thập Nhất hướng về gã đội trưởng ám vệ ở trước mặt, ra lệnh. Đội trưởng ám vệ mặt đầy mộng bức, đây là có chuyện gì xảy ra? Tần Nhược Hy tiểu thư không phải đã nói, cái gã Thập Nhất này là đồ đệ của Diệp Oản Oản, cần dùng mạng của Thập Nhất để uy hiếp Diệp Oản Oản nói ra, thậm chí còn là dẫn dụ Tư Dạ Hàn xuất hiện sao? Đáng tiếc, Eric tiên sinh. Từ xa xa, Tần Nhược Hy cùng với mấy vị cao tầng Tư gia chậm rãi đi về phía nơi này. Eric tiên sinh, xem ra, mạng của ngài, ở trong mắt Diệp Oản Oản, căn bản không đáng nhắc tới. Ngài muốn dùng chính bản thân mình để bức bách Diệp Oản Oản nói ra tung tích của Tư Dạ Hàn, dường như cũng không mấy hiệu quả. Tần Nhược Hy nhìn về phía Thập Nhất, lạnh nhạt nói. Eric tiên sinh. Một bên, đội trưởng ám vệ đã mộng bức rồi. Gã đàn ông này không phải là Thập Nhất, đội trưởng ám vệ Tư gia tiền nhiệm sao? Cái danh xưng Eric tiên sinh, này, lại là cái quỷ gì? Ngươi lui sang một bên đi thôi. Lúc này, một vị cao tầng Tư gia hướng về đội trưởng ám vệ, ra lệnh. Nghe mệnh lệnh này, đội trưởng ám vệ gật đầu một cái. Mặc dù không nắm rõ được đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như cũng không có quan hệ gì tới hắn, hắn chỉ cần nghe theo lệnh là được rồi. Thập Nhất, ta vốn chỉ là cho rằng, người đầu phục Tần Nhược Hy bọn họ. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, người lại chính là Eric. Ánh mắt của Diệp Oản Oản, trước tiên là đảo qua đám người Tần Nhược Hy, chợt, ánh mắt lại rơi vào trên người của Thập Nhất. Cho tới nay, Diệp Oản Oản chưa bao giờ hoài nghi Thập Nhất, bởi vì Thập Nhất quả thực quá bình thường đến mức dễ dàng khiến cho người ta quên mất. Ai có thể nghĩ đến, người đứng sau lưng của Tư Minh Lễ và Tần Nhược Hy, từ đầu tới cuối, lại có thể sẽ là Thập Nhất. Hắn ẩn núp thân phận của mình, dùng tên giả Thập Nhất, lăn lộn vào trong đội ám vệ Tư gia. Mục đích của hắn, đến tột cùng là cái gì? À, Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên. Treo lên một nụ cười đầy tà mị, sư phụ, tôi rất hiếu kỳ, cô đến tột cùng là làm cách nào để nhìn thấu tôi. Tôi cảm thấy, hẳn là mình không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào mới đúng. Người cảm thấy chính mình không có sơ hở sao, ngược lại, thật đáng tiếc là quá nhiều. Diệp Oản Oản nhìn Thập Nhất, ở bên trong hầm giam, người không ngừng tuyên truyền, cố gắng tạo cho ta ảo giác, chỉ cần Dạ Hàn trở lại, Tư gia liền có thể khôi phục lại nguyên dạng. Đây chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng ta để dẫn dụ Tư Dạ Hàn. Đúng không? Chương 1839, Tư Dạ Hàn, em trai thân ái nhất của tôi. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Thập Nhất hơi sững sờ, chợt như có điều suy nghĩ, hướng về Diệp Oản Oản cười nói, đúng vậy. Tôi đích xác là có chút nóng lòng. Sư phụ chỉ ra như vậy, quả thực là có không ít chỗ sơ hở. Ít nhất ngôn ngữ của tôi, hơi có vẻ dồn dập. Nhưng, chỉ là những thứ này. Hẳn cũng không đến nỗi khiến cho sư phụ hoài nghi tôi mới đúng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thập Nhất, lạnh nhạt đáp lời, đúng là không đến nỗi. Chỉ bất quá, lúc ở bên trong hầm giam, ta từng hỏi ngươi, có biết được Eric tiên sinh hay không? Ngươi lại trả lời là biết, điều này thực sự rất kỳ quái, Eric thuộc về người đứng phía sau màn, vô cùng thần bí. Với thân phận của ngươi, chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một tên ám vệ Tư gia mà thôi, ngươi làm sao có thể biết được? Ngay cả Hứa Dịch, thân là quản gia, đều chưa từng nghe nói qua về Eric. Sau khi Diệp Oản Oản giải thích, Thập Nhất trầm mặc chốc lát. Không lâu sau, Thập Nhất lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói, không sai. Ở trước mặt sư phụ, diễn loại vai diễn thô kệch này, đúng là đang, múa rìu qua mắt thợ, mà. Sư phụ dù sao cũng đã từng dẫn dắt thành công mấy vị ảnh đế, ảnh hậu. Những trò khỉ này của tôi, quả là không lừa gạt được cô. Eric tiên sinh, giết bọn chúng đi, mấy gã cao tầng Tư gia bên cạnh Thập Nhất mở miệng nói. Nghe câu này, Thập Nhất lại khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, Diệp Oản Oản dù sao cũng là sư phụ của tôi. Lần này tôi tóm cô ấy qua đây, cũng không có dự định làm tổn thương cô ấy. Mục tiêu của tôi, chỉ là một mình Tư Dạ Hàn. Chỉ như vậy mà thôi. Chuyện này,
Mấy vị cao tầng Tư gia trố mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ mong Diệp Oản Oản chết ngay tại chỗ, nhưng Eric lại không lên tiếng, khiến cho bọn họ cũng không dám tự tiện chủ trương. Dù sao ở hiện tại, Eric mới thật sự là người chủ đạo tại Tư gia. Giờ phút này, đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh trố mắt nhìn nhau. Phong tỷ rốt cuộc đang làm gì vậy? Nói tới nói lui một hồi, bọn họ nghe mà chẳng hiểu lấy nổi một câu. Tần Nhược Hy nhìn về phía Thập Nhất, Eric tiên sinh, nếu Tư Dạ Hàn luôn miệng nói, Diệp Oản Oản là nữ nhân mà hắn yêu nhất, vậy chúng ta liền lấy sự sống chết của cô ta để uy hiếp Tư Dạ Hàn ra mặt. Chỉ cần Tư Dạ Hàn dám ra mặt, đập phát chết luôn. Ồ, lúc này, khóe miệng Thập Nhất nở rộ một nụ cười đầy quỷ dị, ai nói tôi muốn giết Tư Dạ Hàn vậy? Nghe Thập Nhất nói như vậy, đông đảo cao tầng Tư gia ở đây đều sững sờ. Không giết Tư Dạ Hàn. Nếu như không giết Tư Dạ Hàn mà nói, Eric muốn dẫn dụ Tư Dạ Hàn ra làm gì? Còn nữa, trước đó Tư Dạ Hàn bị người của Thí Huyết Minh đuổi giết. Mà Thí Huyết Minh cũng có quan hệ tới Eric. Nếu Eric không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết, làm sao lại sai người của Thí Huyết Minh đi ám sát Tư Dạ Hàn? Thập Nhất, người rốt cuộc có mục đích gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thập Nhất, mở miệng hỏi. Người đàn ông này, căn bản là không nhìn thấu. Để cho Thí Huyết Minh ám sát Tư Dạ Hàn, thậm chí còn trở thành người chống lưng cho Tư Minh Lễ, Tần Nhược Hy, và cả đám cao tầng Tư gia này, nhưng giờ phút này lại nói không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết. Hắn trà trộn vào Tư gia, trăm phương ngàn kế, đóng giả thành một gã ám vệ có thân thế đầy bi thảm, rốt cục là có mục đích gì? Mục đích? Nghe tiếng, Thập Nhất cúi đầu trầm tư chốc lát, dường như đúng là cũng chẳng có mục đích gì cả. Ngày trước, đúng là tôi đây muốn lấy mạng của Tư Dạ Hàn. Nhưng hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, dù sao, hắn ta là cậu em trai thân ái của tôi đấy. Không phải sao? Thập Nhất dứt tiếng, cao tầng Tư gia, thậm chí bao gồm cả đám người Tần Nhược Hy, đều biến sắc. Ngay cả trong mắt Diệp Oản Oản cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Tư Dạ Hàn là em trai của Thập Nhất. Giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại, Tư Dạ Hàn có tổng cộng 8 anh em ruột, nhưng trừ anh cả ra, những người anh còn lại, dường như đều chết ở trong tay của Tư Dạ Hàn. Làm sao lại còn lòi ở đâu ra thêm một người anh nữa vậy? Chương 1840, Lão Thất Tư gia. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, cũng không phải là tất cả các anh em đều chết ở trong tay Tư Dạ Hàn. Trừ cha của Tư Hạ gia, còn có một người. Lão Thất Tư gia. Cái vị Lão Thất Tư gia chưa bao giờ ra mặt. Cậu là Thất gia của Tư gia. Bỗng nhiên, Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất, mặt đầy vẻ kinh ngạc. À, trừ Lão Đại gia, dường như cũng chỉ còn lại mỗi mình Lão Thất này rồi đi. Thập Nhất nhìn về phía đám người Hứa Dịch, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con bà nó, bọn họ rốt cuộc đang nói gì, làm sao tôi lại hoàn toàn nghe không hiểu vậy? Bắc Đẩu nhìn về phía Thất Tinh ở bên cạnh. Nghe tiếng, Thất Tinh liếc mắt nhìn Bắc Đẩu một cái. Đây là chuyện riêng của Phong Tỷ gặp phải trong những năm này khi ở tại Hoa Quốc, bọn họ làm sao có thể biết được. Cứ giống như Đại trưởng Lão và Tam trưởng Lão, yên lặng mà xem trò vui là được rồi. Chuyện này, làm sao có thể, cậu lại là Thất gia? Hứa Dịch đầy vẻ khó tin, nhìn Thập Nhất. Ở Tư gia, có tổng cộng 9 anh em cả thảy, Tư Dạ Hàn xếp hàng cuối cùng, Lão Cửu. Mà ở phía trên, còn có 8 người anh khác. Trừ Lão Đại gia, thì Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, còn có Lão Bát, toàn bộ đều đã chết ở trên tay của Tư Dạ Hàn. Chỉ có Lão Thất, vẫn luôn ở bên ngoài, chưa từng trở về. Hứa Dịch nhớ hết sức rõ ràng, Thất gia rất được Lão gia yêu thích, vốn có dự định đem vị trí gia chủ Tư gia để lại cho Lão Thất. Chỉ bất quá, Lão Thất lại vô cùng thích buôn bán, hơn nữa vô cùng tự lập, rất ít khi trở về. Khi Lão Thất còn rất nhỏ, cũng đã đi ra nước ngoài, theo chân mấy vị thương nhân có danh tiếng để học hỏi. Tại toàn bộ Tư gia, Lão Thất và Lão Bát có quan hệ vô cùng tốt với Cửu gia. Mặc dù đều là anh em cùng cha khác mẹ. Chỉ bất quá, ở trong ấn tượng của Hứa Dịch, Lão Thất Tư gia vô cùng nhu hòa, có một phong cách thư sinh nho nhã. Nhưng mà nhìn lại gã Thập Nhất ở trước mặt này, lại không hề giống một chút nào với phong thái nhiều năm trước đây của Lão Thất. Không đúng, rất nhiều năm trước, khi Lão gia còn tại thế, có một lần Thất gia trở về. Tôi từng gặp Thất gia, tướng mạo của cậu và Thất gia có sự khác biệt rất lớn. Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất, lên tiếng nghi ngờ. À, anh nói không sai, Thập Nhất từ trong ví lấy ra một tấm ảnh chụp đầy cũ kỹ. Trong hình là một cậu thiếu niên có vẻ non nớt,
ước chừng bộ dáng khoảng 14 đến 15 tuổi. Nếu không phải là vì Tư Dạ Hàn, tôi cũng không cần chỉnh thành bộ dáng này, đúng không? Rất nhanh, Thập Nhất cất ảnh chụp trở lại trong ví, lạnh giọng cười nói. Phẫu thuật thẩm mỹ. Nghe Thập Nhất nói, chân mày Hứa Dịch nhíu lại, hoàn toàn không cách nào lý giải nổi, Thất gia Tư gia vì sao lại phải phẫu thuật thành bộ dáng này. Hơn nữa, chuyện này và Cửu gia có quan hệ gì? Chuyện này và Cửu gia có quan hệ gì? Trước kia khi Cửu gia còn chưa mất tích, đều vẫn luôn hỏi thăm tin tức của cậu. Hứa Dịch tỏ vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên, cửu đệ của tôi, dĩ nhiên muốn hỏi thăm tin tức, để sau đó tìm tới, giết tôi, không phải sao? Thập Nhất khẽ mỉm cười. Chuyện này, Hứa Dịch mặt đầy mộng bức, sao lại thế này? Quan hệ giữa cửu gia và thất gia vốn không tệ, cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ có ý tưởng muốn giết chết thất gia. Huống chi, cửu gia tại sao lại phải giết chết thất gia? Hơn nữa, cửu gia vẫn luôn có chút nhớ mong đối với thất gia. Ngày trước, trong suốt một khoảng thời gian dài, Hứa Dịch vẫn luôn nghe cửu gia nhắc về lão thất. Làm sao lại có thể sẽ muốn giết cậu ta? Trừ lão đại và tôi ra, tất cả các huynh đệ đều chết ở trong tay lão cửu. À, với tính cách của lão đại, đương nhiên không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với địa vị của Tư Dạ Hàn. Cho nên, chỉ cần tôi chết, hắn sẽ có thể vô ưu vô lo. Cửu đệ thông minh của tôi hiểu cậu ta rõ nhất. Thập Nhất cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1840.